Chị gần xa đã quay trở lại kênh YouTube của Lý Lắc Vlog. Mến chúc tất cả quý vị một ngày mới tốt lành. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và trước khi chương trình diễn ra, xin sơ lược về lý lịch chích ngang của Đinh Lan. Ôi trời ơi, một cái người mà chiếm sóng nhiều nhất trong mấy ngày hôm nay. Đinh Lan tên thật là Đinh Dì Thị Lan, tài khoản thì nhiều không kể hết, tuổi thì 16 x 3, học vấn cử nhân các loại bằng online, hôn nhân 4 con 4 chồng, hiện tại còn chinh và đi khách với mấy ông già da dép liên tục. Và thế mẹ và chị em đều làm lớn, lớn cái mỏ với lớn ở bên dưới. Nghề nghiệp lúc trẻ thì phụ bán căng tin, về già thoát lên cái làm doanh nhân COL vườn cây dược lý trị liệu, kinh doanh cái mảng là mua bán rượu được, rượu đình, rượu đồi và các rượu đám. Đám cưới đám ma thôi nôi sinh nhật đám mở cửa mã. Thành tích thì lụm thành công anh xây dựng nghèo, thiên tài trong làng dựng chuyện, chỉ dùng miệng cũng dẫm nát được doanh nghiệp to. Tài sản hiện có bây giờ là người có cái cây chống lưng nhiều nhất. Ưu điểm thì nói láo nói xạo không vách miệng, khuyết điểm thì miệng chỉ biết nói láo nói dốc, bị chuyện vu khống bịa đặt mạ lị người khác. Ước mơ có nhiều đàn ông yêu đương, còn trong dự án tương lai tham gia dự án chăn kiến vài năm, sau đó đi định cư nước ngoài phối hợp làm ăn với các idol như Nam Quang, Trương Quốc Huy, Mắm Tôm, Mũ Nắm. Đó là cái lý lịch chích ngang của con chúng mày thấy chưa gì vậy. Đó là cái lý lịch chích ngang của con, cái con Đinh Thị Lan nha quý vị nha. Rồi kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì Lý Lắc nói với tất cả quý vị nè, hết tuần này thôi quý vị, qua tuần nha quý vị nha, những cái tên mà được xướng danh nghe đâu ngoài lề quý vị, ông xe ôm ngoài lề ông nói nha quý vị nha. Nghe Lý Lắc nói ngày hôm nay là quý vị nhớ kỹ lời Lý Lắc nói ngày hôm nay quý vị nha, và dài bữa cái lời Lý Lắc nói sẽ được ứng linh nha, dài bữa nữa thôi ha. Những cái tên sẽ được xướng danh: Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Đinh Thị Lan, Hoàng Kim Dung, Thám Tử Cao, Hoàng Phong. Năm cái tên đó. Trước tiên là năm cái tên đó nha quý vị nha. Trước tiên là năm cái tên đó. Nhưng mà nghe đâu đó là trong cái năm cái tên này thì có hai người đã không còn ở nơi cư trú nữa quý vị nha. Và hiện tại thì một nữ một nam đã không còn ở nơi cư trú của mình nữa nha quý vị nha. Nó đã đi đâu rồi đó quý vị. 5 đến 7 ngày nữa thôi. Những cái nhân vật Lý Lắc nói, và đây là tin minh lề cho quý vị nha. Lý Lắc nói vậy quý vị tự hiểu ha. Rồi quý vị thì bây giờ trước khi đến với những cái thông tin chính của ba cái nhân vật, đó là Đinh Lan, Kim Mao và Hoàng Kim Dung, thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với những cái đoạn clip vui vui giải trí lúc đầu đó quý vị. Từ từ mình sẽ vào tin nóng. Mời quý vị xem một clip mà một cái cô bé này rất là xinh đẹp quý vị ha, là fan của chị Xeo của Phương Hằng, nói gì đây mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng mày thấy chưa, thần thái của cô tao khi ra tòa thì make up đẹp, răng đính hột xoàng nha, trời ơi xinh ơi là xinh, môi đỏ nháy mắt, trời ơi đỉnh của chóp luôn, cô tao ngoại đỉnh 1111. Ê ơi, cái thần thái mà tao nói thật luôn ấy, không có một người nào mà bị ở tòa mà lại có cái thần thái đẹp như thế, rồi có cái sự chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ đến như thế luôn á. Chúng mày á, cứ thử đi như cô tao xem, rồi chúng mày có xinh được như cô tao không? Trời ơi, mấy cái lũ lươn con đi đâu hết rồi. Dạo này chắc tụi con đang tìm cách để ngo ngoe. Trời ơi, nhìn cô tao xinh quá xinh luôn đấy. Yêu ơi, tao cũng nhìn thấy là tao thấy hạnh phúc à. Nhà tao thì nói thật là cũng chia làm mấy phe đấy, nên là kệ đi, tao ở phe cô Hằng nha. Ok, đứa nào ở cùng với phe tao, cô chú anh chị nào ở cùng với phe con, tim cho con nha. Một cái bạn này đăng cái clip này là trên TikTok cho quý vị nha, này mình cũng lấy về chia sẻ.
đó, thì quý vị cứ tiêm cho đi quý vị, tiêm cho Lý Lắc đi. Tiêm cho clip này đi quý vị, thả tim đi, thả tim đi, coi đi, thả tim đi quý vị. À thì đó quý vị, quý vị thấy không, cái thần thái chị CL khi mà bước ra cái phiên phúc thẩm, quý vị thấy có khác không? À, thấy khác rất là nhiều quý vị ha. Khác đến mức độ mà con Đinh La Láng về nó đăng bài, nó nói là sơn móng chân móng tay rồi nhuộm tóc rồi đính hạt trong răng rồi trang điểm xịt dầu thơm đồ các kiểu quý vị. Quý vị tự nhìn nhận và quý vị tự hiểu cái câu chuyện gì đó chuẩn bị diễn ra nha quý vị nha. Và quý vị thấy chị CL khi mà ra về quý vị, ngồi trên xe gì quý vị cũng biết rồi ha. Và từ lúc tạm giam tới bây giờ quý vị đó không hề có một cái chồng nào cả. Quý vị tự hiểu cái điều gì đang diễn ra quý vị nha. Nhiều người người ta không thích CL Phương Hằng, người ta châm chọc, người ta nói là đúng là có tiền che thân. Không phải đâu, không phải có tiền che thân đâu. Nhưng mà người ta làm đúng, làm việc đúng nên người ta được bảo vệ. Những cái người làm việc đúng thì sẽ được bảo vệ mà thôi. Thì quý vị thân mến, trong các nhân vật thì Đinh Thị La Láng là cái nhân vật mà liên đoàn nhất, cái con châm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng liên đoàn nhất nha. Đúng, tới ai là Đinh La Láng móc tới người đó. Bữa nay lên clip xuống giọng nói chuyện thả hơi với thẩm phán này, thả hơi với ông này ông nọ, xong dài bữa không được cái đó quay qua đăng bài chửi người ta. Mà vô tới phiên tòa kiếm chuyện, xong về nhà lại đăng cái clip phê phán nói đủ các điều về cái phiên tòa của người ta. Chiến này Đinh La Láng rất là mệt. Mình nói là quý vị nghe nè, khi mà Đinh La Láng mà bế Đinh La Láng mà vô chạy nha, chỉ cần những cái nữ tù nhân trong chạy thôi ha, nó gõ thôi là phọt, coi như phọt chu bin luôn. Nó phọt chu bin luôn. Ban ngày thì cơ quan với công an ta điều tra xét hỏi, ban đêm về tới phòng mấy con nữ tù binh trời nó xét hỏi nữa, thôi khỏi ngủ luôn. Ô mà nay chít chít luôn. Lúc đó là do lo mà, rồi mà nứt mắt ra là bắt đi dọn cầu dọn đồ. Trời ơi thôi vô gặp mấy nữ trong đó đi, nữ trong trại đi rồi hiểu cái cảnh ha. Ở trong đó thì chứ người ta rất là thương chị CL Phương Hằng, người ta biết ở trong không biết đâu. Đừng nói trong trại mà không biết gì, biết chứ mà không biết đâu. Vô trong đó đi, nửa đêm nó gõ cho mày thấy cái cảnh ha, mày hết cái chót chét ha. Chiếc này mày đi một phát về cái mày già luôn, mày khỏi cần xài áp nữa, mày không áp đồng độ nữa cho mày cái Lan. Thì tôi phải làm sao? Trước khi vào những cái tin mà trong những cái trang bên kia quý vị, mời quý vị xem một cái đoạn clip của Lan quý vị, đoạn cuối tình yêu của Lan nè. Thì cái thân phận của tôi nhiều khi tôi không lộ ra được người đàn ông từ đứa con tôi, tại vì anh ấy quá lớn, chủ tịch ngân hàng, chủ tịch nhiều bất động sản lớn ở Việt Nam. Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không có công khai, tôi không có muốn ảnh bạn có bị giận chịu gì. Anh nhắc lại nha, anh nhắc lại cho tụi nó nhớ nè. Mẹ nuôi của tao là mẹ cũng như là mẹ bỏ xuống đời. Đều anh thường được biết của tôi là nhà ở phòng sau. Sợ biết gì đó hả? Đừng mang đi không? Là mẹ nuôi của tao. Em sẽ không lấy ai cũng vớ vô trơn á, rồi nó cháu của ông cụ này cụ nọ, ai mà cũng vớ vô được hết trơn ha. Rồi mày mới mày lên mày nói mày giúp cho đất nước điều tra bên bộ phận BC không mấy, điều tra phá án 5 vụ án kinh điển của Việt Nam. Trời ơi thôi mày bớt đi, mày bớt nổ bớt xàm đi Lan ơi. Mày một con xí đú chà mứng ở đâu của lĩ của lai nào móc với hầm lên rồi bây giờ mày quăng tùm lum trơn á. Lan ơi mày bớt đi Lan, tao nói mày á, vài bữa nữa thôi quý vị tin đi Lắc đi, vài bữa nữa thôi ha quý vị ha, vài bữa nữa thôi. Năm nhân vật Kim Mao, Hoàng Kim Dung, Phan Phong, Thám Tử Cao và Đinh Lan sẽ có giấy. Nếu như mà tới những ngày đó quý vị hãy nhớ lại những cái lời Lý Lắc nói ngày hôm nay, nhớ lại quay lại clip của Lý Lắc để mà xác nhận lại cái nhà quý vị nha. Nói cho quý vị nghe vậy đó. Con hả? Rồi thôi con vô phòng chơi đi để bố làm việc nha. Giỏi. Vô phòng chơi đi. Trời ơi đóng cửa muốn sập cái phòng. Đóng cửa, đóng cửa. Đóng nhẹ đó con. Trời đóng cửa cái rung lên màn hình luôn quý vị. Đây một cái đoạn trong cái phiên phúc thẩm, chị xem Phương Hằng nói cái lời sau cùng, chị nói nghe rất là xúc động quý vị ha. Phải nói là một người chủ quá tuyệt vời luôn quý vị, xem clip nè. Bị cáo nói ngắn gọn nha, vì bị cáo không kháng cáo trong quán này. Kính thưa đoàn xét xử,
với bị cáo không có chống án kháng cáo, nhưng mà cho bị cáo nói lời cuối cùng. Hôm nay bị cáo rất là hạnh phúc, và sau hạnh phúc đó là bị cáo rất đau lòng khi nhìn thấy nhân viên của mình đóng góp. Bị cáo muốn nhận tội thay cho tất cả những nhân viên của bị cáo nếu có thể. Chị Hằng nói là chị Hằng muốn nhận tội thay cho tất cả các nhân viên nếu có thể được, thấy chưa? Có nghĩa là chị nói là chị cái bức rứt của chị hiện giờ là những người nhân viên đi theo chị là phải bị mỗi người 1 năm tù, và hiện giờ là chưa có thi hành án đâu quý vị nha. Chị cứ nói vậy thôi nhưng mà chưa có thi hành án đâu quý vị, nhưng mà vài bữa đó thôi quý vị, quý vị sẽ thấy một cuộc chơi rất là ghê gớm quý vị ha. Vài bữa đó thôi quý vị sẽ có ghế bay nữa cho quý vị xem. Vài bữa đó thôi ghế sẽ bay, và cái ghế đó mà khi mà bay đi một cái rồi là quý vị thấy không, nó bốc hơi hàng loạt luôn quý vị. À, quý vị sẽ xem những cái lời Lý Lắc nói. 5 đến 7 ngày nữa thôi nha, 5 cái nhân vật Lý Lắc nhắc tên sẽ lên đường. Lý Lắc nói vậy đó quý vị, đó giờ Lý Lắc chưa bao giờ nói cái vấn đề này hết. À, rồi cái thứ quý vị, thì trong số những cái nhân vật lên phản biện cái câu chuyện của CEO Phương Hằng, và cái nhân vật nó đã tiếp cận chị CEO Phương Hằng đến nhà máy găng tay, nó làm xé rách găng tay trong cái thời điểm đó, trong cái ngày ra mắt găng tay y tế của công ty cổ phần Đại Nam, thì cái nhân vật Hoàng Kim Dung xuất hiện. À, xuất hiện rồi cuối cùng lại phá, nó phá chị quý vị để nó hạ cái uy tín của doanh nghiệp công ty cổ phần Đại Nam. Và quý vị thấy cái thời điểm đó là đang rất cần những găng tay để phục vụ cho ngành y tế, vì thời điểm đó là thời điểm dịch bệnh bùng phát. À, cần có găng tay để hỗ trợ với y tế, cần có oxy để hỗ trợ những bệnh viện đang thiếu oxy trầm trọng. Nhưng mà những cái thành phần này vô nó đánh phá. Và cái con Hoàng Kim Dung này nó quý vị, hiện tại quý vị không nhà không cửa ha. Nó phải thuê nhà, nó thuê nhà tại Hưng Yên, cách Hà Nội 35 km. Và hiện tại thì nó có một cậu em khoảng 25 tuổi, nó đi trên một chiếc xe ô tô màu trắng biển số 15N. Thằng em nó vừa chạy taxi cho nó, vừa ship hàng cho nó. Hàng thì nó để trong một cái khu nhà hoang. Còn cái chỗ mà nó like hiện tại, trên những cái đoạn like của nó đó quý vị, là một phòng trọ. Trước kia là con Hoàng Kim Dung này nó có chơi với một con nhỏ dạng là làm cà ve, cà ve hạng sang quý vị nha. Cà ve hạng sang, bồ của một ông kẻ. Và cái vấn đề mà nó lên làm diễn giả đó, mà tại sao nó không bị bế thời điểm đó mà nó thoát hết đó quý vị, là do nó thoát từ cái con cà ve đó. Đã binh đường cho nó, mà một ông kẻ chống lưng cho con cà ve đó đã binh đường cho con Hoàng Kim Dơ. Và những cái số tiền mà con Hoàng Kim Dơ nó làm diễn giả, nó lừa được ta đó, là phải chi ngược lại cho con cà ve đó. Con cà ve đó là chi ngược lại cho cái ông kẻ đó để nó thoát tội được. Đợt đó đó quý vị, lý do gì sao nó thoát tội đó. Mà lần này á, quý vị thấy không, nó làm diễn giả bao nhiêu lâu rồi mà nó không còn tích trữ được đồng tiền nào cả. Bây giờ nó khổ rồi, nó lên nó bán từng lon sữa, nó bán từng chai dầu gội đầu phủ bạc, nó bán từng cái chai nước giặt đồ. Không nhà không cửa quý vị nha, thuê chỗ để mà like những cái lớp bán hàng. Rồi nó tìm được một cái căn nhà hoang để nó chứa những cái nguồn hàng đó, những cái nguồn hàng kém chất lượng đó. Và ngày ngày á, nó vẫn lên ra rã cho quý vị nha. Nó ra rã trên TikTok ha. Nó chia sẻ trên TikTok, nó nói về vấn đề chị xem Nguyễn Phương Hằng để nó câu số lượng người xem. Xem nhiều rồi bắt đầu nó nhảy ra nó bán hàng. Mời quý vị cùng xem một clip mới nhất. Nó có đề cái dòng chữ là đại gia nghìn tỷ ha. Kim cương ở mồm. Quý vị nghe những cái lời lẽ, những cái con này nó nói quý vị. Cả rổ mà đi tù nguyên một mồm kim cương luôn. Đấy, cứ nói là ở ngoài thì vì nước vì dân, nhưng mà đi tù nha chơi một mồm kim cương. Các anh chị em đều biết rằng là đi tù làm gì có chuyện trên đời này có ai là đi tù mà được phục, gọi là đi tù mà được chiều như chiều vong. Chỉ có đại gia nghìn tỷ mới đi tù được chiều. Thấy không? Cái lời lẽ nó nói là, nó nói là đi tù mà được chiều như chiều vong đó quý vị. Những cái con này, những cái từ ngữ của nó rất là thâm. Cũng như chiều vong như thế, đúng không anh chị em? Đấy mới gọi là đại gia vì nước vì dân. Đấy mới gọi là đại gia ngàn tỷ, anh chị em công nhận không? Nghĩa là ra chơi một mồm kim cương. Anh chị em thấy phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, chơi một mồm kim cương. Và chúng ta đều biết là khi bị bắt ấy, thì chả có viên kim cương nào ở răng. Khi phiên tòa phúc thẩm sơ thẩm ấy, chả có viên kim cương nào ở răng. Thì hôm nay phiên tòa phúc thẩm ấy, thì một mồm kim cương ở răng. Thì là bình thường anh chị em thấy là một tù nhân thì làm gì có chuyện là ngay cả việc mà răng hàm răng, ngay cả việc là sau một cái khoan răng, và đặc biệt nữa là răng thẩm mỹ là có mặt ở tại là ở trong tù. Thế mà chơi một mồm kim cương là có mặt ở răng, thì anh chị biết làm gì có chuyện không có gì gì, làm gì có chuyện là không có gì gì mà. Ý nó là làm gì không có chuyện có gì gì, ý là nó đang châm chọc. Nó nói là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ chi tiền, hoặc là những cơ quan chức năng, những cái nơi mà giam giữ bà Nguyễn Phương Hằng
sẽ mà ăn tiền bà Hằng, nên bà Hằng mới thực hiện được những cái làm răng làm đồ. Thấy quý vị, à, con này nó nói như vậy thì những cái thành phần chống phá sẽ dựa vào những cái này để mà bắt đầu nó bôi xấu nữa. À quý vị ha, nhưng mà chị CLL như vậy là quý vị tự hiểu là cuộc chơi nó đang như thế nào rồi. Có nghĩa là chị CLL Nguyễn Phương Hằng á là đang được bảo vệ, tại chị ấy làm việc tốt mà quý vị ha. Bình thường á không xảy ra cái câu chuyện drama này thì chị giúp rất là nhiều thứ. Trong cơn đại dịch, hai vợ chồng thắt lưng buộc bụng làm rất là nhiều điều cùng chung tay với đất nước để mà phòng chống dịch. Rồi sau khi mà khui lên cái câu chuyện của ông thần y đi bịp bợm bao nhiêu năm, rồi bắt đầu nguyên một cái đám showbiz nó nhảy vào nó tấn công cấu xé vậy, người ta nhìn người ta biết chứ bộ sao không biết. Nhưng mà bây giờ sao, lúc đó làm cái đùng thì sao, đặng tụi bay tẩu tán tài sản đi hết hả, tụi bay trốn hả, đi hết hả, bây giờ một đứa trốn rồi đó, con khạc mắm tôm trốn rồi đó, ha. Cứ im lặng vậy đi, cho chị Hằng thí điểm đi ha, rồi tới tụi bay lúc đó tụi bay tâm phục khẩu phục ha. Mà sao tụi bay nữa là một bộ sậu nó rất là nhiều quý vị ha, bộ sậu rất là nhiều ha, nó chằng chịch luôn quý vị ha, một hệ thống nó chằng chịch luôn, phải đơn giản quý vị ha. Quý vị thân mến, thì quý vị cũng biết rồi, thần y á thì đi chung với thần linh, mà thần linh á có một cái nhà thờ chuyên lên đồng lên bóng gọi hồn nhập xác, gọi hồn nhập xác một kiểu mà giống như là giả tạo, có thể là nó chơi đồ vô rồi bắt đầu nó phê lên, bắt đầu nó nói, nó ong nó bướm, rồi có những bà vợ của những ông kè vô trong đó, tin tưởng mê tín gì đó vô trong đó thì vui ca hát đủ các kiểu, xong rồi nó lên đồng lên cốt, xong rồi nó nhìn vô mặt mấy vợ của mấy ông kè, nó nói là coi chừng chồng của bà đó, cái ghế sẽ bị lung lay đó, nếu không muốn cái ghế bị lung lay thì bà phải cúng, bà phải giải hạn, bà phải ấy tiền ra để người ta lên đồng thảy tiền thảy đồ ra đó quý vị, để chi quý vị, tụi nó có tiền để nó ăn chơi ha. Mấy bà thì tin xoái cổ, bà này giới thiệu cho bà kia, bà kia giới thiệu cho bà nọ, tàn mấy bà vợ của mấy ông kè vợ của mấy ông kè bắt đầu tin tụi nó và về đêm đêm thổi lỗ tai mấy ông kè đó, rồi khi xảy ra cái chuyện gì thì lại thổi lỗ tai mấy ông kè là anh Hề 14 tuổi đang bị vậy đó, thì mấy ông kè mới tức tốc lấy điện thoại gọi cho chị CLL Phương Hằng, gọi cho Quỳnh Vy Dũng, không được đụng đến nghệ sĩ 14 tuổi đó quý vị, thấy không, nó vòng vo là vậy đó quý vị ha. Mà sắp tới chỉ cần hốt con đinh thì lại láng thôi, hốt con đinh thì lại láng thôi, nó sẽ khai sạch ha. Con đinh thì lại láng là một cái nhân chứng, một cái bằng chứng rất là lớn ha. Tại sao quý vị, Đinh Thị Lê Láng nó nhận tiền từ bà Lê Thị Nghèo, mà bà Lê Thị Nghèo là gom góp tiền của mấy bà nữa mà trong đó có những bà vợ của ông kẻ cũng có, và có những cái tiền của những cái người mà không thích chị CLL Phương Hằng chi cho bà Lê Thị Nghèo để mà chuyên số tiền đó rải đều ra cho những cái thành phần chửi mướn như là Hoàng Kim Dơ, Duyên Mai, Diệp Già, Phân Phong, Thám Tư Cao, Kim Mao TV các kiểu vân vân, còn luật sư Hoạt Trần quý vị. Mà bây giờ á mấy đứa kia nó lủi hết rồi quý vị, bà Diệp Già bây giờ bà lủi luôn rồi ha, quay xe rồi, còn bà Duyên Mai về quê ở luôn rồi, giật vụ luôn rồi. Nhưng mà những cái nhân vật ghê gớm nhất là những cái thành phần vậy nè quý vị, miệng rất là ghê gớm quý vị, nghe tiếp nha. Hôm nay là những bức ảnh chụp đẹp như thế, bình thường một tù nhân nhá, ra tù phải mặc áo tù nhân, bình thường á là một tù nhân á là ra tù á là đều phải mặc đeo còng số 8, bình thường một tù nhân á là ra tù là chụp ảnh nó xấu lắm. Thế nhưng mà sao hôm nay á là sao phạm nhân tù nhân bị cam ra tù á như một minh tinh mặt bạc để chúc mừng chị là ra tù được PR như là một nữ thần đấy, và đặc biệt á là chị nháy mắt một cái là cả nước PR, thì nháy mắt một cái là cả nước ghen tị với chị, đặc biệt là có tụi bay ganh tị nữa vậy mày, rồi cái thằng đàn ông mà đàn ông mà ganh tị với phụ nữ thằng Kim Mao rồi tới ngày của mày đi sẽ được chụp hình đẹp luôn, mày là chụp hình rất đẹp luôn á, ôi trời ơi, dạng mà con mũi lịch mà mồm ngoác này nó lên hình đẹp lắm, mày lên mày xài áp cho nhiều đó con, rồi tới ngày ra toàn tao nhìn đó, ủa nghe nói là có bế con hoàng kim dơ mà sao không thấy hoàng kim dơ đâu ta, nhìn trong hình năm đứa bị bế mà không thấy đứa nào hoàng kim dơ, nhìn không ra luôn cái gì, nhìn nó không ra luôn cái gì ha, mấy con bồm thối này là một mồm kim cương của chị, là sao báo chí PR cho chị là chị khỏi phải kêu gào khi live stream á, là chị bảo rằng là ai không ai PR chị mà đến bây giờ là TikTok cũng như là mọi nền tảng là PR hàm răng của chị PR chị là chị khỏi phải kêu, đúng anh chị em, chị khỏi
để kêu gào là chân thằng đó. Con mèo chết là cũng đưa tin. Bây giờ là một hàm răng của chị là cả nước nổ, đúng không anh chị em? Anh chị em. À, đó, bây giờ nó nói là cả nước nổ luôn quý vị ha. Quý vị ơi, quý vị sống trong đất nước thì bây giờ nó nói mình cả nước nổ luôn rồi đó. À, cả nước này là ai mà ở trong cái nước đất nước này nổ hết. À, có chỉ mình của Hoàng Kim Dơ là nó không nổ thôi. Em đúng không? Nghĩa là chị là đại gia nghìn tỷ nó khác rồi. Đúng không anh chị em? Cho nên là trong cái phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay anh chị em thấy tội nghiệp cái tù nhân khác không? Tôi thấy rằng là nhiều người là cứ nói vì nước vì dân. Nên là nhiều anh chị em là fan của chị. Hôm nay là thấy rằng là có tội nghiệp người nghèo không? Tội nghiệp những người tù nhân khác. Tao nói mày á, cái tù nhân nó có nhiều loại tù nhân lắm. Tù nhân kinh tế nè. À, rồi tù nhân lương tâm nè ha, phạm tội nó nhiều cái kiểu phạm tội đó. Lần đầu phạm tội nó khác, vô tình phạm tội nó khác, cố tình phạm tội nó khác, rồi trọng án nó khác, án hình sự nó khác, án dân sự nó khác. À, mà còn cái án là chữ lộn là nó khác nữa. Án chữ lộn nhưng mà chữ đúng. À, nhưng bị chị chơi thôi. Nhưng mà sắp tới là cái ghế mà chơi chị xe của Hằng nó sẽ bay khỏi cái địa danh này luôn. Bay cái mèo luôn. Thì tụi bay sẽ coi như là khi mà cái ghế nó bay một cái là mấy con này nó trốn còn hơn là con dế nhủi đúng không vậy? Nó trốn coi như nó khóa kinh xóa kinh luôn, nó trốn khỏi địa phương luôn. Mà hiện giờ có cái con này nó đâu có ở mà cái nhà nó nữa quý vị. Đâu ở khu vực nhà nó nữa. À, nó đi thuê nhà. À, đầu nó live stream nó bán hàng. À, xong rồi trốn chui trốn lũi để mà có cái chuyện gì nó bung bồ đấy, nó giọt luôn quý vị. À, tụi bay chỉ cần có giấy mời thôi, mời lên cái là chéo giò hết. À, thấy rằng là khi đi tù mới biết rõ ràng cái ranh giới giữa người. Trời ơi, giờ khi đi tù mới biết ranh giới, mày chuẩn bị sắp rồi đó con. Lâu với người nghèo, giữa người nhiều tỷ với cái người nhiều ngàn tỷ nó khác nhau à? Đúng anh em, cái người mà. À, hồi trước á, thì nói bà siêu Phương Hằng là nổ. Làm gì có chuyện, có tiền, có bạc gì, có tỷ, có đồng gì đâu. Bà này nổ, không có đồng nữa, thiếu nợ tùm lum hết trơn á. Rồi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản đồ đủ các kiểu á. Bây giờ tiền không đủ trả cái nọ đủ thứ hết trơn. Bây giờ nó lại là nói bà siêu Phương Hằng là có ngàn tỷ đồ các kiểu. Cũng cái miệng mấy đứa này nó nói là không có gì. À, nghèo cũng nói, mà giàu cũng nói, có tiền nó cũng nói, mà không có tiền nó cũng nói, cỡ nào nó cũng nói cái gì. Nhiều tiền đi tù á, nó khác. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta biết rằng là người đấu với người nhiều tiền á, nó khác. Cho nên là mình là công dân Việt Nam, mình là người mà nghèo. Đấy, cho nên là mình là sao nếu như trường hợp mà gặp phải rủi ro á, là mình cũng sẽ là một người bình thường, người tầm thường thôi. Các anh chị em nào mà cứ bảo thương chị, ngay anh chị em nào cũng bảo là thương bà ấy, nhưng mà cuối cùng là sao bà ấy đi tù á, là bà sướng rất là nhiều. Cho nên là thương những người nghèo, thương người dân á, người thấp cổ. Ờ, tụi mày sao? Tụi mày có thương người thấp cổ bé họng không hả? Những người bị thấp cổ bé họng đã mấy người bị bóp cổ bóp họng kìa. Giống như thần y á, không bóp cổ bóp họng người ta sao tụi bay không biết lên tiếng, tụi bay bảo vệ hả? Hả? Tụi bay cái đám này quý vị, lúc á thì chị CEO á ở trong đó thì bắt đầu nó ở ngoài đây nó nói là hả, bây giờ bà này sẽ là tù không có đường ra, tù một công, tù chung thân. Bà này bây giờ là hai vợ chồng thiếu tiền, thiếu nợ tùm lum trơn, ngân hàng siết nợ, Đại Nam thay tên đổi chủ đồ đủ các kiểu trơn quý vị, trốn thuế đồ. Nó nói tôi đủ một cái chứ bây giờ nó thấy người ta đẹp lộng lẫy như vậy thì nó lại bật ngược lại, nó là đó sao mà mấy người đại gia nghìn tỷ vậy? Khi người ta đi thụ án người ta vậy bởi vậy mới thương những cái người tù nhân khác, bởi vậy mới thương mấy người nghèo. Cái gì nó nói cũng được, mấy đứa này cái dạng lật lọng gì theo lúc đầu nó khác, bây giờ lật lọng này là khác ha. À, bây giờ cái Kim Mao TV Hoàng Ngọc nó cũng lại lật lọng giống y vậy quý vị ha. Mấy đứa này giống như là nó nghe nhau một đài quý vị ha. Đó, ủa mẹ học ấy, những người không có tiền á là đi tù là vô cùng khổ, và đặc biệt á những người mà bị hoang ấy anh chị em, những người đặc biệt là những người mà bị hoang, là tôi thương những người nghèo á, tôi thương những người mà vô cùng là gặp chuyện khó khăn đặc biệt. Trời ơi, thương người nghèo quá, mày thương người nghèo mà cái đợt mày lên mày diễn giả rồi mày bịp tiền mấy đứa mà nó sinh viên, nó mới ra trường không biết gì hết trơn á, mấy đứa sinh viên nó rất là dễ bị dụ cái gì. Sinh viên dưới quê nhà quê nhiều khi lên học cái gì có 50 triệu, cái nghe mấy con này nó dạy làm giàu. À, dạy làm giàu bắt đầu ngày nào cũng đi mặc đồ vét, mà đồ vét rồi lên vô tụi nó mướn một cái phòng á, nó mướn một cái phòng hay là nó mướn một cái sảnh nào của một cái nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng nào nhỏ nhỏ đó, bắt đầu tụi nó họp fan với nhau ha, bắt đầu nó hứa hẹn với nhau là một tháng mà kiếm 10.000 đô, nó tuyên bố tới năm 2030 hay bao nhiêu nó phải trở thành triệu phú tỷ đô rồi. Mấy cái con này diễn giả dạy làm giàu, từ cái con diễn giả dạy làm giàu mà bây giờ đi bán hàng online, bán từng cái chai nước rửa chén, một chai nó lợi nhiêu 50-70 ngàn chứ nhiêu quý vị, mà nó lên nó nói khô cái mồm, nó nói thối cái mồm ra để nó bán được một chai nước rửa chén, nó là khô cái mồm nó ra để nó bán được một cái lon sữa. À, nó nói mẹ muốn rụng hết tóc trên đầu nó luôn để nó bán được một cái chai dầu gội phủ bạc đó. Bây giờ là nói trước thì nói là mình trời ơi, tiền bạc đồ đất đai đồ tôi chiếm mẹ tôi bán đất 1.000 tỷ tôi sẽ đi từ thiện hết, mấy người này xạo.
những người mà như cái phiên tòa, như cái chuyện mà câu chuyện của Đồng Nai, cái vụ mà án liên quan đến người mà đi lên trên cơ quan chức năng á, là người ta sau đó người ta bị chết oan ấy. Đấy, sau khi mà lên cơ quan chức năng, người ta phải mạnh lên cơ quan chức năng xong đi chết oan. Tôi thương rất là thương cái vụ đó. Đặc biệt là câu chuyện mà đứa trẻ mà đầu lớp 8 ấy. Ôi tôi thương mày thôi, mày đừng, mấy con này đừng có đạo đức giả, mày rất thương. Mày cũng dựa vào những cái câu chuyện mà lùm xùm trên mạng xã hội để mày lú cái mặt lên. Chủ yếu kêu quý vị lú cái mặt lên nói những câu chuyện xã hội để người ta bu vô, bu vô nghe, bu 500 người, 1000 người bắt đầu gần cái ôi trời ơi, ngày hôm nay là một buổi duy nhất thôi, Hoàng Kim Dung giảm giá sâu những cái hàng của cơ sở sản xuất của Hoàng Kim Dung. Dung hứa với tất cả quý vị là không có doanh nghiệp nào như Hoàng Kim Dung. Ngày hôm nay là Dung giảm giá rất là sâu. Một lon sữa như thế này là bình thường bán 699k, ngày hôm nay Hoàng Kim Dung chơi tắt tay bán cho quý vị là 499k, mua một hũ tặng một hũ. Bố mày, tụi mày trộn mấy cái bột mì trong đó à, tụi mày trộn mấy cái tầm bậy tầm bạ cho đó. Tôi nói tất cả quý vị nè, rất nhiều những cái dạng như vậy nó lên mạng nó bán cái đồ đẻo nha, nó bán cái đồ đẻo chứ cái đồ xịn á, chân ở tiệm người ta cũng tự vô mua. Cái đồ xịn á là vô Shopee hay là Lazada hay là gì đó. À, những cái gian hàng online á là có thương hiệu á, có nhãn hàng, nhãn mác đồ, có kiểm định á, là người ta vô đó người ta order cái là trở về nhà liền. Chứ mắc gì phải lên nghe cái mấy cái con này nó rắm mỏ rắm mồm cả đêm nó tra tấn người ta lon sữa, cả đêm nó tra tấn người ta chơi dầu phụ bạc. À thôi cái con này dẹp nó qua bên đúng gì. Con này đẹp nè quý vị. Con này quen quá. Cái đứa quý vị, Đinh Thị La Láng mới lên một clip mới đây nha. Ghi cái tiêu đề là La Sờ là Lan Xạo, Đinh Lan chiến đấu với 40 YouTuber và Nguyễn Phương Hằng phần 2 năm 2024. Đến năm 2025, mày không muốn đến năm 2025 vậy đó. Tao nói mày trong tháng này, trong vài bữa nữa thôi. À, cái tên nè, Hoàng Kim Dung nè, Đinh Lan nè, Kim Ma TV Ngọc nè, Phan Phong nè, Thám Tử Cao, 5 đứa bay. À, trong số 5 đứa bay trong vòng tuần này thôi, quý vị ha. Tuần này thôi quý vị sẽ xem. Sẽ có một cái chuyện linh đình diễn ra quý vị ha. Quý vị chờ xem ha. Bây giờ nghe nó nói gì nó nổ đi. Mày không có năm 2025 nào cả. À, mày đi trước 30 tháng 4 luôn. Tao báo cho mày biết là mày đi trước 30 tháng 4 luôn. Ha. Dạ. Đây là xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Chào. Bây giờ là 19:45 ngày 6 tháng 4 năm 2024. Hôm nay là thứ bảy. Ồ này đi clip clip dài nha. Để nói với tất cả để phản biện lại những cái kênh YouTube đang tung tin về Đinh Lan. Thứ nhất kênh Trần Quốc Vũ là một luật sư bị tước bằng 2 năm vì cái vụ vô đạo đức nào với ai đó. Ha. Đinh Lan không quan tâm. Thì à, nó nói là ông Trần Quốc Vũ bị tước bằng 2 năm là gì do đạo đức dai, không phải. Ông Trần Quốc Vũ tại vì ông thường thường á là luật sư mà đang mà xử lý vụ án này, nhưng mà xử hai vụ án cùng một thời điểm cùng một lúc gì đó quý vị, là nó bị phạm cái gì đó. Cái thời điểm mà dính vô cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai đó quý vị, bị phạm cái gì đó, bị tước bằng 2 năm. Đó, bị vi phạm cái gì đó chứ không phải là đạo đức gì với ai đâu. Thì ông ta nói rằng là Đinh Lan tố luôn ba thẩm phán. Tất cả mọi thứ tôi làm rồi tôi dẫn dắt câu chuyện. Ban đầu trước khi xét xử một ngày ấy. Dẫn dắt câu chuyện mà về mày đăng, mày nói là thẩm phán này, rồi mày đăng thẩm phán kia, rồi mày nói clip, mày nói búa đồ xua, mày nói mày bôi nhọ người ta, mày nói người ta là thiên vị, mày nói người ta là xử án sai, mày kháng cáo, mày kháng án toàn bộ bản án, mày làm búa đồ xua chưa hết rồi mày ra tới cổng phiên tòa mày quay phim, rồi mày quay ngược vô trong cổng tòa án, mày nói là tòa án nhân dân tối cao mà vậy nè, tòa án tối cao mà vậy nè, đi bao che cho một cái phạm nhân Nguyễn Phương Hằng vậy nè, đó mày quay như vậy có khi nào mày bịa đặt mày vu khống không hả, mày làm cho cái ngành chức năng là xấu mặt không hả, mấy anh công an đang đứng mày quay vô mặt của người ta hả, ai cho mày vậy hả? À, cơ quan chức năng ai cho mày lấy điện thoại mày quay ghi hình trong đó hả? Những cái chỗ đó thường thường nó đâu cho mày vô đó mà mày ghi hình mày quay kiểu lúng túng beng gì đâu. Mày muốn quay gì mày quay, mày muốn nói gì mày nói hả? Mày đâu phải là mày đâu phải phóng viên mày vô mày tác nghiệp đâu hả? Mày vô mày muốn quay gì quay, mày nói gì mày nói. Thì Trần Quốc Vũ kêu gọi mọi người dân đi sớm để mà tìm thấy Đinh Lan để chụp hình để đưa lên mạng. Thì ngày hôm nay thì đúng như toàn nguyện theo cái lời kêu gọi của Trần Quốc Vũ rồi ha. Rồi chút xíu nữa thì thằng luật sư vlog Âu tên là Âu Quang Phục, một cái thằng luật sư hèn hạ livestream. Đó bây giờ quý vị thấy không, luật sư nó cũng chửi à, mà công an nó cũng đòi thưa à, sao mà quý vị ai nó cũng đòi bụp hết trơn, rồi thẩm phán phiên tòa hội đồng xét xử nó đòi bụp luôn à, rồi công an nó cũng đòi bem, nó ai nó cũng không sợ vậy. Con này ai chống lưng mày vậy hả, vài bữa cái thằng chống lưng cho mày là nó chống gậy luôn rồi, tao nói cho mày biết. Chim cùng Nguyễn Phương Hằng vu khống Đinh Lan là sẽ bị bắt về cái việc là Đinh Lan là chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc với hình ảnh hủ, vụ án mà Đinh Lan tố cáo 40 YouTuber. Sao cái vụ Mai Xuân Cường nó hoài trời, con này nó sao vậy, vụ Mai Xuân Cường mà coi như là người ta xử xong rồi mày không bị cái gì hết trơn, người ta đâu có bắt mày đâu,
người ta đâu có bắt mày đâu, mà bà Hằng má nó cũng đâu có thưa kiện gì mà cái vụ bà Mai Xuân Cường ở đâu, mà từ xưa giờ mày mà cứ moi cái chuyện đó ra mày nói hoài á. Rồi xong quay lại cái tới bà Đinh Thị Chiên à, gia đình của mày lộn xộn quá. Nếu như trong vụ án Nguyễn Phương Hằng không đưa vô được thì vẫn còn công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Gò Vấp chưa điều tra các người, cho nên các người đừng có ào lên các người. Bây giờ công an Gò Vấp mày đòi thưa cái ông mà trưởng công an Gò Vấp đã, bây giờ mày nói công an Gò Vấp chưa xử hả, mày đòi thưa người ta rồi bây giờ mày kêu người ta xử cho mày hả, mày đòi thưa người ta rồi bây giờ mày kêu người ta xử cho mày, ai xử cho mày hả Lan? Chưa đến đâu, chưa đến phần đâu, tôi tuân thủ pháp luật. Bây giờ trời ơi, tin thử pháp lực quá ha, là mày phải im lặng, mày không có lên sùm giống như thế này nữa ha. Mày im lặng, rồi mày làm giấy làm tờ, mày muốn thưa kiện mày làm giấy làm tờ ha. Còn mày im lặng, mày lên mày đưa người ta lên mạng, mày đưa tên tuổi người ta lên mạng, mày bêu xấu ha. Rồi những cái đoạn clip trong cái phiên mà phúc thẩm chị Xe Nguyễn Phương Hằng, mày được cũng tung lên, mày nói là ông Huỳnh Vi Dũng là mua chuộc những cái người mà báo chí để mà vô quay phim về, đưa clip lên mà bôi nhỏ Đinh Thị Lê Láng. Nguyễn Phương Hằng đợi tới ngày 20 này tôi lấy cái bản án phúc thẩm. Cái ngày 20 nào, mày không có tới kịp cái ngày 20, tao nói mày hôm nay là ngày mấy rồi quý vị, không có kịp ngày 20 ha. Hôm nay là ngày 7 rồi, không có kịp ngày 20 nào hết nữa, mày không có ngày 20 nào hết á. Hôm nay ngày 7 rồi, tao cho mày đúng một tuần nữa đó ha. Tao cho mày đúng một tuần nữa chứ không có tới ngày 20 nào cả. Thì lúc đó tôi sẽ gửi lên giám đốc thẩm là vụ Nguyễn Phương Hằng cho vụ là bỏ lọt tội phạm quy phạm. Đã chưa? Bây giờ nhảy lên tới giám đốc thẩm này. Mày nhảy lên giám đốc thẩm rồi mày đưa cái vụ Mai Xuân Cường, Mai Xuân Cướng gì lên nữa hả? Rồi mày đưa bà bán chú Chiên vô công chuyện của mày nữa hả? Hả? Suốt ngày mày lên mày nói mày đánh phá doanh nghiệp, mày chửi bới gia đình người ta thậm tệ, từ gia đình con cái dòng họ người ta, rồi công ty, rồi quỹ từ thiện người ta, mày nói đủ điều. Người ta đi tạm giam rồi người ta đi thi hành án rồi mày cũng chửi ra rã mỗi ngày, mày chửi cho đã. Xong mày moi mấy youtuber ra mày chửi đã rồi, cái mày quay qua bà Nguyễn Phương Hằng mày chửi đã rồi, cái mày qua bán ba cái thuốc mà kích ruột của mày, xong mày đá, xong mày quay lại mày chửi tiếp. Mà cái vòng do như đó, mày làm tới làm lui làm xuôi làm ngược à, mục đích của mày là chửi có tiền đúng không, mày càng chửi mày càng có tiền ha. À, tài khoản mày giờ nhiều tiền lắm đúng không, à có tiền không sai được đúng không, yên tâm đi, mốt là tịch thu kê biên tịch thu hết à, những cái tiền mà phạm pháp mà có là tịch thu hết, mày chỉ còn cái lờ không thôi, mày không còn cái gì đóng ôn gì chân á. Mày mà đi khám chuyện này vô á, mày gặp mấy nữ tù nhân chạy giam trong đó hả, mày gặp mấy trong đó nè ha, mày vô mày gặp quản giáo thôi là mày đái quần rồi ha. Rồi mày vô đêm mày vô mày ngủ á, mày gặp các nữ tù nhân trong đó, nó bợp cho mày coi ha, nó bợp mày hàng đêm luôn ha, răng giả của mày bay hết, vú giả mày bay luôn ha, nó bợp cho mày về có gì là bơm đầu luôn con, khỏi ngủ luôn, chấn thương chỉnh hình cho mày sợ luôn ha. Đừng nói nha con ha, có hết đó nha. À, tại sao? Tại vì trong đó thường thường á vô á mà ghét ta ghét cái miệng mày là nó bực mày nè. À, nó bực mày nè, mỗi đứa nó bực mày cái thôi. Nó hỏi mày là ai vậy? Dạ Đinh Lan à. Bực mày, giờ mày thấy cái cảnh nè. Mày thấy cái cảnh nè, mày chưa thấy quan tài mày chưa đổ lệ không Đinh Lan ha. Mày ở còn mày đang còn thuê nhà ở 160/22 Lê Đức Thọ, mày còn đang được ở trong cái căn nhà thuê của mày á, là mày phải biết trân trọng những cái ngày còn lại của mày. Rồi sau sắp tới mà mày vô trong kia rồi mày mới ngậm đắng nuốt cay, mày mới ân hận những gì mày làm ha. Con cái của mày á là mày không lo lắng, cha mẹ già mày không lo mà dưỡng nuôi ha, mày rất là bất hiếu ha. Mẹ mày xuất diện chưa? Hả? Xuất diện, đưa giấy xuất viện lên tao cho 5 triệu. Bữa giờ tao nói hoài sao mày không đưa giấy xuất viện lên? Mày đưa giấy xuất viện tao chỉ khoản cho mày 5 triệu liền. Tao hứa với mày vậy luôn á, cho mày 5 triệu á. Cho mày 5 triệu để mua sữa, mua đồ tẩm bổ cho mẹ mày. Tao nói thật á, mẹ mày ốm nhom nhìn cũng rất là thấy tội. Bà tại vì bà thương con quá nên chiều con đến nỗi mà con mình nó hư đốn mà không biết ha. Nghiêm trọng của tòa sơ thẩm và phúc thẩm bỏ lọt tội phạm. Còn luật sư bỏ lọt oan cục. Mày là một thằng luật sư nhưng mày hèn quá à, mày nói là viện kiểm sát tiếp tục điều tra. Nếu viện kiểm sát lúc đó tao đó mà tao ngồi kế cạnh ổng mà ổng đọc lại cái bản án cũ thôi thì nội dung giống như cũ thôi, là nội dung nó cũng có những cái nội dung là tiếp tục điều tra những cái kênh YouTube và những cái trang Facebook ở thì giống như cũ, nhưng mày không biết một điều rằng tức à, nó cứ nghe là mấy ông thẩm phán là đọc lại những cái tin là tiếp tục điều tra những cái trang tài khoản như vô thường, rồi những cái trang xóm nhiều chuyện Đinh Thu Hiền rồi Maria gì đó, các kênh đó đó quý vị ha, Giác Tịnh Nhân rồi Kim Mao TV
các kiểu chấm 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 chấm, mày nên nhớ còn cái dấu chấm chấm là còn nhiều người ở đằng sau cái dấu chấm chấm đó, người ta nói cho mày biết à, người ta đã để dấu chấm 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 là mày biết nhiều người đằng sau mày nữa ha, còn nhiều người nữa, có nghĩa là chấm chấm là còn nữa đó, còn nữa đó, mà trước tiên đề như vậy đó, mà khi mà ở phiên sơ thẩm người ta đã nhắc đi nhắc lại rồi, mà phiên phúc thẩm cũng nhắc tới nhắc lui nữa à, và những cái trang báo cũng đã đề những cái thông tin đó lên rồi, mà trước kia trên cái tờ báo Thanh Niên đã có là cái ghi một cái tiêu đề là bắt khẩn cấp Đinh Thị La Láng và Khạc Mắm Tôm, mà con Khạc Mắm Tôm là nó nghe đâu được một cái radio như thế nào là nó bung bồ rồi đó à, con Khạc Mắm Tôm giờ nó bung là coi như là nó không bao giờ mà được trở về nữa, nếu mà trở về một cái là phải thi hành án à, còn riêng mày mày ở đây mày cũng còn ra rã, mày vẫn còn nổ lắm ừ, đi Lào không có được nữa đâu à, qua Lào cũng hốt mày về rồi con à, mày ăn mày không ăn cơm Lào được đâu, mày cũng không có ăn cơm Việt được đâu, bây giờ mày chỉ ăn cơm trong trại à. Tất cả những phóng viên báo đài tao đều gửi cái nội dung biên bản làm việc của BC02 với tao nha, luật sư Block Âu Quang Phục nha. Rồi nghe mày, khi mày nói tới chữ nó mới gì nói câu gì thì quý vị cũng biết rồi ha à, rồi quý vị sẽ biết được là sắp tới đây à, cái diễn biến nó như thế nào à, nó nói là nó đã gửi giấy cho ai đúng không quý vị ha, và sắp tới nay sẽ đổi cái con số đó quý vị à, cái con số nó vừa nói nè quý vị, nghe lại quý vị, con số này sẽ đổi nha quý vị nha, con số này sẽ đổi quý vị nghe kỹ nha, Lý Đắc nói con số này sẽ đổi nha. YouTube là những cái trang Facebook ơ thì giống như cũ, nhưng mày không biết một điều rằng tất cả những phóng viên báo đài tao đều gửi cái nội dung biên bản làm việc của BC02 với tao đó, con số đó sẽ đổi cho quý vị nha, luật sư Block Âu Quang Phục nha, thằng Thanh Nguyên Block tên Phạm Thanh Nguyệt, em của thằng Phạm Hoàng Khang, em họ của Phạm Hoàng Khang, trên lang thang đường phố, nhà ở Cà Mau, Hoàng Khang ở Bạc Liêu hả, Hương Quảng Châu đưa cái đoạn clip nói là Đinh Thị Lan bị cái thẩm phán à, Đinh Thị Lan bị gì, bị gì, Bình Thanh Duyên chửi như chó. Trời ơi, chửi như chó. Thẩm phán Bình Thanh Duyên không có quyền chửi người ta như chó, bản thân cô ấy chỉ là một thẩm phán, cô phải có văn hóa, cô không phải là vô văn hóa mất dạy như mày mà cô chửi đi chà, nó nói còn trước nó chửi có sao cái gì, như chó không có đâu, cô không có được quyền á, cho nên cô quát nạt như vậy cô sai đó à, chà chà, nó nói tới nó lười là quát nạt thì là sai đó, người ta đâu có quát nạt, người ta nói là cô Đinh Lan, cô hãy vào cái trọng tâm, không có nhắc lại cái chuyện đó nữa, ba cái chuyện đó là hội đồng xét xử đã biết rồi, cái chuyện mà bà Đinh Thị Chiên với cái câu chuyện của bé Quỳnh Hằng Hữu rồi cái chuyện của Mai Xuân Cường người ta đã biết rồi, cô không nhắc lại nữa, ở phiên tòa này, phiên phúc thẩm này cô nói có điều gì muốn nói hay không, nó mới lại cái câu chuyện đó nói nữa, người ta đã làm cái vụ đó người ta biết rồi, cô hãy chú tâm vào trọng tâm, tòa đã nhắc cô lần thứ hai đó, mà vô đó sao quý vị, nó là kiếm chuyện với chị xem Phương Hằng quý vị, nó tức nó cay, nó thấy là những anh công an viên là gần gũi chị Xuân Phương Hằng, nó tức, tức ha, nó tức đó quý vị. Thì sao? Người ta thấy chị Xuân Phương Hằng là người tốt à, người ta thấy là người tốt nên người ta gần gũi à, còn bỏ mày ngồi bơ dơ giống như khỉ dài đó, mày quê, nó qua nó kiếm chuyện quý vị, nó la nó ó trong đó, đó là Nguyễn Phương Hằng à, tại sao mày là tù nhân mà mày được xứng bóng chưng, mày nhìn mày cũng đã tự hiểu rồi, là mày không bằng cái móng chân của bả rồi, là mày tự hiểu rồi, mày đi ganh tị với cái móng chân của bả là mày không bằng cái móng chân của bả nữa, mày nằm dưới cái đế dép bả thôi đó. Cô hỏi người ta mà cô không cho người ta trả lời, mọi người cứ coi lại cái đoạn clip, cô hỏi người ta không trả lời, tới hồi ta trả lời mà thấy nguy hại cho Nguyễn Phương Hằng, cái tự nhiên ông thẩm phán Phan Đức Phương hay là bà thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên cũng đều chẳng lên nhắc lần nữa, ủa tôi đang trình bày trong vụ án luôn á. Người ta kêu á là những cái đó người ta đã đọc rồi, à. Phiên tòa người ta đã đọc rồi, phiên sơ thẩm người ta đã biết rồi, bây giờ người ta đã đọc rồi, bây giờ có cái gì mới nữa không? À, có tình tiết gì mới nữa không? Không có tình tiết gì mới nữa thì thôi. Có tình tiết 40 thằng YouTuber đó, mới đó. Với những cái dữ liệu gì mày nói mày thu thập 400-500 ngàn clip đâu rồi sao mày không show ra? Nè, gần 7 tấn như là tài liệu của mấy thằng YouTuber đâu sao mày không show ra trong phiên tòa? Hả? Hả? Có hai cái thằng lạc sư xúc tay cái gọng đi theo mày cho nó không làm được cái tích sự gì hả, nó để mày lên mình đóng như vậy hả, à, hai thằng lạc sư đi chung với mày sao nó không phụ mày cái chuyện đó hả, đang hỏi với tôi là kháng cáo về vấn đề gì thì tôi nói tôi kháng toàn bộ án liên quan đến tôi, thì cô thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên thì bảo rằng bà kháng toàn bộ cái bản án trong đó cả 10 người, cái bắt đầu tôi mới nói không, tôi kháng cáo liên quan đến tôi thôi, thì bắt đầu sợ tôi nói ra tại vì có phòng báo chí người ta nghe, cái bắt đầu bảy trời ở đâu ra vậy, phiên tòa xếp trời sợ phòng báo chí người ta nghe, phòng báo chí nghe mày nghĩ sao Đình Lan hả, sợ phòng báo chí người ta nghe
Trời ơi. Sử gì mà thẩm phán một cái tòa cấp cao mà cứ phát nạt người ta như là mày trò trò vậy, thẩm phán. Thấy chưa, quý vị thấy không? Thấy chưa, bây giờ nó đi mỉa mai cái phiên tòa phúc thẩm. Thấy quý vị ha. À, mày á, là mày muốn những cái sự việc nó được sáng tỏ, à, những cái vụ án mày muốn trình bày, mày muốn thưa kiện thì mày cũng phải qua là cơ quan ban ngành, cơ quan pháp lý, cơ quan chức năng. Mà bây giờ cơ quan chức năng hiện cái nơi mày cư trú ở Gò Vấp mà mày đòi thưa luôn cái ông trưởng công an quận Gò Vấp, rồi bắt đầu giờ mày vô tới phiên tòa mày tố như là sơ thẩm mày cũng tố ông kia, bây giờ mày tới phúc thẩm mày cũng tố ông này, ông Phương, tố luôn cái chị kia nữa, tố hết trơn à, ai mày cũng tố hết trơn á. À, bây giờ nó lên nó bắt đầu nó mỉa mai người ta đó quý vị. À, nghe lại quý vị mỉa mai nè. À. Đầu sợ tôi nói ra tại vì có phòng báo chí gì người ta nghe. Cái bắt đầu bẫy trời trời ở đâu ra vậy? Phiên tòa xét xử gì mà thẩm phán một cái tòa cấp cao mà cứ quát nạt người ta như là mày trời trời vậy? Thẩm phán thằng Huỳnh Thanh Duy hả? Huỳnh Thanh Duy không biết có bà con gì Huỳnh Đi Dũng không, chứ Huỳnh Công Tân là cháu của Huỳnh Đi Dũng rồi đó. Được chưa? Được chưa? Quý vị thấy không? Bây giờ nó gài đó không? À, nó nói Huỳnh Thanh Duy không phải cháu gì của Huỳnh Đi Dũng không? Cái gì đó không, nó gài rồi đó. Cái gì thấy nó gài không? Ý là nó ông Quỳnh Vy Dũng gài người của mình để vô trong cái phiên mà xét xử đó. Gài cái người thẩm phán là người của ông Dũng. Nó bắt đầu nó bịa cho đó quý vị ha. Vậy ta hỏi mày nè, cái ông mà họ Võ mà thần Y với ông cái họ Võ mà thần Linh á, hai ông đó là liên quan gì với nhau? Hả? Có phải bà con không? Hả? Đúng không quý vị? Cái họ đâu phải đâu. Đâu phải cái họ là bà con đâu. Hả? Ví dụ Lý Lắc họ Lê đi. Đâu phải là ai họ Lê Lắc của bà con đâu, đúng không quý vị? À, con này ha, ghê ha. Bây giờ bắt đầu nó vu khống là ông Quỳnh Vy Dũng là đưa người vô làm hội đồng xét xử trong đó, thấy không? Phiên tòa xét xử này tôi với cô thẩm phán không quen biết, cho nên khi mà cô không cho tôi nói thì tôi nói dạ thôi rồi, cảm ơn cô, là tôi đang nói chuyện với cô chứ tôi cảm ơn cô. Thì lúc đó cô lại sửa tôi, bà thay đổi lại cách xưng hô, bà chỉ nói là hội đồng xét xử chứ không được gọi cô gì ở đây cả. Thì ta nói đúng rồi, thường thường đó là dạ kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa thẩm phán, bị cáo hay là như thế nào, trong cái phiên tòa người ta có luật hết trơn rồi, mày đi học luật là bây giờ mày nói những cái điều này là mày một cái con không biết gì về luật, đúng không quý vị? Khi mà đã là phạm nhân rồi là sẽ có những cách xưng hô thì phiên tòa nó khác. Quý vị có coi một cái vụ án mà một cái người dân tộc mà để làm cái chuyện gì đó quý vị, rồi á là lên á nói mà lúc đó những cái đoạn nó thành ra là hài luôn á. Thẩm phán nhắc đi nhắc lại là kính thưa hội đồng phúc thẩm, nhưng mà cuối cùng cái người dân tộc đó là người ta không quen miệng vậy, người ta cứ nói cái câu gì đó quý vị, để Lý Lắc còn tìm được cái đoạn clip đó, Lý Lắc sẽ chiếu lên, còn không có. Mình sinh ngày tháng năm nào? Mình sinh ngày 22 tháng 4 năm 1998. Quê quán của bị cáo? Mình ở Bản Vèn, huyện Bắc Hà. Tòa nhắc để bị cáo rõ, khi tòa hỏi bị cáo phải xưng hô là bị cáo hoặc là xưng tôi, không được xưng mình với tòa. Bị cáo đã rõ chưa? Mình cũng nhắc cho tòa biết, tòa sai rồi mà có nhắc mình à? Bị cáo nói cho tòa biết, tòa sai ở chỗ nào? Tòa sai rồi, mình là dân tộc Mông, trước kia gọi là người Mèo, mà tòa lại gọi mình là bị cáo là sai. Tòa phải gọi mình là bị Mèo mới đúng chứ. Tòa giải thích cho bị cáo biết. Cô không biết về cái văn hóa xưng hô ứng xử hả? Tôi đang nói chuyện với cô, chứ bây giờ tôi đang cám ơn hội đồng xét xử hả? Dù gì vậy tôi đang nói chuyện với cô giải thích cho tôi hiểu ok. Tôi nói tôi cảm ơn cô, chứ bây giờ tôi đang nói chuyện với cô, tôi cảm ơn hội đồng xét xử. Ủa hội đồng xét xử đâu có nói chuyện với tôi, mà tự nhiên tôi vậy thay đổi cách xưng hô. Tôi thấy trường hợp tôi gọi hội đồng xét xử, tôi xưng hô là hội đồng xét xử ha. Còn tôi đang là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tôi phải giả thưa hội đồng xét xử giả cấp. Đúng rồi mày ơi, dạ thưa hội đồng xét xử, cảm ơn hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử là trong hội đồng xét xử đó là có những cái người tên đó. À, hội đồng xét xử ngày hôm đó có 2 người, 3 người, mày phải kính thưa hội đồng xét xử. À, đúng. Giống như mày đi ăn đám cưới mày bước lên mà nó dạ kính thưa quan viên hai họ. À, chứ không lẽ mày bước lên dạ kính thưa một cái nhân vật nào đó, mày có đi học mà cuối cùng mày không có hiểu gì một cái gì về một cái từ ngữ mà dùng riêng trong cái tòa án khác, mà cái từ ngữ dùng riêng cho cái môi trường làm việc nó khác, mà cái từ ngữ mà dùng cho cái chợ búa nó khác. À, con này nó đang dùng những từ ngữ chợ búa. Cảm ơn hội đồng xét xử, cô thấy nó khập khiễng không, nó vô duyên, nó không có logic trong cái việc mà cô sửa luôn. Cô sửa phải đúng thì cô sửa, cho nên cô tưởng tôi là cái người dân ngu cô đen là cô muốn lên muốn áp đảo tinh thần lúc nào áp đảo hả? Thấy không? Cô nói là tôi con này có gì đâu. À, con này là nó đi rất là nhanh luôn quý vị ha. Mày lên những cái clip như vậy là hội đồng xét xử nhìn mày là người ta thấy là không có còn điều gì để tả rồi ha. Huống chi là những người an ninh mạng. Ha. À, tao nói mày rồi Lan ơi. Ha. Hôm nay là chủ nhật đúng không? Là ngày nghỉ đúng không?
qua tuần đi, ta nói Đinh Lan, Hoàng Kim Dung, Thám Tử Cao, Kim Mao TV, Hoàng Ngọc, Phan Phong, trong năm đứa tụi bay qua tuần sẽ bị hốt. Quý vị, nếu nó bị hốt, quý vị quay lại nhớ cái lời Lý Lắc nói nha. Lấn át phiên tòa. Ủa, tôi lấn át gì, tôi có được hỏi cái gì không cô? Cô hỏi không mà, cô hỏi người ta. Cái ta hỏi xong cái ta phải trả lời chứ. Cái tự nhiên cô bỏ bẫy. Rồi tới hồi giờ tranh luận mới được nói, tới hồi tranh luận có được nói gì không? Mỗi lần mà tôi nói ra tôi muốn kể tội Nguyễn Phương Hằng thì bắt đầu hết ông thẩm phán Lê Đức Phương nhảy vô, tới bà thẩm phán Quỳnh Thanh Duyên nhảy vô. Chẳng hòng ta lại không cho ta nói, vì nói ra công chúng biết hết trơn. Tại vì những cái đoạn clip này thì sao? Hương Quảng Châu lấy đâu ra? Thì cũng nhờ người cài vô trong cái phòng phóng viên để mà quay chứ phóng viên không thèm giao du với những cái thành phần. Bây giờ tôi nói Hương Quảng Châu cài người vô quý. Mày biết cái nguồn cái clip đó là đăng là của kênh nào không hả? Mày biết cái nguồn đăng clip của kênh nào không? Mày phải tìm được cái nguồn của nó là mày mới phát biểu như vậy được. Mà không tìm được cái nguồn thì mày không phát biểu được như vậy đâu. À, mà mình nên nhớ vô trong phiên tòa đó là nội bất xuất ngoại bất nhập, ai có giấy tờ hẳn hoi, trình giấy tờ hẳn hoi mới được bước vô, chứ phải đơn giản bước vô. Nếu mà bước vô đơn giản thì mấy người fan chị xem cũng hằng ngày hôm đó ta đã được vô bên trong ta ngồi rồi, chứ đâu phải đứng ở bên ngoài, đứng ngoài cái dây căng như thế, đúng không quý vị? Tất cả những clip ngày hôm nay tôi phản biện để tôi bảo vệ tính hợp pháp, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tôi. Cho nên những cái youtuber đang xuyên tạc là tôi Lý Đức Lót bảo chúng người tôi bị bắt. Ủa bắt sao vậy? Gần 300, hơn 250 công an trong đó, đó tôi ở trong đó, đó. Tại sao trong tòa có mình tôi đó? Tôi không cố thủ trong nhà luôn, sao không bắt? Mà tự nhiên bây giờ lúc nào cũng dọa, thì tính đạt dọa 10 giờ đêm nay bắt, full game mobile dọa 10 giờ đêm. Đó giờ Lý Đức chưa có dọa là Đinh La Láng sẽ bị bắt ngày nào. Lý Đức chưa có dọa ngày nào quý vị. Mà hôm nay Lý Đức mới mở lời nói quý vị thế đó, giờ Lý Đức đâu nói là Đinh La Láng sẽ bị bế, bị bắt ngày nào tháng nào đâu. Lý Đức chỉ nói là ở số báo danh 03 Đinh La Láng thôi. Nhưng mà bây giờ nói nè, trong tuần này nha, Lý Đức nói trong tuần này. Đinh La Láng chuyện đời sống thì lên trên mạng bảo rằng tôi ganh tị cái hộp sòn của Nguyễn Phương Hằng, rồi Sơn Sàng TV cũng nói tôi xa ganh tị hộp sòn Nguyễn Phương Hằng. Lý Đức thì nói tôi ganh tị hộp sòn Nguyễn Phương Hằng. Có gì ganh tị hộp sòn tắm? Nó có hai. Thôi, còn thời gian ở đâu lớn đến cái vụ hụt thoàn gì, hụt xoàn tắm là cái hụt xoàn nhiễn má ơi. Còn hụt xoàn á là 3-4 ly, là ta có số ly rồi mà tắm cái gì, tắm là không xác định ly. À, mày có biết hụt xoàn không? À, mày có biết chơi kim cương không? À, hụt xoàn tắm là khác nha, tắm là nhiễn để mà rải đính xung quanh chiếc nhẫn nhìn cho nó sáng, để mà nó nổi bật cái viên chủ lên thôi. Còn chị xe Nguyễn Phương Hằng ta đính vô cái răng người ta hộp tới 3 ly rưỡi tắm bà cố nội. Hai dạng, một dạng là nó gọi là ly á, ly luôn, nó nhỏ xíu vậy nè, lấy đâu ra mà một cái hộp xoàn có thể ăn cả đời vậy? Nhà mày sao mày ăn nghèo dữ vậy đó hả chị Tính Đạt? Trời ơi, một cái hộp mà nước D, nước A, nước E, nước D đồ này kia. Nếu hộp nước D chị xeo là chắc chắn phải xài nước xịn rồi, nước cao nhất rồi quý vị. Mà cái hộp mà 3 ly mấy mà cái nước cao nhất thì cũng 3, nó rơi khoảng 3-40 rồi. 3-40 mà đính vô nữa này kia là cũng lên gần 4-50 rồi. 4-50 thì người bình thường người ta nó ăn 1 năm là đúng rồi. 4-50 triệu thì bây giờ 1 năm mày xài, 1 tháng mày xài 4-5 triệu thôi, đúng không? Người bình thường người ta làm công ty hay gì người ta cũng lãnh 4-5 triệu vậy, người ta vẫn sống được vậy đó. Thì người ta đã sống 1 năm là đúng rồi, hoặc là người ta ở dưới quê người ta sống dưới đó là đủ, là dư rồi. À, cái hộp sòn ở trên đóng trên răng bà Hằng để con Lan Cafe ăn cả đời. Trời, mày nghĩ sao vậy? Có 500 ngàn hộp à? 500 ngàn hộp cái gì mà có nó được mà nói gì nữa. Nghe hộp tôi gắn đầy vậy chân. Trên đâu mày gắn trên đâu hả? Mày gắn hai bên mép của mày, hai bên cái mồng của mày hả? Để đính hộp đó phải không? Chắc mấy ông già sụt gân vô phập mày mấy ông mới biết thôi. Mày đó hả? Mặt mày ghê quá Lan ơi. Mắt kim khí á thì sẽ thấy cái hộp nó rất là nhỏ xíu. Cái răng cái ba lớn là gắn cái hộp nó chút xíu à. Có 500 ngàn à. Còn thằng Lý Lắc bảo là không, một cái hộp đó là 1.2 triệu, 10 cái hộp trên răng là 12. Nào quý vị, để gần cho quý vị xem nè. Lý Lắc đính cái hộp của Lý Lắc nha quý vị nha, là 1.7 triệu, nhưng mà cái này là hộp giả quý vị. À, nó xíu cái gì ha, 1.7 triệu này hộp giả nha quý vị nha. Còn đây là kim cương thiệt nè, đó cái này là có 2 ly mấy nè quý vị, đó 2 ly mấy 3 ly gì không nhớ nữa, 2 ly mấy à. Cái hộp này đó là cái hộp của chị Xem Nguyễn Phương Hằng á, là nó cỡ hộp này hoặc là bự hơn hộp này nè quý vị, đó bự hộp này quý vị nha. Mà cái cặp này á Lý Lắc mua là cái nước mà nước thấp tiền thôi, một cặp này là 16 hay 18 triệu gì rồi ha. À, 16 hay 18 triệu gì rồi. Có gì chúc Lý Lắc chụp cái bill mà Lý Lắc mua luôn. À, Lý Lắc tên là Lê Văn Lai quý vị nha. Đó, chúc Lý Lắc chụp cái bill mà mua cái cặp bông này cho quý vị xem luôn. Nó chút xíu vậy thôi là quý vị. Ơ, mình vô giải thích chi với cái chuyện này cho mất công quý vị. À, nghe nó nói tiếp đi. 2 triệu.
lý do tại sao bà Hằng có cái nhẫn hột xoàn mà 63 tờ giấy mà ông Huỳnh Uy Dũng tặng mà không đeo, phải đeo cái bằng hột một chai vậy, cái hột đẹp một chai vậy. Chứ mày nghĩ sao mà đi ra phiên tòa bà quất một cái hột trà bá lên bị làm lố không? Tao đeo một chai bình thường thôi. Đeo một chai bình thường thôi, nhưng mà có đeo là đẹp rồi đúng không vậy ha? Chứ không lẽ ra phiên tòa đeo bộ kim cương cả ngàn tỷ ra thì lúc là bị làm lố đúng không? Chị xem Phương Hằng chỉ nói là cái phiên tòa chị sẽ mặc chiếc đầm thiệt là đẹp để chị ra hiên ngang. Nhưng mà tòa người ta nói thôi, ai mà làm vậy? Ra mặc đồ bình thường thôi, làm lố hiểu. Cái người mà người ta thương mình thì tâm ra nhiều người ta thấy mình làm lố quá người ta cũng nói đúng không? Thôi, đúng không? Mang hai cái áo thôi. Sáng một cái áo trắng, chiều một cái áo xanh thôi. Đinh La Láng nó tức là vậy, đạch vỗ vô hai cái bạn nó quá trời rồi ha. Đó mà huống chi mà mặc một cái đầm ra nữa thì thôi, con này bữa đó nó nhảy lầu luôn. Hai hộp lớn, hai hộp, bốn hộp, hai bên xỏ lỗ tai đeo như chân sáng cái mặt. Thấy xa xa thấy bừng sáng cái mặt lên. Đeo tôi có gì chứ? Ủa tại sao có hộp xoàn đeo một bẹt vậy? Phải hiểu chứ. Ủa sao mày nói tao không có hồng xoàn mà hồng xoàn giả là tụi bay nói hồng xoàn giả giờ mày lại vậy sao tụi bay cái gì cũng nói được. Còn lý do tại sao mà ngày 2 tháng 4 thì mới trích xuất từ trại giam An Phước về đây thì ngày 3 tháng 4 mới đi làm răng. Cho nên là đợt phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 9 năm 2020. Mày sao mày biết ngày 3, ngày 2 gì làm răng? Hả? Người ta làm lúc nào sao mày biết? Hả? Mà chỉ làm hồi trước kia nữa sao mày biết? Hả? Răng chỉ làm hồi nào ai đâu mà biết? Đúng không quý vị? Không ai biết chỉ làm răng hồi nào hết trơn. Không ai biết luôn quý vị ha. Tại vì trước kia lúc mà tạm giam chị ấy đó quý vị ha, thì lúc đó chị có cười đâu, có nhe răng ra đâu mà ai mà thấy cái hộp gì. Bây giờ chị cười tươi chỉ nhe răng ra là lòi cái hộp ra rồi tụi bay nhảy vô tụi bay nói sao cái bữa mà trước khi bị tạm giam hay là lúc mà sơ thẩm thì không thấy. Lúc đó chứ đâu có cười đâu mà tụi bay thấy. Hả? Rồi camera trong tòa nó mờ mờ mà ai thấy được cái giống gì. Hiện giờ nó cũng mờ mờ ai thấy được giống gì. Còn bây giờ được chụp hình bằng máy cơ, máy kỹ thuật cao, hình ảnh rõ nét, full HD đó thì tụi bay thấy được mấy cái hộp kim cương. Rồi bây giờ tụi bay nhảy vô, tụi bay cấu xé trong cái hàm răng của chị, hôm đó chị phun nước miếng tụi bay văng ra hết. Hôm 13 thì Nguyễn Phương Hằng chỉ gắn hai cái viên nhỏ hai bên, ngày hôm nay gắn đều 10 viên trên hàm trên. Tôi ở bên đó, tôi ở cạnh chỗ Nguyễn Phương Hằng thì tôi phải nhìn thấy rõ hơn cái viên đó lên trên hình. Trời ơi. Vậy là nó vô phiên tòa chủ yếu là nó ngồi ngắm hầm răng gì xem Phương Hằng nó vậy, tội ghê quý vị, tội quá, tội luôn quý vị ha. Mấy con này rất đúng là tội luôn. Thế bự vậy nhưng lại cần một viên nó có 500 ngàn thôi để lắp lóc, cho nên tụi mày đừng có nói hộp xoàn trả đổ, hộp xoàn trả đổ. Ôi, tại sao phải đeo bẹt, phải đeo cái hộp một chai. Ờ được rồi, nói chung là chị Hằng nghèo, chị Hằng khổ, chị Hằng không có kim cương cả rổ, chị Hằng xài hộp bẹt, hộp mẹt, chị Hằng đi xe Rolls Royce Trung Quốc, chị Hằng thuê đám cưới thành lễ để lay chim, rồi coi như là đại nam đã thay tên đổi chủ, rồi tất cả mọi thứ cho qua đi. Trời ơi, thôi ví dụ kim cương không nói nữa nha. Nói thì phải có lý đúng không? Ừ, đúng rồi, nói thì phải có lý, mà lý thì phải có lắc. Lý lắc mà lý lắc thì không thể nào liếu lan là thiếu lan, mà lan là phải lên lầu lấy lưỡi liếm lắc, liếm tiếng cúc lắc. Mày cho mày nếm cái cúc tao không cho nữa. Mày nhìn mày ớn chết. Đeo gọi là đeo cái đồ giả trai đó là gì hả? Đồ giả trai. Cái thằng Kim Mao TV Hoàng Ngọc thì nói sổ đỏ thì mười mấy ký sổ đỏ là mua 500 ngàn, mua cái giá giả trai. Tại con này cái lời lẽ cũng y chang có gì không, những cái đứa này nó nghe qua nghe lại nó nhiễm đầu nhau y chang. Bởi vậy giống như Lý Đắc nè, khi mình làm YouTube mình đi đúng một đường của mình, không theo dõi ai cả, không theo dõi bất cứ kênh nào cả, nó thẳng là vậy đúng. Chỉ có nghe thì bấm tua nhanh để nghe cái thông tin họ nói cái gì có mới gì không, chứ không theo mà theo một hướng với họ cả. Mình một đường mình đi mà để có chuyện gì, nếu có chuyện gì bất chắc, nếu như mình làm sai trái mình một mình chịu, không lôi kéo ai cả ha. Vậy đi một đường thẳng. Trời ơi trời, hộp xoàn có một cái người mà có sở hữu một cái viên hộp xoàn 43 triệu đô, một cái viên hộp xoàn mà trị giá cả ngàn tỷ đồng, thì làm sao ngày hôm nay đeo trang sức cũng vẫn là đeo bấm tùm lum 4-5 lỗ trên độ 4 lỗ trên độ tay vậy đó, mà đeo chỉ bắn cái hộp bẹt đó. Mày chờ đi, vài bữa ba đeo hộp rồi, vài bữa ba đeo hộp bự hơn rồi bắt đầu nó lên, nó nói tại sao mà cái hộp bên đây bự vậy, cái hộp nhỏ bữa đâu rồi không đeo cái gì. Tụi bay nói được cái gì ha, tụi bay dạt giống như nồi cháo heo rồi bây giờ hết biết đường rồi, nói hết biết cớ rồi nói rồi, bây giờ vô bình phẩm cái vụ mà kim cương hộp xoàn mỹ phẩm đồ trang điểm sơn móng tay nhuộm tóc làn da son môi lông mi gắn đồ make up đồ rồi không còn cái gì để nói đâu quý vị. Mà bây giờ đề một cái tiêu đề mình là chiến đấu với 40 youtuber, mày lúc nào mày muốn nói chiến đấu với 40 youtuber, chẳng khác nào mày khích
người ta, thì mày khích người ta phải nói là mày, người ta nói là mày thì mày nói người ta tấn công mày, nó tấn công dồn dập, nó tấn công tình dục tôi, nó tấn công tất cả mọi thứ. À, thật chất là tụi mày đang tấn công người ta, đúng không? Ngày hôm nay mày không có lấy lên clip này lấy cái gì mà lý lắc lấy cái tiêu đề mà nói đó nữa quý vị, đúng không? À, mày không lên clip này tao sẽ nói tới bảy già, mày không lên clip này tao sẽ nói tới coi như là thằng khác, con khác. À, mà mày lên là tao phải phản biện mày, coi mày nói cái gì mà mày trong cái clip mà mày nhắc tên người ta thì phải nói mày chứ, mày nói người ta được người ta nói mày chứ, mày nói người ta tấn công mày. À, gắn chị Kim Cương đây với trên thằng răng thích gắn mày, tao có tiền tao có quyền mày, tao gắn cơ thể tao chứ tao đâu gắn vô cái bạn mày đâu mà mày tức hả? Tao đâu gắn lên cái gì của mày đâu mà tức. Đáng lẽ mình nói là gắn lên cái đỏ đó, nhưng mà mình tránh những cái từ đó quý vị ha, mình không muốn dùng những cái từ thô tục ở đây, mình chỉ nói vui những cái từ mình nói lái đi nó vui quý vị ha, mình không phải thô tục được những cái dạng như vậy. Sáng mở ra thì nó khôi hài vô cùng luôn á, quốc son thì đổ đầy à, mà con mọi người đọc hai thằng chút đi, đọc nói là Đinh Lan vu khống cái vụ sơn bóng chung, tôi ở đó nè, tôi nói thẳng với con Hằng luôn á, mày là phạm nhân ai cho mày sơn bóng chung? Thấy là nó ấy tức hả, đấy tức cái gì, nó để cái bóng chung nó lên trên cái ghế của bên hội đồng xét xử á, cái này nè, cái chân đấy thấy nó chọc tức không, cái ông là hồn lễ lại qua trang luôn á, cái nó Nguyễn Lễ phải qua can luôn á, thôi đó đừng có xạo. Ở đó người ta có mấy anh công an viên kè lan xung quanh hết trơn rồi ha. Kế chị Seo thì chỉ có một nữ công an viên là rất là xinh đẹp ngồi kế chị Seo với Phương Hằng, dù không mở khẩu trang nhìn đâu biết rất là xinh đẹp ha. Tướng tá rất là xinh đẹp, mặt mày rất là xinh xắn đó, đi bên chị Seo với Phương Hằng. À, một cô công an viên mình dây rồi mấy anh công an viên ngồi kế sát rít chị Xe với Phương Hằng, ngồi tạo thành một cái hình vòng cung ở bên ngoài đó, là cho chị Xe với Phương Hằng bên trong có gì mày nhúc nhích một cái là hạ mày xuống liền. À, quý vị thấy không, trong cái những cái đoạn clip quý vị thấy không, nó đứng lên nó chỉa, nó đứng lên nó chỉ chỉa công an kia, nó ngồi xuống nó quý vị. À, nó vô trong đó là còn bắt nháo huống gì ở ngoài. À, nó bắt nháo trong đó không được, trong đó có công an viên nhiều quá bắt nháo không được, tức quá mới suy nghĩ thôi bây giờ đi xuống dưới đi, tới giờ trưa không đi ăn cơm nữa. À, đói rồi mà không đi ăn cơm, đi ăn cơm lên lầu 4, lầu 5 mà nó cơm đâu ăn. Đi xuống dưới ra ngoài cổng, bắt đầu cái cổng đó là phải xuất trình giấy tờ mới vô được, nó đã xuất trình được nó vô được vòng trong rồi, bắt đầu nó đi ngược ra vòng cổng, nó khích người ta, nó khích vô đây, tại những cái người kia người ta đâu có được quyền mà bước vào trong cái cổng tòa án, vì tại người ta đâu có xuất trình giấy tờ đâu, mà người ta coi như là công an ở bên ngoài người ta đã dăng dây rồi, nếu người ta bước vô là người ta phải sai phạm không có gì. À, mà nó khích, nếu mà người ta bước vô nó sẽ hô lên là là những người bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng này nè, bây giờ là đang là bước vô cổng tòa án tấn công tôi trong tại ngay cổng tòa án nè, đó là đổ nợ không có gì, đúng không? Cái chị kia chị cũng thông minh, nó kêu là come here mà ra đây, come here chị là Nguyễn Phương Hằng đây mà ra đây, come here. À, đúng không quý vị? À, người ta cũng khôn chứ bộ. À, nhưng mà người ta tới đó ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng trong ôn hòa. À, người ta chỉ đứng chờ giây phút đón chờ chị xem Nguyễn Phương Hằng xuất hiện để mà người ta được tung hô chị ấy, người ta được tặng bông chị ấy, hay là người ta nhìn ngắm chị ấy, hay là người ta như là chụp tấm hình, hay là người ta cũng thỏa lòng ước mấy năm nay chờ đợi ngóng trong cái tin của chị ấy. À, hơn 2 năm trời trôi qua. Nói quý vị ha, mà tự nhiên con này nó xuất hiện ra, nó chùm cái khăn chùm lùi LV, cái khăn mấy khăn LV quý vị, cái khăn gì đó, khăn làm gì nó có tiền nó mua LV, cái khăn chùm lùi của cục đầm lé bán đấu giá không được, đem chùm lùi xong rồi chùm lên cái đầu nó che cái mặt nó. À, nó rú ra rú vô đó, nó kiếm chuyện người ta để mà nó vu vạ cho người ta. À, làm không được nó tức nó cay, cái nó quay qua mấy anh công an viên, bắt đầu nó xỉa sói, nó quay về tòa án, nó nói là tòa án cấp cao mà để mà bảo vệ cho một con tội phạm Nguyễn Vương Hằng lộng hành gì các kiểu đủ thứ. Nó nói là chạy ra ăn phút cho mày Sơn, nó nói mày nói chạy ra ăn phút cho mày Sơn đúng không, tao họ chưa, bây giờ đặc biệt không, mày nên nhớ là trong tòa án họ có camera nữa. À, sẽ có một cái camera riêng nữa. À, một cái camera toàn nữa. À, là ta sẽ là nghe được những cái cuộc đối thoại trong đó nữa. Mà bây giờ mày là du cho chị Sơn Phương Hằng nói là chạy giam ăn phước là cho Sơn. À, mà bây giờ tao nói mày á, là có những cái điều không ngờ tới được nó sắp tới nó diễn ra cho tụi mày biết. À, cho tụi mày biết bây giờ á, là trên những cái nền tảng là chưa có công bố gì đâu, rồi dài bữa đây tụi bay sẽ thấy, tụi bay trắng mắt ra khi mà tụi bay bị chéo giò chéo tay chéo cẳng, tụi bay sẽ trắng mắt ra, tụi bay hiểu điều gì đang đến với tụi bay. Hỏi cục quản lý chạy giam của bộ công an, nếu mà chạy giam ăn phước mà không cho mày Sơn, mày biết tay với tao. Biết tay với tao mày làm gì, mày làm cái gì? Hả? Biết tay với tao, chỗ ghê vậy, quen nghe là coi. Biết tay với tao. Để cái móng chân nó lên trên cái ghế của bên hội đồng xét xử á. Cái này, nãy cái chân thấy nó chọc tức không? Cái ông là hồn lễ lại qua trang luôn á. Cái nó nói là chạy giam ăn phước cho nó Sơn. Cái này mày nói chạy giam ăn phước cho mày Sơn đúng không? Tao hỏi cục quản lý chạy giam của bộ công an, nếu mà chạy giam ăn phước mà không cho mày Sơn, mày biết tay với tao. Thế là lúc đó hồn lễ mới chạy qua trang nó, cẩn thận, đừng có nói, đừng trả lời, coi chừng nó đang ngày nãy á. Cho nên là con thằng nó mới im đó.
biết không? Chính ba là người cãi nhau cái chuyện đó nè, cho nên trời ghê chưa. Ghê chứ, dữ dội chứ, cái trời nhìn phong thái này quá dữ dội, thần thái quá. Nói chuyện mày khỏi, phải xin đạt cái chuyện là có hay không, chuyện sống chưa nha. Còn hôm nãy tôi mới vừa đăng clip, chính ông Thẩm Phán Thẩm Phương có hỏi Nguyễn Phương Hằng câu cuối là trước khi vào dự án 2 tiếng thì có hỏi là luật sư của bị cáo có nộp một số tiền cho tòa sơ thẩm để xin được giảm án trong tòa phúc thẩm, có hay không? Miễn mà xác nhận có thì lúc đó cái vấn đề kỳ. Rồi bà Nguyễn Huỳnh Thanh Duyên lại nói rằng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Ông Viên nói như vậy thì đầu tiên không có quả, nhưng mà vì bà này bà không có nộp đơn kháng cáo cho nên là bà mất cái quyền được xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng mà tới cuối cùng sao, bà xin một ngày để lấy danh dự để gì, để ra khè với con gian điện tử bên ngoài đó. Nhưng đúng rồi, ra khè đó, mà mày thấy ra khè không, chỉ có khè gì đâu, chỉ ra chỉ mở cửa xe là thả tim như nè. Trời ơi, rồi về lăn tức. Lăn tức lắm, trời cái tức cái xưng biếm. Ngủ bữa nay kem này cái biếm vẫn còn xưng mà là gắn lên ngồi, quý vị ngồi mà lâu lâu nói chuyện mà nó cắn cái biếm, quý vị phải nghiêng nghiêng nghe, nghiêng nó rỉ quý vị xưng biếm. Quy trình tất cả mọi thứ, Linh Lan có cái clip có hai chiếc xe tù, chiếc xe chở Nguyễn Phương Hằng là màu trắng. Rồi cái xe biết chứ gì, ai cũng thấy mà, ai cũng thấy, người ta cho dân thấy luôn đó, ta cho dân thấy luôn đó. Chiếc xe màu xanh cứ ngựa chở Đặng Anh Quân. Màu xanh cứ ngựa. Con này nó dùng những cái từ kỳ quá. Còn cái chiếc xe biết 20 chỗ là chở Đặng Anh Quân đó, cho nên khi mà chiếc xe trắng giọt đi, chạy xe không đi, thì Nguyễn Phương Hằng leo lên trên kia biểu diễn để khè mọi người bắn tin này nọ, đó là sai. Về gì? Quy trình áp giải phạm nhân, phạm nhân phải mặc trang phục của gì? Người coi như là phạm nhân khi mà của gì mày biết cái chuyện gì đang diễn ra rồi chứ gì, đúng không? Biết chuyện gì đang diễn ra rồi chứ gì, đúng không? Mày nên hiểu là như thế nào, tại sao mà chỉ được ưu ái như vậy, mày bên biết cái cuộc chơi nó đang như thế nào rồi. Áp giải khỏi chạy ra 5 phút thì bắt đầu lên đây không biết ngoại giao như thế nào, không đeo tòng, mặt ngày thay trang phục, buổi sáng áo trắng, nhưng đến buổi sáng nó thấy nó một cái sự phản cảm, cho nên buổi trưa mới xay cái áo thun màu xanh để nó giúp. Tự nhiên mặc áo trắng thường phản cảm ra gì cha, ta mặc bình thường mà. Màu của Đặng Anh Quân giống màu của phạm nhân để cho người ta khỏi có phản ứng, nhưng thực sự đã muộn rồi, tôi đã phát hiện rồi. Như là buổi sáng thay cái, buổi chiều tự nhiên thay lại cái màu xanh, mặc màu trắng thì nó sáng người lên hơn, sang hơn, nhưng đổi lại màu xanh giống màu áo xanh của phạm nhân, giống như Đặng Anh Quân. Nhưng quy trình coi như lý do tại sao mà giải thích là sao không bị đeo còng, bắt buộc phải đeo còng sau khi mà toàn bị án rồi thì. Bây giờ Lan nè, bây giờ chuyện con số eo á mà không đeo còng thì thôi, bây giờ mốt tới Lan thì Lan cứ đeo còng, nào cũng đeo còng vậy đi. Đeo nhớ được lấy báo mà che giống như chị Đặng Thị Hạnh cống nha. Lan nhớ lúc mà Lan đeo Lan đừng có lấy che cái gì chừng, Lan phải xô hàng lên như nè, tao hàng nhìn nè, tao đi sơ thẩm tao cũng đeo nè, tao đi mốt thẩm tao cũng đeo nè. Tao đeo mà tới giờ ăn cơm tao mới tháo ra thôi đó. Tao đeo nè, đó, mà tới giờ ăn cơm tao phải nhờ người tháo tao mới được ăn cơm. Tao đeo nè. Cái Lan đi là Lan tao hồ đeo. Gì đâu mà ganh tị, có cái lắc bạc không mà ganh tị dữ gì trời. Giao lại cho coi như là những cái người hôm nay đã dạy. Lúc đó Đặng Anh Quân bị cộng lại. Tới chừng nào mà phi tòa vô thì lúc đó người ta mới đưa chìa khóa mở cho Đặng Anh Quân. Thì Nguyễn Phương Hằng lại bình thường từ hồi lúc bị bắt cho tới ra hai phi tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều không mặc đồ tù, đều không đeo cọc. Đã như vậy còn lại đi xuống không biết ngoại giao với cái đội giáp dạy như thế nào, mà xe tù thì chạy không, mà còn Nguyễn Phương Hằng lên xe hậu cần của công an rồi vẫy chào mọi người, hung cái gì hung môi hung gió rồi bắn tên đủ thứ hết. Nguyễn Phương Hằng mà ra tù nó còn loạn đất nước này hơn. Mày thù loạn đất nước này hơn. Mày nhìn có những cái người bảo vệ hay là lên tiếng mà phản biện này tụi bay á, là có ai quậy gì không? Đâu có ai quậy gì đâu. Còn có những người là YouTuber á, là họ vì cái mục đích câu like câu view, họ kéo băng kéo nhóm đến nhà người này đến nhà người kia. Mình thấy làm những hành động đó thì không hay cho lắm, nên không bao giờ mình đi tới nhà người này đến nhà người kia đó. Ví dụ như chị xem Phương Hằng mà cái lời thách đố của con Đặng Thị Hạnh Cống thì chỉ tới đó với cái là theo cái lời thách đố mời vô để uống sâm banh để nói chuyện thì khác. Còn cái này mình tới nhà người ta mà để mình quay phim gia đình người ta rồi mình này kia nọ thì lý lắc không là ít khi nào làm chuyện đó lắm quý vị ha. Ai làm thì làm, lý lắc không làm chuyện đó, mình không thích làm những cái chuyện đó ha. Nói chung là ở nhà mình ngồi phản biện không được nữa thì thôi dẹp, không nói nữa. Có phần hai của Nguyễn Hằng nha, bữa nay là phản biện như vậy phải vậy hả? Luật sư vừa lóc vừa phục nè. Rồi kiểm sát viên là đọc lại cái nội dung của cái bản sơ thẩm cũ nha. Không có cái chuyện mà điều tra lại. Tất cả mọi thứ phóng viên các báo đài đã biết, đã xem được cái đoạn clip mà Đinh Lan đọc lại 12 phút cái Đinh Lan chia làm hai clip gửi qua Zalo, các báo biết hết rồi. Rồi nội dung trong đó không có
cái phần mà đã điều tra Đinh Lan xong không hề có nhé. Nguyễn Phương Hằng phạm tội cô không Đinh Lan lần ba, chào mọi người. Dạ. Coi cái lúc Lan chào mọi người cái lại coi. Bữa nay mình để tu nhanh quá, Lan chào nhanh quá. Để coi Lan chào lại mọi người cái coi. Trong đó không có cái phần mà đã điều tra Đinh Lan xong rồi. Không hề có nhé. Không hề có nhé. Nguyễn Phương Hằng phạm tội cô không Đinh Lan lần ba, chào mọi người. Ờ, lăn chào nhanh quá để coi chào lại. Chờ xíu quý vị để cho nó chậm lên để lăn chào mọi người nhanh quá mà con không chịu lăn chào nhanh quá lan. Mà Đinh Lan là 12 gì? Đừng làm gì đừng hay quay dần rồi. Các báo biết hết rồi. Nội dung trong đó không có gì. chúng ta vừa vui tươi với câu chuyện của Đinh Lan. Bên phía của anh Kim Mồng thì anh cũng đăng rất là nhiều nội dung quý vị ha. Đây là cái trang của anh Kim Mồng ha. Rồi anh Kim Mồng thì anh chia sẻ hầu như là mấy nay là 3 ngày Kim Mồng núp lùm mỗi vị, nhưng mà chia sẻ những cái dòng status, những cái dòng trên trang cộng đồng của anh ấy nè. Ghi nè: 5 giờ trước lấy tiền che thân là thật, ăn hối lộ là bậy cũng là thật, và quả báo nhận tiền cũng là thật. Nhớ lời Kim Mao đã nói, ghê chưa, mày chuẩn bị đi luôn rồi con à. Thằng nào ăn tiền vợ chồng con tiền nổ thì coi chừng không lấy tiền nó còn bị chửi thúi đầu. Nó đăng nha quý vị nha. Chuyện lấy tiền che thân là có thật, một phiên tòa lỗ bịch. Nó chửi nha, nó chửi cái phiên tòa lỗ bịch nha. Nó nói phiên tòa mà phúc thẩm là lỗ bịch nha. Lỗ bịch kịch cỡm và tạo tiền lại xấu. Giờ éo, mình đọc éo thôi, nó viết chữ đờ đó quý vị. Đờ éo, muốn nói gì nữa, chỉ còn chờ sự trừng phạt của ông trời. Ông trời trừng phạt tụi bay tới nơi bây giờ nè. Tụi bay đọc đi. Ông Dũng với bà Hằng á, đã đụng chạm về tới Kim Mao mà tại Kim Mao bước lên nói Dũng bà Hằng như vậy hả? Kim Mao chửi tục chửi thề, chửi những cái lời mà xúc phạm nặng nề đến gia đình Đại Nam, tới ông Quỳnh Vĩ Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, nói người ta làm gái rồi bán bia ôm, nói ông Dũng là này kia cái nọ, đủ thứ thành phần, nói người ta đủ thứ hết trơn ha. Nói người ta vợ chồng ta là tộc phú, chọc phú, ỷ tiền hợm của mình làm cha làm mẹ thiên hạ đâu ha. Sau đó đăng luôn một cái hình của một cái trang báo lên trên trang của mình. Gọi ở đây là viết cũng là cái thằng đàn ông mà đi nói gì vấn đề son môi với cái phấn son trên gương mặt của người phụ nữ nè. Bông tai bệt phấn môi son, tâm mà độc ác vẫn là quỷ thôi. Lúc nào nó cũng nói chị xe Nguyễn Hà là quỷ chân. Dũng lò vôi, tôi hỏi anh chân tình, mong anh trả lời chân thành. Ông Dũng nào mà trả lời cho mày hả? Ông Dũng, ông coi mày giống như cái cục cất ỉa vậy đó, trả lời cho mày làm gì? Vợ anh có phải là người không vậy? Thấy chưa? Vậy hỏi ngược lại nè Kim Mao, vợ Kim Mao có phải là con người không vậy? Nếu là con người không để thằng chồng mình lên mạng xỉa xói một cái người phụ nữ mà làm việc tốt việc thiện như vậy ha. Nếu như chị xem Phương Hằng mà chị ấy giống như con Đinh Lan á, thì Kim Mao lên xỉa xói được Còn cái này chị Phương Hằng là một người rất là tốt, rất là nhiều người yêu thương và cần được bảo vệ, mà coi như là Kim Mao không biết như thế nào, vợ Kim Mao như thế nào, mà là vợ Kim Mao phải là con người không mà để Kim Mao làm những chuyện tồi bại vậy. Ở đây nè, cười này không phải cười vui, nụ cười chơi chẽn, nụ cười dối gian. Đó, nó tức lắm mấy cái hình bây giờ nó đưa bà Nguyễn Phương Hằng lên, tụi nó đưa lên, bây giờ nó muốn chỉnh sửa cho bà xấu, nó chỉnh không được, tại vì sao quý vị, chụp quá đẹp, bây giờ sửa xấu cũng không sửa được đúng không quý vị. Đó, bây giờ nó lấy cái hình này người ta đang nói chuyện, thì cái cơ miệng người ta dạy của nó nói là em đẹp không quý vị, đẹp lắm, đẹp hơn con cá chùa kiến lau kiến gì đó. Nó cái này nè quý vị,
cái này nè ha, nó lấy hình của ông Quỳnh Uy Dũng lên à, nó ghi là 3C chuyển thông điệp này dùm tao với thằng cha tụi mày, cảm ơn lũ 3C, là 3C là cùng của con, u mê đần độn nhờ ngu xuẩn, nói mình là những người là 3C à, đó. Dũng là voi, anh còn tiền không vậy, còn thì đáng chạy để cho tôi vô tù đi, Dũng khang, chứ Tư Đỏ khen anh nhiều tiền lắm à, lắm mà. Tư Đỏ là không biết ai, chú Tư Đỏ là không biết ai à, chú Tư Đỏ là đang yếm chỉ một cái nhân vật ẩn số rồi đó quý vị à, chú Tư à, chú Tư Đỏ nào đó mình không biết à, nhưng mà nó thách đố à, Kim Mao thách đố à, Kim Mao có một cái tài khoản là Phạm Việt đó quý vị à, nó chia sẻ ở đâu, nó chụp hình lại quý vị không, ở trên là Kim Mao thích sự thật mà dưới là tài khoản Phạm Việt à, đó, tài khoản Phạm Việt nó đã ghi là nói là nếu mà có tiền thì cho tôi vô tù đi cũng khác à, nó thách đố ông Quỳnh Uy Dũng. Còn đây là đăng một cái là nó ghi nữa là cách đây 3 giờ trước là tuyền nổ, nó chửi toàn bộ giới nghệ sĩ phía Nam, vậy mà có 3 thằng nghệ sĩ phía Nam lại nịnh bợ nó bất chấp, hai thằng thân tàn là Thương Tín và Phước Sang rồi à, ông Thương Tín á thì á là ông lớn tuổi rồi, lúc mà trẻ thì ông không biết dành dụm, rồi bây giờ thì thân tàn à, còn ông Phước Sang á, anh Phước Sang cái gì cũng làm bất động sản thua lỗ đó, thì đổ nợ, thì bây giờ bệnh cũng ngặt nghèo à, quý vị ha. À, còn à, bây giờ à, ông à, nghệ sĩ Hà Duy Phương thì à, bây giờ nó cũng no mối, bây giờ nó cũng moi vô đây nói nè, còn mình Duy Phương đừng để thành ma dạ nha, ai bu theo tiền nổ đều có kết cục không tốt đẹp đấy, bu theo tiền nổ đây, kết cục vẫn tốt đẹp đây à, tiền nổ nè à, đây bu theo tiền nổ nè à, kết cục không tốt đẹp là sao à, bây giờ là hết ai nói được phải không, bây giờ mấy cái thành phần nó lên nó phản biện Lý Lắc nói Kim Mao hoài, mà cuối cùng Kim Mao chỉ biết chụp tấm hình Lý Lắc lên đề chữ Lý Lắc Lý Léo vậy thôi, chứ biết nói cái gì tới mình hả à, lên phản biện người ta đi, nói những cái lời người ta nói ra mình phản biện lại cái lời nói chứ. Sao mình đăng hình người ta lên rồi mình viết sàm sàm như đây, không ra cái giống giống ô mình chăng à, không nể mấy người này, mình không đáng nể à, lớn mà vẫn chơi mà chơi ba dơ à, quay lại cái hình mới này nữa nè à, thì Kim Mao mới viết là giàu mà kém sang, Gia Bảo cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc, ý là nó mượn lời của Gia Bảo nói chị Nguyễn Phương Hằng vậy, thì kệ nó đi à, cái thằng ranh con đó mà nó nói chị Nguyễn Phương Hằng giàu kém sang à, giàu nhân nghĩa thì mới quý được chứ, cái loại giàu mà đi phô đi khoe cho cả thiên hạ biết thì giàu cũng chẳng có lợi ích gì. Chị xem Nguyễn Phương Hằng chỉ khoe hồi nào à, trước đây chị có khoe khoang gì đâu à, ai biết tới chị là ai đâu à, đùng tới câu chuyện ông thần y võ nằm luôn đó quý vị, thì nhiều người đó là bả nổ, thì bả nổ, nó bả nổ này kia nọ rồi cục đầm đé lên, nó bả xài kim cương giả, bả tức quá bả mới xô hàng lên đó, thì nói người ta xài đồ giả thì người ta xô hàng lên, ta xô lên thì bây giờ nói người ta là giàu thì là cũng chẳng có lợi ích gì à, với lại người giàu thực sự ít ai khoe của lắm ừ, ít ai khoe lắm, đúng rồi đó ừ, chỉ có loại giàu sỏi à, giàu sỏi là giàu sao, giàu sỏi là sao, ta giàu từ đó tới giờ rồi ha, nghèo quá rồi thấy người ta giàu rồi cứ biết ghi chữ giàu sỏi thôi, giàu sỏi giàu kém trí tuệ à, thì mới có những hành động kịch cỡm lố bịch như vậy. Người mà lấy đồng tiền làm thước đo giá trị bản thân thì khi hết tiền chẳng khác gì đóng vẻ dách để chữ Kim Mao à, là ý là Kim Mao là vẻ dách đúng không à, còn cái câu đầu đó giàu mà kém sang lấy cái câu của Gia Bảo cháu của nghệ sĩ Bảo Quốc à, mà cái thằng đó bây giờ nó sự nghiệp cũng tan nát rồi đúng không ừ. Thằng Gia Bảo nghe đâu mà cũng hạ cẳng tay lên cẳng chân với người vợ sống bên mình, tốt lành gì hả à, tốt lành gì, thôi nói chung là nghệ sĩ Bảo Quốc đã không có để lại tai tiếng gì, nên mình nói như vậy thì ảnh hưởng tới nghệ sĩ Bảo Quốc, nhưng mà cái thằng cháu Gia Bảo Bảo Quốc mà nói những cái từ ngữ như thế này thì nó nói cái từ giàu kém sang thì kệ nó, cái từ này mình nghĩ cũng nó không, nó muốn gì nó nói, đời cũng gì nó muốn nói gì nó nói ha ừ, nó muốn nói gì đó, nhưng mà cái từ ngữ đó mình cũng chả thấy nặng nề ha. Nó có quyền nhận định đó. Đinh La Láng cũng mới đăng 37 phút trước nữa quý vị à, sau khi đăng cái clip ở trên đây để dòng ta tút người dân nên cẩn thận, trời ơi người dân cẩn thận, cái gì các tổ chức phản động trà trộn các hội nhóm ở Việt Nam để kích động thù hận và gây mất trật tự an toàn xã hội à, mày kêu người dân cẩn thận rồi mày trong khi đó song song đó là mày kết nối với mấy cái kênh phóng đạn đó hả. À, thì người dân cẩn thận sao mày kết nối rồi mày leo lên cái kinh Nam Quan ấy, mình nói bên công an Gò Vấp rồi mày nói bên công an Bình Dương hả à, mà kêu người dân nên cẩn thận rồi mình nhảy lên kênh đó mày nói hả à, hôm ngày 4/4/2024 có tên cầm đầu mà áo gió màu vàng và xanh, tên này đã từng bị phạt chung với Đậu Thanh Tâm tội gây rối trật tự trong phiên sơ thẩm của Phương Hằng tại công an phường Bến Nghé quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
là người dân yêu nước. Mọi người đừng nghe theo đối tượng xấu tấn công tôi, vì pháp luật Việt Nam không để cho bất cứ thế lực nào. Ta nói mày cái những cái từ ngữ này, tụi mày là dân chủ cụi. Trời ơi, những cái từ ngữ tụi mày viết ra một đường, tụi mày làm một nẻo. À, tụi mày trong băng nhóm mày nè, luật gia Trần Định Ngu nè, luật sư Vô Lâm Sĩ nè, nhà báo Đặng Thiền Học Cống nè ha, rồi thằng Đái Tháo Đường nè ha, rồi Dũng Vô Va nè ha, rồi Nam Quang nè, rồi cái nhóm mà Đình Mạnh, rồi ông Mến, rồi cái gì đó đó, cái đám mà luật sư bên tỉnh Thất Bọn Con á, rồi giờ thêm hai cái thằng lạc sư bên mày nữa, rồi thêm cái con lạc sư cột đèn cột điện nữa đó, nguyên cái nhóm của mày, thêm cái thằng mà lạc cái gì, thằng nhà báo bẩm của bên mày nữa, cái thằng mà cái thằng bún mập tivi nữa mà nè, thêm một con bên báo Đinh Thu Hiền nữa nha, cái con mà lấy cái đoạn audio cái cuộc nói chuyện cắt ghép dàn dựng trong cái câu chuyện của chị Xe Vũng Khang, nó cắt ghép xong nó gửi qua thằng Dũng tay lọ, thằng Dũng sóc lọ chồng của ca sĩ Thu Phương đó, thằng Dũng sóc lọ ngày hôm đó nó cũng khôn, nó quay lại cái cảnh màn hình đó. Đó cuối cùng lòi ra cái tin nhắn trong cái tài khoản Facebook của con báo Đinh Thu Hiền gì đó mà con báo Đinh Thu Hiền là nó có trong đơn thư của chị Xe Phương Hằng đúng không, gì đó. Tụi mày chưa yên đâu, vài bữa tụi mày coi ha. Của Đinh Thị La Láng này là số của danh 003 nha quý vị nha, 3-5 ngày tới 7 ngày nữa thôi, quý vị sẽ nhớ lại những gì Lý Lắc nói nè, 3-5 ngày 7 ngày nữa thôi nhớ lại những gì Lý Lắc nói. Của Đinh Thị La Láng nè, con Quang Kim Dơ nè, Kim Mao TV Hoàng Ngọc nè nha, rồi thằng Thám Tử Cao nè, với thằng Phân Phong, năm cái đứa này nè. Mày đừng có đó mà nhảy tổng động lên ở đây viết bài nữa nè, cái gì cô thằng mày nói mày không nói gì bên tòa án thẩm phán rồi hay mà sao mày viết bài mà nói người ta nè, cô thẩm phán họ Huỳnh có bà con với Huỳnh Y Dũng không mà quát tôi với vậy cô Huỳnh Công Tân là cháu ruột ông Huỳnh Y Dũng, còn cô thẩm phán họ hàng gì không ạ? Mày giả bộ mày hỏi vậy đó, rồi mày lên mày xỉa xói người ta ha. Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên trong phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Phương Hằng ngày 4/4/2004 không được quyền quát tôi như chó đâu Hương Quảng Châu ạ. Phiên tòa bị hoãn ngày 11/3/2004, Hương Quảng Châu cũng phát ngôn thay cho thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên rằng nhìn mặt mày tao có muốn nghe một con ca ve như mày trình bày không hả Lan KV? Hôm nay Hương Quảng Châu tiếp tục đưa clip này lên làm nhục tôi vì bị thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên bị quát như chó. Đoạn clip thấy thẩm phán Duyên vô lý chỉnh sửa tôi, hãy thưa hội đồng xét xử chứ không có cô gì ở đây, và đề nghị tôi điều chỉnh cách xưng hô. Đúng rồi, kính thưa hội đồng xét xử là có nghĩa là khi mày phát ngôn ra mày nói cho cả hội đồng xét xử trong đó nghe, chứ không phải mày nói chuyện riêng với cái cô mà Huỳnh Thanh Duyên mày gặp ở bên ngoài mà nói tôi chào cô Huỳnh Thanh Duyên hay là tôi chào cô Thanh Duyên, nhưng mà mày vô trong phiên tòa là kính thưa hội đồng xét xử, tôi Đinh Lan xin trình bày cái nội dung này, kính thưa hội đồng xét xử, mà nói câu đó là tất cả mọi người trong hội đồng xét xử đều ngó hướng về mày, cái tai họ nghe mày nói và cây bút họ ghi lại còn bây giờ mày nói chuyện với cái cô kia thì người ta bắt gì ta ghi làm gì nữa trong phiên tòa bao nhiêu người ngồi chứ không phải để nghe cuộc nói chuyện giữa riêng với mày với cái cô nào đâu đúng không, người ta sửa mày là đúng rồi tôi chưa kịp nói gì thì bà thẩm phán chặn họng tôi rồi. Tôi trả lời trên đây cho cô biết là tôi đang trả lời cô thì tôi nói cảm ơn cô, chứ tôi có trả lời của hội đồng xét xử đâu mà cô chỉnh tôi là trả lời cô, cảm ơn cô thay bằng lời cảm ơn hội đồng xét xử. Cô thẩm phán thích thể hiện quát nạt người khác quá mà thích thể hiện ở trong đó thể hiện với ai ở trong đó chỉ có là phạm nhân và bị can bị cáo người có nghĩa vụ liên quan và hội đồng xét xử và các luật sư, rồi thể hiện với ai, thể hiện với người nào thể hiện với mấy anh công an viên hả, thể hiện với ai mà nói người ta thể hiện, còn tôi đến tòa để kiện thay đổi là người bị hại chứ không phải là người có quyền gì. Trời ơi, người ta đã nói mày người có nghĩa vụ liên quan mà cứ bị hại hoài hả, suốt ngày mày nói bị hại hoài vậy hả, mày bị hại là bị hại cái gì hả, bị hại làm sao, có bị cái gì không có ảnh hưởng đến cái nguồn thu kinh tế này không nếu như ảnh hưởng nguồn thu kinh tế thì bây giờ mày xô ra rồi chị xem hàng lại đền bù thiệt hại kinh tế cho mày bây giờ mày xô không được rồi người ta cho mày 18 triệu, bây giờ mày đòi 3 tỷ lờ quan hả, gì có nghĩa vụ liên quan mà hai thẩm phán Phan Đức Phương và Huỳnh Thanh Duyên hăng say quát nạt nên tôi nói nhầm tôi là bị cáo luôn mới ghê đó. Đúng rồi, mày chuẩn bị thành bị cáo rồi, cái điềm này đó con, cái câu nói của mày là cái điềm báo trước rồi đó con. Trời, trong đây suốt ngày nó chia sẻ trời ơi bây giờ mày đi mày hết chuyện rồi, mày đi mày nói chuyện với mấy người làm youtuber rồi, trời ơi mày đi tranh cãi làm gì
tranh cãi ở đây tùm lum tùm la đây đó. Dưới đây nó còn đăng luôn cái nội dung của Lý Lắc đăng nó nổi gì đó dưới đây là đó. Đó, nó tức lắm quý vị, tức lắm, ca hay, cay sưng bím. Lý Lắc Vlog à, mà chỉ chia sẻ là nó Nguyễn Phương Hằng bắn tim hôn môi, cùng không bị xe tù thì khổ cho công an Hồ Chí Minh. Ôi thôi mày ơi, bây giờ những lời đó của mày là không còn một cái giá trị nào cả. Những lời đó mày bây giờ không còn đáng một xu nào cả. 3 năm đến 7 ngày nữa thôi quý vị, Lý Lắc nhắc lại nè, nhắc đi nhắc lại nè. Nè, bây giờ hôm nay giống con Lan à, tao nó nhắc cho tụi bay nhớ nè, bây giờ Lý Lắc nhắc cho cả quý vị nhớ nè. 3 ngày thì ít quá, 5 tới 7 ngày nữa thôi, những cái nhân vật Đinh Lan, Kim Mao hoặc Kim Dung, Thám Tử Cao, Phan Phong, vậy thôi, nói quý vị tự hiểu ha. Rồi tiếp theo chương trình này mời quý vị cùng nghe lời phản biện của cô Chính Thị Giang, phản biện Kim Mao, rồi con Hoàng Kim Dơ, rồi con Đinh Thị La Láng và những cái nhân vật vẫn còn đang mà núp bóng cây tùng. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe cô Chính Thị Giang. Xin mời cô Chính. Bây giờ cô trả lời tại sao các sinh viên mà thuê nhà trọ của cổ đó nó đi hết. Rồi tại sao cổ phải làm đơn của kêu công an rằng 40 youtuber tấn công cô ta. Tại sao vậy? Tại sao không tấn công cái nhà kế bên cổ hay là bất kỳ một cái nhà nào mà nó là youtuber tấn công? Theo cái nghĩa là trên cộng đồng mạng đấu khẩu với nhau hay là kêu là phản biện. Đúng là phản biện. Cái chuyện Vũ Văn Thịnh hoàn toàn cũng không dính vô cô Hằng. Nhưng một hai nó là luật sư. Nó kêu người ta con này con kia, nó nói rằng Vũ Văn Thịnh là do Phương Hằng mướn thuê mướn để đánh chị nó 20% thương tích. Nghĩa là nó bị bất kỳ một chuyện gì nó cũng đổ thừa là Phương Hằng mướn thuê. Kể cả cái chuyện nó đi ra ngoài đường, nó không có dám đi mà giờ nó mua cái gì người ta không bán cho nó thì nó cũng đều chửi rằng do Nguyễn Phương Hằng sai khiến. Những cái lời mà nó kêu là nó điêu ngoa như vậy, nhà nước tin hay không? Pháp luật đâu có thể tin được. Vì sao? Nhà nước và pháp luật ở trên cao. Đó. Nhà nước ở trên cao, pháp luật ở trên cao thì đâu có biết những cái chuyện mà là linh tinh của đời sống của dân. Đâu có thành ai mà biết nổi. Phải không thưa quý vị? Cũng như giám đốc làm sao biết được y tá bác sĩ nó làm cái gì với bệnh nhân. Đâu có phải quản lý hết trơn được đâu. Đêm khuya trực gác. Giám đốc nó phải ngủ chứ. Làm sao nó biết trong đêm trực y tá bác sĩ nó làm cái gì trên bệnh nhân, nó diễn tiến như thế nào, làm sao mà giám đốc nó biết hết. Thành ra là cái chuyện mà khi bệnh nhân có thua đó thì giám đốc mới bắt đầu nhìn theo hồ sơ để mà kiểm chứng thôi. Người bệnh chết thì cũng chết rồi, mà nếu cần thua mà giữ cái xác nó lay lượng thì người ta giải phẫu bệnh lý nó cũng ra một vấn đề. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân nó đã chôn cất, nó thiêu rồi, nó bắt đầu nó làm đơn nó thua thì cả là một vấn đề luôn thưa quý vị. Cũng như thế, chúng tôi không hề nghĩ rằng tại sao luật pháp Việt Nam mềm chỗ này cứng chỗ kia, hay là nghiêm khắc với người này mà không nghiêm khắc với người khác. Dù sao có luật pháp chúng tôi mới được an ninh trật tự sống và làm việc. Chứ còn bây giờ nếu tưởng tượng không có công an, không có mà quân lực kêu là cái quân đội về bên giữ gìn trật tự an ninh trong nước thì chúng tôi sống như thế nào? Ăn cướp tràn lan, rác rưới tùm lum, đời sống của dân chúng nó đảo lộn và nó kinh khủng đến như thế nào? Chúng ta bước ra đường một cái là rác ngập, làm sao chúng ta dọn xe đi đâu được, đúng không? Thành ra nếu không nhờ chính phủ, không nhờ pháp luật thì cái làm sao cái trật tự an ninh xã hội đất nước mới được bình an. Đó là cũng như thế. Thành ra những cái nhiều khi mà có cái những cái lời nói thở ra thở vào tại sao luật pháp Việt Nam thế này thế kia. Nhưng mà thiệt ra đó, trong gia đình cha mẹ cũng vậy. Đi làm hết ở nhà con, đứa này nó đánh đứa kia nó cứu đứa nọ, đứa kia nó đạp đứa kia. Mình về nhà thì mọi sự việc nó đã xong. Rồi đứa con kêu lại hỏi thì đứa nào cũng dành cái phần phải của mình hết. Phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu là bậc cha mẹ sáng suốt, nhiều khi nghe con nó khóc, đứa này nó kể, đứa kia nó khóc, nhưng mình bình tĩnh, mình xem chuyện nó như thế nào nó sẽ ra thôi. Con này nó điêu kinh khủng. Bây giờ cuộc đời của con Đinh Lan, tôi dám nói một câu, tôi nói mà quý vị đừng có cho rằng tôi bị mắc vô 331 xúc phạm người khác. Nhưng mà cái con này nó gấp lửa, nó bỏ tay người. Bây giờ quý vị đi tìm hiểu các anh công an ở dưới quận Gò Vấp có yên lành với cái con Đinh Thị Lan một lần ngày nào hay không. Nó không kêu cái này, nó kêu cái kia. Một cái nhà nó không, mà nó gắn 5-6 cái camera. Người ta đi ngang qua đường nói rằng là Lan ơi ra uống cà phê với anh. Thật ra đó, tại sao không kêu cô Chính Tiền Giang ra uống cà phê? Tại sao không kêu cô Chính Tiền Giang ra ăn hủ tiếu? Rồi có ai nói rằng cô Chính Tiền Giang thiếu nợ bún bò bị quế hay là mượn nợ của ai, hoặc là ăn 2kg thịt không trả tiền vân vân? Đâu có ai nói như thế. Bởi vì công nhận không? Tại sao lại Đinh Thị Lan? Nó lập ra cái Facebook để làm cái gì? Nó lập ra cái kênh Đinh Lan, Lan Đinh làm gì? Và nó đã xóa bao nhiêu lần, nó gỡ bao nhiêu lần, mà lý do tại sao xóa, tại sao nó gỡ? Nếu là một cái người đàng hoàng, người ta có thể nói rằng
mở cái tài khoản, một cái kênh ra tôi giới thiệu cái sản phẩm của tôi bán đông trùng hạ thảo như thế nào, hay tôi bán mấy cái quế hay cái gì đó, cái gì mà nó tốt mà chính phủ cho phép bán thì nó cứ bán đi, thì nó cứ lo cái chuyện như vậy đi. Tại sao nó ngồi nó live stream nó nói về cuộc đời tư của Hằng những cái này suốt 3 năm trời nay, tại sao nó không kể ra mà nó được đền bù 18 triệu? Tôi cho rằng rất là tội cho cô Hằng, mặc dầu 18 triệu này cũng như là cái sợi tóc của cô mà thôi. Tôi nói một cách rất là hào hùng và rất là tự tin khi tôi nói như thế. Đối với cô 18 triệu và kể cả cái án phí 25 triệu cô phải đóng, và cô đóng luôn cho Luật Sư Quân, đóng luôn cho các cháu kia, một người 5 triệu, 10 triệu gì đó, cô đóng hết. Dư xăng, vì sao cô đã làm rất nhiều, chú làm rất nhiều, và họ không có phàn nàn hay là khiếu nại hoặc là chống tới chống lui. Quý vị công nhận không? Có làm có chịu. Cô Hằng đã từng nói rằng bây giờ cứ là mấy đứa bay thưa tao đi, tao bị bắt rồi thì dân chúng hiểu tao nhiều hơn. À, tao có trong lòng dân chúng là cái chỗ đó. Thành ra cô để cô bị bắt trong một cái hoàn cảnh giống như là tao nói thì tao chịu trách nhiệm. Cô không đâu đổ thừa cho một YouTuber nào. Đây là một cái mà nhà nước và pháp luật hãy nhìn thấy. Phải không quý vị? Cái người mà yêu đất nước thực sự đó, khi nào bị sự bắn bởi quân thù á, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Phải không? Còn cái kẻ Việt gian á, vừa đụng tới nó một cái là nó khai hết. Nó khai đồng chí ở đâu nó khai hết. Nó không bao giờ nhận rằng nó có ở trong cái nhóm tổ chức đó. Nó khai đồng chí để nó lấy cái công để nó chuộc cái mạng của nó. Cái gì công nhận không? À, người nào yêu nước thực sự thì Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, mày bắn tao đi, tao không bao giờ tao đầu hàng mày đâu. Nó thí dụ như vậy. Thì bây giờ cô Hằng á, cô đã từng nói rằng á, trách nhiệm hữu hạn một mình tao, tao làm tao chịu, có đổ thừa ai hay không thưa quý vị. Đây là mình nói một cách hết sức dẫn chứng cho quý vị thấy. Con này nó từ đầu tới đuôi 3 năm trời nó đi ra ngoài đường, nó nói rằng nó chống với bà Nguyễn Phương Hằng là nó không phải dạng vừa đâu. Bây giờ cái gan của mày ở đâu? Bây giờ mày dùng pháp lý phải không? Hồi ban đầu thì là nó đồ đền bù như thế nào tôi không biết, nhưng trong thời gian nó ký đơn với con ca sĩ Di Oanh là không hề có đòi bồi thường. Không biết tôi nhớ có sai hay không, quý vị nhớ giùm đi. Rồi sau đó, về sau này đó là vợ chồng con Thủy Tiên và thằng Công Vinh cũng như thằng Đàm Vĩnh Hưng mới đòi cô bồi thường. Rồi sau đó nhà nước mới đền, mới bắt cô Hằng là đền bù cho Đặng Thị Hằng Ni 18 triệu và Đinh Thị Lan 18 triệu. Nó về nó không chịu, nó giải nãy mà nó nói rằng không cho nó lên họp là con điêu. Trong khi đó nó ra một cái TikTok nó nói với công an như thế này, là ngày 21 tháng 9 là ngày sơ thẩm của cô Hằng á, nó biểu Đinh Lan không ra làm gì nhau, công an ơi có nhớ không thưa quý vị. Ngày hôm nay nó nói với tòa, nó nói rằng không cho nó nói, không triệu tập nó lên. Tôi hỏi quý vị đó, nó ở nhà nó nói rằng khi mà kết án cô Hằng 3 năm, nó nói ở nhà nó đốt cây nhang, nó giấy, nó khóc. Nó nói luật sư của nó thế này thế kia, quý vị thấy chưa quý vị? Mà bây giờ hôm nay nó đại diện cho luật sư của nó rồi. Rồi nó ở nhà nó đốt cây nhang, nó khóc, nó cô Hằng nghe 3 năm nó khóc. Nhưng mà cái miệng nó nói rằng, Đinh kêu là Nguyễn Phương Hằng phải ở tù chung thân, nếu không nó đi đầu xuống đất. Như vậy tòa án có thể tin được con miệng của con Đinh Thị Lan hay không? Bây giờ nếu cần mà cho người dân làm chứng á, thì bên ở trên lãnh đạo hay là tòa án cấp cao đó, cho người đại diện đi hỏi bà con, hỏi tất cả những người mà chơi mà cộng đồng mạng, hỏi rằng con Lan nó có nói như vậy hay không. Nó chù người ta ở tù chung thân, một tiếng chung thân, hai tiếng chung thân, vậy là nó thay mặt nhà nước nó đổ những cái tội này, những cái gọi là cái mức án nặng nhất cho một người đi tranh đấu vì cái vấn đề công bằng. Nhưng mà không bao giờ đến mức độ mà quá 3 năm một ngày cũng không quá, mà nó dám dựa vô cái gì mà nó nói rằng phải ở tù chung thân. Thì như vậy tòa suy nghĩ rằng cái sự lộng ngôn lộng quyền của Đinh Thị Lan nó lớn đến như thế nào. Bây giờ nếu cần xin mời các bà quốc hội, mấy ông quốc hội ra làm chứng có đúng như vậy hay không. Một người đi hăm dọa người khác ở tù 10, một chung thân hay là 30 năm, ngoài Bắc thì con Hoàng Kim Dung, ở trong Nam con Đinh Thị Lan đang trù dập người ta ở tù một cái mức tù cao như vậy. Nếu là người ngoài nghe mà hiểu như vậy, nói là cái luật pháp Việt Nam nghiêm khắc quá và vô lý nữa, đúng không? Như vậy thì ai là người yêu nước và ai là người biêu ríu đất nước của mình? Đó, bây giờ tôi là một người dân, tôi xin được gửi lời lên. Một mặt là tôi rất kính trọng và tôi rất quan nghênh cái sự mà sáng suốt của kịp thời của phúc thẩm. Nhưng vấn đề còn lại, hãy nghe cho kỹ, nếu con Đinh Thị Lan hết lần này tới lần khác đi đó tống tiền người ta, cái đầu tống tiền của nó, đây là phải nói con tống tiền. Nó mà có mặt trong xã hội này nguy hiểm tới chừng nào thưa quý vị? Vũ Văn Thịnh người ta xử 80 triệu, 20%. Mà cái vấn đề, cái nguyên nhân tại sao con Đinh Thị Chiến bị đánh 20%, con Đinh Thị Chiến, thì bây giờ còn lại vấn đề là đền, thì ông Thịnh ông bằng lòng đền. Cái giá 80 triệu bộ dễ kiếm trong thư quý vị. Đánh phụ nữ
bị thương tích là đương nhiên, mà còn bị ngoài tiền ra còn bị phạt mấy tháng tù nữa. Như vậy là quý vị biết rằng, như vậy là mình mới thấy rằng là cái phần của ông Vũ Văn Thịnh cũng thiệt thòi, nhưng cũng là một sự răn đe. Có gì thì nhờ tới công an chính quyền chứ đừng có cái động tay động chân, tôi đồng ý. Nhưng mà rõ ràng nó không chịu cái giá 80 triệu. Nó đi nó kháng cáo lên cấp cao, ha, nó đòi tới 450 triệu nó đưa cái giá ra như vậy đó. Đợt nó này nó tống tiền chứ còn gì nữa. Còn nếu không được 450 triệu thì nó đòi rằng bắt buộc cái thằng Vũ Văn Thịnh phải bị ở tù thêm nữa, chứ không phải mấy tháng. Là nó coi mỗi cái nó đưa cái điều kiện của nó ra, tự nó đưa điều kiện ra, nó ỷ vô cái gì. Mở miệng ra là con ông này cháu ông kia, hay là quen với ông nọ. Một mình nó không, nó biêu điếu danh dự của nhà nước như thế. Rồi bây giờ đây là một cái màn nó lặp lại, ha. Ai làm ăn được cái gì trong thời Covid mà ai thèm quan tâm nó là cái con nào để có thể là ảnh hưởng về cái mặt kinh tế của nó. Đàm Vĩnh Hưng có hát được hay không, rồi á, vợ chồng Thủy Tiên thu nhập như thế nào trong mùa Covid nó không chứng minh được. Thành ra cái số tiền mà nó đền cô hoàn toàn không được một cách nào. Thì giờ con này được 18 triệu vẫn là còn an ủi cho nó. Phải không thưa quý vị, cái này là ở bên trên rất là ưu ái cho con Đinh Thị Lan. Trong khi nó chửi cô Hằng là tất cả chúng tôi đều có ghi âm, ghi hình lời nói của nó, lời thề bồi của nó. Ha, nếu mà nó đại diện cho cách mạng, nó quen ông này cháu ông kia, mà nó làm ô uế danh dự của các nhà nước như thế, là con này có thực sự là thượng tôn pháp luật hay không? Người ta nhìn vô người ta nói là, mày bây giờ mày ỷ mày cách mạng phải không? Phải không? Rõ ràng nó đem cái mẻ cách mạng nó ra, nó đem cái danh nghĩa cách mạng ra để mà nó hù dọa. Và nó làm bao nhiêu điều, nó làm đơn, nó thua biết bao nhiêu cái vấn đề công an. Hết người này tới người kia là phải nằm trong cái lá đơn của nó thua khắp nơi. Quý vị lục lại coi biết bao nhiêu là lá đơn thua. Thì chúng ta có thể chiều một cái con người như thế hay không? Trong nhà mình có một đứa con ngỗ nghịch như vậy, nó ăn hiếp bao nhiêu anh em còn lại, quý vị có nuông chiều nó nữa hay không? Nó ngồi ở nhà nó tính cho đã thành tỷ tư, ha, tỷ tư cho đã, nó bò lên ba hai tỷ chín, rồi nó cộng tiền này tiền kia cho nó thành 3 tỷ, rồi bây giờ lên trên tòa thì nó đòi 3 tỷ 8. Là một cái con tống tiền, con Đinh Thị Lan là một con tống tiền, một con người nghĩa là không có một chút nào nữ tính, mà không có chút nào có tính con người ở trong đây, không có tính nào là tính nhân văn ở trong đây hết, mà làm luật sư tương lai liệu rằng cái đất nước này luật pháp an ninh trong trật tự xã hội dân chúng mình sẽ ra sao. Ở trong chúng tôi, quý vị biết bà chủ của chúng tôi là một người giảng viên trong đại học y khoa, một sinh viên y khoa có một cái thái độ mà nghi ngờ, kiểu là nó ở trong tiếng Anh nó gọi là bad physician, tức là cái người này là một người là bác sĩ hay là một người chuyên môn mà tồi. Mà cái chữ tồi này có nghĩa là sao? Nếu là bác sĩ là sao? Là ngoài vấn đề cho thuốc tầm bậy khám dối, ha, làm tiền bệnh nhân hay là đe dọa bệnh nhân, còn vấn đề mà cái là quấy rối tình dục với bệnh nhân nữ hoặc là bệnh nhân nam, nó gọi là quấy rối tình dục đó. Trong đó nó gọi chung gồm đó là bad physical. Thì quý vị biết rằng bà bác sĩ chủ của tôi, bà đánh rất thoải mái luôn. Bà nói là cái này là tương lai không thể làm bác sĩ tốt được. Bà nói bà đánh rớt 1 năm, nếu mà không cho ra trường đó quý vị, mà nếu mà bà có quyền thì bà cho nó ra khỏi ngành luôn. Đó là quý vị biết, đùa giỡn với mấy cái xác chết của các ông bà hiến xác, ha, bất kỳ cái nguyện vọng hay là do ông bà không có con cháu chôn cất, ha, đang được nuôi dưỡng bởi khu dưỡng lão, sau khi các ông bà mất rồi chuyển xác về cho đại học y khoa, và đại học y khoa tôn trọng một cách trang nghiêm, mỗi 1 năm tổ chức 1 ngày lễ, ha, người ta gọi là ngày lễ cô hồn, nhưng ở đây gọi là cái tên của nó là KTB. Thì tôi không biết là dịch ra cái KTB là như thế nào, nhưng mà để mà giống như là sám hối, cảm ơn và sám hối và cầu siêu thoát cho những cái xác chết đó. Nói rằng ông bà thay vì chết được thiêu được chôn, nhưng mà chúng tôi đã dùng cái thân xác của các ông bà để mà là lợi ích cho các bác sĩ tương lai để điều trị bệnh. Thì quý vị thấy không? Thành ra mà bác sĩ mà đùa giỡn ở trên cái xác chết của các ông bà vô thừa nhận nằm trong phọt môn như thế, nhưng mà đem ra đùa giỡn á, thì bị lội ra khỏi ngành ngay và luôn. Vì mày không có đủ tư cách làm bác sĩ trong tương lai. Đó là chỉ là cái xác chết thôi. Mà đây là một con luật sư tương lai. Nó viết lời văn, nó tố cáo, nó bắt gấp lửa bỏ tay người, chuyện gì nó cũng thua. Cái chuyện người ta rà cái máy trên người để mà phát hiện có kim khí hay là có một cái vật lạ kim loại nào trong người như dao kéo gì hay không, không làm nó kêu là manh động, gây một cái thương tích hay là chai lọ hóa chất gì hay không, mà nó cũng kê vô là một cái điều khoản để cho nó thua. Nó thua 12 vị kiểm soát trên tòa án tối cao. Vậy thì bây giờ cấp cao hơn nữa hãy chú ý lời của người dân nói là của chính Tiền Giang. Tôi muốn nhấn mạnh những cái điều này để cho bên cấp trên
làm sao truyền đạt lại để ý lại cái nhân vật này, nó thua đến nỗi mà không còn ai nó không thua. Nếu bốn cái chỗ sắp sửa nó gửi đơn không vừa ý nó, không đúng theo ý nó, nó tìm cách nó thua nữa. Trong khi cô Hằng đó, khi mà cô đã nói cho nó hết cái hơi của cô rồi, hết cái thỏa mãn tấm lòng của cô rồi đó, thì cô đi vô là cô vô. Từ cái ngày vô 24 tháng 3 2021 cho đến tận bây giờ 22, 23, giờ hôm nay bước qua 24, cô chưa có bao giờ làm một cái điều gì kêu là bất bình thường ha, dị hợm, lập dị, làm phiền tối cho tất cả những người có mặt trong cái T30. Từ người hộ cần cho đến công an giám thị, cho đến trưởng công an ở nơi đó, tất cả và tất cả đều không có một cái lời than phiền bà Nguyễn Phương Hằng ỷ quyền ỷ chức vô trong đây quậy hay là thế này thế khác. Tại sao con Đinh Thị Lan nó diễn tả nguyên một cái bối cảnh ở trong cái tòa án ngày 4 tháng 4 2024, là tòa án tối cao thành phố Hồ Chí Minh, là phiên tòa phúc thẩm của cô Nguyễn Phương Hằng và ekip của cô, thì rõ ràng nó nói rằng cô đi tới đâu đều được công an cúi đầu chào. Tại sao nó nói rằng là để phục vụ cho Nguyễn Phương Hằng, cái này nó gấp lửa, nó bỏ tay người, nó dám bôi bác cả nguyên một cái hệ thống tòa án của người ta, gấp lửa bỏ tay người. Vậy thì bây giờ các bậc trong viện kiểm soát hay là hội đồng xét xử ở trên tòa án tối cao thành phố Hồ Chí Minh, hãy cứu xét lại những cái lời nó đơn nó thua, nó đi bốn chỗ, hãy xem đơn nó thua là quý vị mới biết rằng chuyện gì nó cũng thua được hết. Người ta ho, người ta nói, người ta cười, nó cũng đem nó thua. Nó có thể nó đòi bao nhiêu tiền phải không quý vị? Y như là thằng Nhị Nguyên ha, nó đòi cái mặt của nó là 3 tỷ, nó nói rằng nó không có, nghĩa là cái mặt nó xấu trai, nó không có ra, nó đờn ca múa hát cái này nọ, chú quý vị thấy không, đi tu đi hành đó ha, mặc dầu cái tác động vật lý cái kiểu đó là chính bản thân tôi cũng không đồng ý, nhưng người ta đã bồi thường cho nó ở dưới sơ thẩm, nó không chịu, nó kháng cáo lên đòi 3 tỷ. Còn cuộc đời con gái con Diễm My đền bao nhiêu tỷ cho nó vừa, quý vị thấy chưa quý vị? Ông Thắng bà Mai ông đâu có thua cho tỉnh Tức Bồng Lai gì cái tội mà làm hỏng cuộc đời con gái của người ta. Nếu con Diễm My là con cái của quý vị, con Diễm My là cháu của quý vị, là con của quý vị, thì quý vị sẽ có một cái suy nghĩ như thế nào? Con tôi bây giờ nó thành như thế, như thế, như thế. Nhưng người ta chỉ cần con người ta trở về gia đình là người ta bỏ hết. Còn cái vấn đề thưa kiện hay là kháng cáo là bên của tụi tỉnh Thất Bồng Lai. Đây là chính muốn nói là cho quý vị nghe, những cái điều mà nó đau lòng, nhói tim mà chúng ta là bậc người lớn, những cái người đã trải qua tình cảm gia đình, tình cảm nhân loại, lẽ nào chúng ta không hiểu điều đó là sai, không hiểu điều nào là đúng hay sao? Một con đàn bà mang tiếng mình luật sư, nếu tòa án có tình có lý, xin hãy cho người điều tra những người xung quanh cô ta, có ai nói tốt được cho con Minh Lan một ngày, một giờ nào hay không? Có nói tốt gì cho mẹ con hay không? Nó người ta thừa biết nó là thân đàn bà, không có đàn ông, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nó không chừa một điều gì hết, đi vô trong tòa án gọi dắt nó chà mình xuống đất, nó la nó hét như thế nào, công an đọc hiệu lệnh, công an đọc công văn hiệu lệnh, nó không cho người ta đọc, nó nhảy ở trong họng người ta. Vậy là bây giờ các anh gọi dắt cũng phải làm chứng giùm cái nết của con này nó như thế nào, nó sống ở đó nó như thế nào, nó thừa bao nhiêu trăm cái lá thưa rồi, bao nhiêu trăm cái lá đơn quý vị. Bây giờ quý vị đọc là cái lời nó đi nó thưa, nó gửi trên giám đốc thẩm á và nhiều nơi nữa, thì quý vị cứ đọc cái nội dung con nó thưa cái gì trong đó. Cái chuyện người ta sơn móng chân hay là đánh phấn thoa son, đó là cái chuyện nhà nước có thể linh động vấn đề đó. Nhìn bà Trương Mỹ Lan, tới tận bây giờ chưa bao giờ khoác vô người một cái áo sọc tù. Bà bận áo kiểu ở trong gia đình của bà, phấn son thì bà đánh, thì bà liền bà đánh nhiều đó bà đánh. Nhà nước có cấm bà đánh không? Mà nó có quyền gì, nó kêu người ta bằng mày tao ngay cái chỗ công cộng, ngay cái chỗ tòa án mà nó dám kêu người ta mày tao. Ha, quý vị thấy chưa quý vị? Vậy mà mày nói mày tôn trọng pháp luật. Rồi bây giờ mày đi vô nhà, mày vô trong tòa, mày ăn cơm, giờ nghỉ trưa ăn cơm, mày nuôi mình ló cái đầu mày ra, hay mày chùm cái khăn, mày làm một cách dị hợm như vậy, thì mày nhìn thấy người ta đã phản ứng với mày như thế nào, thì mày lại đổi thừa rằng tòa án tối cao không bảo vệ mày, có phải là mày cũng gấp lửa bỏ tay người hay không? Mày coi tòa án tối cao này là cái sân nhà của mày phải không? Mày coi là cái bếp của mày hay sao? Mỗi mở miệng ra là mày là con cháu ông này bà kia, mày dám mắng luôn là viện kiểm soát, công an viện kiểm soát tối cao không bảo vệ được mày, trong khi mày ra mày trêu gan trêu mật những người dân yêu cô Hằng. Rồi mày đi chụp hình cái người bằng áo trắng, mày cũng nói rằng tội ác Nguyễn Phương Hằng. Cái gì mày cũng có thể chửi người ta, mày là cái con của ai? Mày con ông trời hay là ai? Mày ngồi chàn hãn trên pháp luật nha. Mày là cái con ngồi chàn hãn trên pháp luật nha mày. Tôi nói với vị nghe đó,
Cái xóm của tôi nó là cái xóm rất nhìn vô rất bình yên. Nhưng mà nó vô trong xóm nó sống cái ngữ đó, nó nói tục, nó bậy á, hay là nó nói tầm bậy tầm bạ, nó gấp lửa bỏ tay người này người kia đó. Thì cái xóm tôi nó tự xử rồi, quý vị đừng có nói tại sao dân mà nó loạn nha. Bây giờ con này mày qua xóm tao mày ở đi. Tao cho địa chỉ cho mày qua mày dọn mày ở thử một bữa coi. Còn cái khu vực Gò Vấp là cái nơi đó, tôi nhìn cái khung cảnh xung quanh đó, là tôi chắc là cái nơi này là cái dân có trí thức nhiều đó quý vị. Chứ nó thử nó lọt vô bất kỳ một cái xóm lao động nào á, ha, qua bên cái khu Mã Lạng ở bên Nguyễn Cơ Trinh thử xem. Cái lối mà người ta mới nhìn mình không mà rồi đi thưa công an, hay là còn chửi ông ống, biểu là mày làm gì tao, mày nhìn tao, ha, thế này thế kia, chửi tay đôi với dân như thế. Thì nó có hỏi quý vị làm sao? Nó phải ỉ vô một cái góc nào mạnh thiệt mạnh mà nó dám như vậy. Nó đi ra cái không, nó trêu hình trêu gan của nó ra, nó đưa cái bản mặt nó ra, nó đưa cái thân hình nó ra. Dân chúng người ta phát hiện, người ta kêu con lăng chó. Để bây giờ nó đổ thừa cho các anh công an ở viện kiểm soát, ha, ở trên mà kêu là hội đồng xét xử tòa án tối cao của thành phố Hồ Chí Minh, nó nói rằng công an không bảo vệ được nó, làm ăn như vậy nó hả, không được bảo vệ nó, để cho cả nước biết luôn. Thấy chưa? Một con đàn bà bây giờ không biết còn sợ cái gì nữa trơn. Chỉ là có ở không làm đơn thưa và đi tống tiền người này, tống tù người kia, tống tiền, tống tù người ta. Người ta sẽ nhìn vô cách mạng của chúng ta như thế nào. Trong khi mỗi người đều phải nỗ lực giống giữ sống một cách liêm khiết. Người nào ăn trong cái vấn đề thương mại kinh tế, cái đó vấn đề đó riêng. Còn người nào giữ được cái phẩm chất của mình thì người ta vẫn giữ. Cái chiếc áo nhà nghề, chiếc áo đen cao quý của các thẩm phán, của viện tối cao, viện kêu là thẩm phán đoàn của viện tối cao trong ban phúc thẩm, rất là cao quý những chiếc áo màu đen cao quý đó. 12 người mà nên biểu rằng tất cả phục vụ là cho bà Hằng, từ nước non, từ công an, cảnh sát, từ người phòng cháy, chữa cháy, nó biểu rằng phục vụ cho Nguyễn Phương Hằng. Còn ở bên ngoài thằng Bảy Gà, Kim Mao thích sự thật, TV thích sự thật. Nó cho rằng cô Hằng đang lấy tiền hối lộ, ăn hối lộ là đúng, lấy tiền che thân là đúng. Đó. Những con người dân mà có thể phát biểu một cách tùy tiện như vậy thì nó coi luật pháp nhà nước, danh dự nhà nước ở cái chỗ nào nữa. Xin ở bên trên phải cứu xét cho thật kỹ. Con này nó chưa ở tù ngày nào nó chưa sợ, thằng Mỹ Gà chưa ở tù ngày nào nên chưa sợ, thưa quý vị. Nếu mà chiếu theo luật 331 thì coi như là những cái con Đinh Thị Lan và thằng Bảy Gà, Kim Mao, con Hoàng Kim Dung nó thừa tiêu chuẩn đi vô trong đó. Phải không thưa quý vị? Chính nói một cách rất là công tâm, chưa bao giờ muốn cho người nào phải rơi vô cái cảnh bất chắc hay là đường cùng thế này thế kia, không có. Nhưng mà nếu đặt theo tiêu chuẩn xúc phạm danh dự cá nhân, quyền ích lợi của nhà nước, thì ba cái thằng này hiện thời bây giờ là ba thằng này, đó, thằng Kim Mao, Hoàng Ngọc, hay là còn có tên là Bảy Gà, hoặc là Kim Mao TV thích sự thật. Đó, thằng đó là một, con Hoàng Kim Dung ngoài Bắc và con Đinh Thị Lan, LS, ha, Đinh Lan Lan Đinh này nọ đó, thì bây giờ thưa với đồng bào, nó dư tiêu chuẩn để đi vào cái 331, dư tiêu chuẩn luôn. Nó lấy cái tư cách nào mà nó đòi tiền, nó nói rằng nó bị thất thoát kinh tế, một cái quán rượu của nó mà nó tính 3 tỷ. Nó đưa ra mỗi ngày, nó đưa ra cái vấn đề gì, nó đưa cho ngồi, nó live stream với bà con, nó live stream với các fan của nó. Nó nói toàn những cái điều dẫn dắt dân chúng, mẹ nó bệnh nó cũng đổ thừa cô Hằng. Tất cả cái gì nó cũng đổ thừa cô Hằng hết. Nó ra ngoài nó chọc thiên hạ chửi nó cũng nói rằng đó là tội ác của Nguyễn Phương Hằng. Rồi các đồng chí đứng xung quanh mà cản, không cho người ta đánh nó, không cho người ta tấn công nó đó. Thì nó nói rằng đó là cảnh sát ở cái viện kiểm soát này hay là cái viện tối cao thành phố Hồ Chí Minh không bảo vệ được. Để như vậy hay sao? Nó la rầy người ta như vậy. Vậy là nó có quyền gì? Xin được cảm ơn quý vị. Chính Tiền Giang nghe tới đâu sẽ đáp ứng tới đó. Nghĩa là nói đúng trọng tâm. Và quý vị cứ kiểm chứng lại Chính Tiền Giang nói đúng hay không? Quý vị cứ kiểm chứng lại. Trong cái mùa Covid này, Chính nói lại, ngay cái mặt bằng nhà của Chính Tiền Giang cũng bị mất đi rất nhiều khách, mất đi, Chính đóng cửa gần 6-7 tháng mới cho thuê trở lại đó quý vị. Chứ ngày xưa đó, không để bản hiệu, không cần môi giới, mà người ta tới tấp người ta hỏi mình để người ta thuê, mà bây giờ phải cần tới môi giới đó quý vị, mất nguyên một tháng tiền nhà luôn. Đó là quý vị thấy không quý vị? Nó Chính nói thiệt, những lời nói của Chính hoàn toàn là sự thật. Nếu cần kiểm chứng lúc nào cũng được hết. Thì bây giờ cái vấn đề kinh tế là chung, nó đừng bao giờ đổ thừa rằng nó tổn thất, vì bản thân nó không thể nào bán được. Cô Hằng có nằm ở trong T30 suốt thời gian như vậy mà nó tính rằng nó bị mất cái Covid, mà trong khi cô Hằng đã nằm trong T30 là ngày 24 tháng 3 2021, mà cho tới tận bây giờ mà nó đổ thừa do cô Hằng mà nó buôn bán không được, mà trong khi ngày nào nó cũng lên nó tố giác người ta, nó khởi tố người ta, nó chửi người ta, nó kêu người ta là con dâm lòn này con dâm lòn kia,
Rồi nó còn điêu là trù rủa cho người ta ở tù chung thân, nó thề bồi đi đầu xuống đất mấy chục lần như thế. Làm đơn thưa hết người này thưa hết người kia, tống tiền Vũ Văn Thịnh không được, bây giờ tống tiền tới cô Hằng luôn. Đó, bây giờ trên quý tòa xin hãy lấy cái công tâm, đừng nghe chính Tiền Giang nói đơn phương, mà quý tòa hay là các công an có thể kiểm chứng rất nhiều khâu, để cần kiểm chứng thì kiểm chứng, chứ không phải đơn phương nghe lời của bên cô chính Tiền Giang nói. Cô chính Tiền Giang chỉ đại diện tất cả những gì nó xảy ra trên cộng đồng mạng. Cô chính Tiền Giang muốn nói như vậy chứ không hề dính dáng gì vấn đề binh hay không binh, hay là ủng hộ hay không ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng. Để xin kính chào và xin được mang ơn tất cả các vị công an, mang ơn tất cả những vị thẩm phán, từ sơ thẩm cho đến phúc thẩm, tất cả ngành nghề nào cũng có người cao quý. Chúng tôi rất tin tưởng vào pháp luật của đất nước của chúng ta. Và tôi cảm ơn, xin được cảm ơn tất cả các YouTuber đã hỗ trợ mọi sự việc chúng ta. Cần thì coi như là chúng ta sẽ lên tiếng để giúp đỡ cho mọi sự việc. Sự thật nó ra sự thật, điều dối trá phải được lộ nguyên hình ra, điều dối trá. Xin được cảm ơn bà con đã nghe lời, nghe bài của chính Tiền Giang nói chuyện. Xin tất cả cảm ơn các YouTuber, các luật sư đã ủng hộ cái công việc của cô Hằng suốt thời gian qua. Thì mới đây nè, thì cái chuyện mà thấy con Đinh Thị Lan đó, nó thức nó ngủ như thế nào nếu mà nó sơ sát, quý vị nhìn thấy cái hình nó giống như cái, giống như con ma đó. Thấy tội quá ha quý vị ha. Cũng là con người với nhau. Mà cái sự cao thượng này á, tại làm sao mà nó lại dồn hết cho cô Hằng mới là chết. Quý vị thấy chưa, cái này làm sao cô Hằng có tự chọn được đâu. Nhưng người ta sống rất tự nhiên. Không quý vị, người ta sống rất tự nhiên. Nhưng mà cũng là do tu hành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên người ta mới biết cách ta xử sự như vậy đó quý vị. Bây giờ con Lan nó muốn như vậy đó, nó cố gắng nhiều lắm nó mới được như cô. Bề nào cũng vậy quý vị, nó phải cố gắng thật nhiều nó mới được như cô. Thế cho nên á, mới đây nè, một trong những cái YouTuber trung thành với cái drama cô Hằng đó là có anh Kiệt Tuấn Đạt á. Anh biết anh chọc ghẹo nó làm sao mà nó nói vậy nè quý vị. Kiệt Tuấn Đạt nghĩ sao nói Đinh Lan này ganh tị với tù nhân làm gì. Tôi quan sát thấy thương cho phạm nhân Nguyễn Phương Hằng đi tù tóc rụng hết nên phải nhuộm chân tóc, nhuộm luôn da đầu cho đỡ thấy xác sơ đó Kiệt Tuấn Đạt. Làm gì có chuyện đó. Tôi nói quý vị nghe, nếu mà cô Hằng mà cô muốn nhuộm thì người khác nhuộm cho cổ á, thì nhuộm làm sao nhuộm, chứ đâu có đến nỗi mà nhuộm trời đến như vậy. Mà tại vì biết sao, nó đã ghét rồi đó thì tất nhiên là cái gì của cô nó cũng ghét, quý vị thấy không. Cho nên mà đã cái dòng mà người ta nói là yêu nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau mà bồ hòn nó cũng méo. Mà ghét nhau ghét cả đường đi ha, thương nhau thương cả tông ti họ hàng, hay là thương nhau thương cả đường đi mà ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Cái gì người ta nói vậy? Thật ra con nhỏ này nó hết đường, nó vô trong đó rồi. Hôm nay nó gặp được cái đối thủ của nó rồi đó. Nó mong làm sao nó kiếm cho nó uống để cho nó phát biểu cho nhiều thật nhiều, như là một nhà diễn thuyết vậy đó. Nó giống như nó đang ngồi live stream cho các fan của nó đó quý vị. Nó nghĩ là như vậy đó. Người ta sẽ ngoan hiền ha, tất cả kêu là thẩm đoàn á, các cái hội đồng mà xét xử đó, người ta sẽ ngoan hiền yên lặng ha, ngoan ngoãn như là học trò mà lớp 1 rồi, nó ngồi im để cho nghe nó nói mấy ông. Nó giống như nó ngồi live stream với các fan của nó đó. Không quý vị, thành nó nghĩ như vậy, thành nó đi kiếm chai nước uống để nó nói, ai nhà không được nói gì trên, đụng ra một câu là bị rầy à, thậm chí mà cái danh xưng á, thì có cái bà nó bắt lỗi, bà biểu ở đây không có cô à, trên đó là thưa hội đồng xét xử trên nó, ở đây không có cô gì trơn. Trời đất ơi, cái chuyện đơn giản, cái chuyện mà kêu là nó cơ bản đơn giản mà cũng bị tao bị rầy nữa. Sao mày kỳ quá Lan ơi, tao rầu mày quá đi. Rồi bây giờ cái chuyện của cô, cái đầu của cô nhuộm sao thì kệ cô đi. Mấy mốt mày cũng nhuộm tới giờ nè, mà tóc của mày có bộ hai chai mới đủ á. Trời ơi, hơi đâu mày nói mày ơi, mà anh cứ tính tiền mà cũng tức cười thiệt. Nhắc lại tôi không chế nhạo Nguyễn Phương Hằng vì hoàn cảnh bà ta như thế này. Tôi chỉ nói với Kiệt Tấn Đạt, nó nói tôi ganh tị thì tôi nói rằng tôi là người đang tố cáo Nguyễn Phương Hằng thêm tội danh, thêm án tù vì những hành vi vi phạm pháp luật của bà ta và 40 YouTuber. Đó quý vị thấy không? Nó thành bệnh rồi, bây giờ là bệnh lý rồi quý vị. Cái bệnh này là bệnh cố chấp. Mà tao nói cho mày nghe, mày đâu có tố cáo mà được cái gì đâu, bằng cớ là nhờ có mày đó mà mày lên trên đó mày đòi cái vụ mà cái phiên phúc thẩm này mày với con Đặng Thạng Ni đó, kháng cáo đó. Phải không? Mấy người kia kháng cáo là nó xin giảm án và xin được án treo. Còn tụi bay là kháng cáo mày với Đặng Thạng Ni. Mà mày thấy không, mày nói mày lên mình làm cho bà Hằng á là thêm tội danh hả? Hồi nào? Được cái con móc xì. Cái bản thân mày đang mà mơ ước mà cái 3 tỷ táp, trời hồi đàn bào đã tưởng 3 tỷ cho thưa quý vị, không ngờ con này nó tham quá trời. Mỗi một ngày đó nên nó cộng trừ nhân chia kiểu nào á, nó coi như cái quán rượu nó bán đắt đến mức độ á, là từ ngày đó tới ngày đó nó tính thêm 800 triệu cho cô đó, thành 3 tỷ 8 luôn quý vị.
Trời ơi, mày tính riết tao buồn, mày cười mày quá đi Lan ơi. Mày nói mẹ nó đại 50, 60 tỷ đi, mày nói đại nó một lần một cho nó rồi đi. Trời đất ơi, mà tôi nói quý vị nghe, nó lên nó nói vậy đó quý vị. Lên có nói được câu nào đâu, và trên tòa người ta còn nói rằng là giảm án cho cô Hằng 3 tháng, tính từ ngày 24 tháng 3, chứ không phải 26 tháng 3 quý vị, bữa hổm nghe lời theo nói sửa lại chứ 24 tháng 3. Người ta tính từ 24 tháng 3 cho đến cái ngày, ngày mà kêu là được coi như là 3 năm, là tức là 36 tháng mà giảm 3 tháng, tức là còn lại 33 tháng. Thì quý vị làm trong giỏi quý vị nghĩ coi là chừng nào cô ra. À, nhưng mà vừa rồi đó, một cái hình ảnh cảm động, có thể rơi nước mắt đó quý vị. Là cô đồng bằng lòng cô ở tù thay dùm cho ba cái nhân viên của cô là Cửu Tân, cô Mai Nhi và cô Thu Hà. Nhưng mà theo chính nghĩ rằng cái đó là lòng tốt của cô, cao thượng của cô. Nhưng mà không có thể được đâu, theo chính nghĩ không được. Trên tòa có thể suy xét lại để giảm án tiếp, hay là cho ân xá, hay là có thể hưởng án treo cái phần còn lại. Chứ còn để cho cô Hằng mà bị tù đó thì không phải chuyện của cô Hằng, là cô Hằng, mà bất kỳ xảy ra cho người khác cũng không được đâu đâu quý vị, không được. Không có được có cái chuyện mà người này làm mà người kia mà bị, mà thật ra cái chuyện này có cô dính líu vô chứ. Nhưng mà tòa không có xử đâu, không có chấp nhận đâu. Để rồi quý vị coi, chính không có quen biết ba cái vụ mà luật pháp đâu, nhưng mà mình nói theo cái cảm tính của mình đó quý vị. Thì coi như là chưa, hồi đó chưa có cái tiền lệ mà người này ở tù thế cho người kia. Đó. Thì bây giờ cái con nó lại gái nổ nữa nè. Cái thân của nó đó, nó xin nó đổi thẩm phán không được. Cái thân của nó xin một ly, một chai nước không được. Mới giờ đứng ở ngoài cửa để coi ai có biết mình welcome, mình giơ tay welcome với mình hay không. Trời thần ơi, một đám nó túi vô nó kêu là lăn chó, rồi à, Lan ác độc, à, Lan đi đầu xuống đất. Rồi ôi nó kêu quá trời đất rồi đó, là cái gì quý vị, nó hét lên, nó biểu rằng tại sao mà mấy tụi bay đứng đây đại khái rồi nó ra giống như là lịnh bà đó, phải không? Nó chỉ mấy anh công an đó. Bây giờ đó, để cho nó quay cho cả nước biết tội ác của Nguyễn Phương Hằng nè. À, tại sao mấy người không biết bảo vệ tôi mà mang tiếng ở đây là tòa án tối cao. Nó bắt kêu là nó cứ giận cái chém thớt đó quý vị. Hết YouTuber thì đổ qua cho đầu công an. Trời ơi sao công an khổ vậy không biết nữa. Tụi tôi YouTuber gì đó đã đành, vì sao cũng có nợ ân quán với nó, bởi vì nó nói cô Hằng tụi tôi nói lại nó coi là có ân quán đó, thì nó chửi tụi tôi, nó đòi thua tụi tôi thì cũng đã đành. Còn mấy anh công an đó, anh biểu đi vô ăn cơm đi bà ơi, đại khái hay ăn cái cô vô ăn cơm đi, chị vô ăn cơm đi. Thế mà nó cũng nói nè, cơm đâu ăn. Trời đất ơi, có một cái người nào mà kêu là nó làm mẹ thiên hạ, nó nói người ta làm mẹ. Bởi vậy nó nói cô Hằng làm mẹ là tại sao, để cái chức mẹ này để tao, chức bà chức mẹ để tao, chứ sao mày dám giành cái chức đó của tao. Bây giờ đi vô trong đó xin đổi thẩm phán không được, người ta bắt. Rồi muốn nói cái nào ra cũng bị bắt bẻ và bị cắt ngang. Vậy mà nó về nó khoe, nó nói với cộng đồng mạng, với tụi nó đó, nó hiểu rằng chính nó muốn lên, nó thưa bà Hằng, nó cho có tội danh thêm. Có không? Trời ơi sao mày không biết nhục là cái gì vậy Đinh Lan? Trời ơi có lúc nào mày làm ơn làm sao mày có cái sợi dây thần kinh, cái sợi thần kinh của mày đó, cái sợi thần kinh nhục của mày á, nó đứt rồi hả? Nó đứt hay là nó bị teo? Lý nào mà trời đất ơi, mày sao mày xạo vừa làm cả nước này không ai biết cái vụ phiên tòa đó. Ha, mày làm như mày, cái clip của đồng chí Lý Lắc mới vừa chiếu xong nè quý vị, 100+ lượt view nè. Trời thần ơi, nó coi như là mày không được cái gì, mày muốn yêu cầu gì ở trên người ta bác hết trơn. Thậm chí một cái tiếng kêu cô á, mà một cái bà mà trên hội đồng xét xử bà cũng sửa lưng mày đó. Ở đây không có cô. Trời ơi, nó quê, nó nhốt. Nhốt còn hơn con cá nộp. Vậy mà không chịu lo. Trời thần ơi, giờ nó khoe quá vậy, nó nói rằng nó lên nó thưa Nguyễn Phương Hằng thêm tội danh. Mày thưa được tội danh nào nhờ có mày mà vụ này nè, mà cô Hằng được giảm 3 tháng dù cô Hằng không kháng cáo. Bà con nghe rõ chứ, cả nước trong nước và ngoài nước nghe rõ phải không? Trời thần ơi, nó xạo nó đía, tao nói nó nhục quá rồi, bây giờ nó không biết nó cứ lấy, nó càng rửa nhục chừng nào thì nó nhục thêm chừng đó nữa. Mày biết cái mặt của mày giống như mình dính mực đó, Lan ơi. Mày rửa chừng nào cái dính mực này nó lan hết trơn cái mặt của mày luôn, lông mày, con mắt của mày, dính trắng của mày, ha, cái chân tóc của mày nó lan hết trơn rồi. Ha, thôi rồi con ơi, mày im á thì cái dính mực dính nhơ này nó sẽ từ từ nó biến mất. Còn mày càng nói, mày càng phân trần, mày càng kể lể, mày càng khoe đó ha, mày nhục thêm nữa. Trời ơi, cô Hằng nhờ mày đó. Tất cả cái ekip của cô Hằng đó quý vị, nhờ con này nó lên, nhờ nó có mặt mà người ta mở cái phiên tòa này đó, để người ta xử lý những cái gọi là kháng cáo, thì nhờ như vậy là được kháng cáo đó quý vị, để được giảm án rất nhiều. Người nào cũng được giảm án hết trơn. Trời đất ơi, mày nói thêm tội danh nào? Cái tội đó để dành cho mày hay sao? Mày chuẩn bị cho mày thế chân cô Hằng hay sao? Trời ơi, cái con này nó nói ra câu nào là tôi hết hồn câu đó quý vị. Thiệt tình luôn, tôi nói quý vị nghe, tôi nói tôi chưa có từng thấy ai mà như nó hết trơn.
Nên phiên tòa ngày 4 tháng 4, 2024 tôi ngồi bàn ghế của người bình thường. Còn Nguyễn Phương Hằng đứng trước giành móng ngựa để khóc lóc, xin giảm án một ngày tù để lấy lại danh dự. Như vậy Nguyễn Phương Hằng có gì để tôi ganh tị hả? Kiều Tấn Đạt. Trời đất ơi, bây giờ nó đang muốn đổi bại thành thắng. Nó gỡ kêu là gỡ me, gỡ kêu là thu me, gỡ bài cào. Thằng Kiều Tấn Đạt nói hở thở câu nào thì nó tính câu đó trơn, nhưng mà tức cười không? Đứng trước giành móng ngựa, nhưng mà người ta ngang nhiên, người ta nói, người ta yêu cầu có một cái điều gì đó chính đáng. Còn bây giờ mày không đứng trước giành móng ngựa là tại vì người ta chưa cho mày lên tới cái chỗ đó mà đứng thôi. Nhưng mà mày thấy không, mày nói câu nào ra là mày bị chận ngang ở trên mày, muốn cứ là muốn ta nói cho mày nghe, mày tức ói máu luôn á. Mày tức luôn đó. Bây giờ sao mày có thưa cái bà mà bắt lỗi, mày đừng kêu bà bằng cô, mày tính thưa bà luôn không? Nhớ không? Thưa luôn nha. Để cho nó đủ. Trời ơi, nó diễn tả từng chút một cái chuyện mà cái quy trình của người ta trong cái diện mà tối cao của người ta, cái quy trình của người ta. Người ta kiểm soát coi mình có đem dao, đem kéo hay là đem một cái gì mà có nguy hiểm cho cái phiên họp đó hay không. Một cái cuộc xử án như vậy đó. Vì có một lần quý vị biết không, có một người cầm dao mà đâm một cái người mà đi thưa kiện mình á, chết tại trước mặt quan tòa luôn. Còn ở bên Mỹ có một cái trường hợp là con bà bị hãm hiếp. Thì cái thằng mà đem ra xử án cũng đang dẫn mặt, đang cười. Thì cái bà tội nhân này đó, ấy cái bà mà kêu là mẹ của đứa nhỏ đó, nó không biết tại sao mà bà có súng được đó. Bà giờ bà bắn nó tại ngay phiên tòa luôn quý vị. Trời ơi, bà chơi một dây đạn luôn, nghĩa là ngay chết ngay phiên tòa mà đó là vụ án có thật á. Quý vị thấy ghê không? Tức là cái thằng này nó đang chối tội mà nó hại con của bà như thế nào, nó hãm hiếp và nó giết như thế nào đó. Thì bà mới đi kiện nó, nhưng mà nghe nói là tòa án xử nó chưa là chưa có đến mức độ mà cho nó vừa ý của bà, vì bà thù quá. Bà hận quá đứa con của mình, thành ra bà cầm một cái súng ở đâu đó mà bà bắn nó cả dây đạn luôn đó. Nó chết tại ngay tòa án luôn. Cái đó là chuyện bên Mỹ nha quý vị, có thật đó. Vụ án có thật. Rồi bây giờ đó, chuyện của Việt Nam á, là tôi có đọc một cái tin đó, là cái thằng đó nó kêu là nó đang đứng trước giành móng ngựa mà nó quay qua nó đâm cái một cái ông mà hình như cái ông đó đi thưa kiện nó đó, chết tại trước mặt quan tòa luôn. Thành ra đây là một cái giống như là dần một cái luật đó quý vị, bắt buộc là người nào có mặt trong phiên tòa, dù là nhà báo hay là báo đài mà tác nghiệp, hay là bất kỳ là một cái giai chức nào vậy đó, cả ngay mà mấy ông luật sư dự ở trong đó 12 ông á, vẫn bị kiểm tra giống y như nhau. Tự nhiên không biết người này sẽ như thế nào, người kia sẽ như thế nào đó. Mà anh em nó nói, nó khoe, nó nói rằng nói lên nó thưa cô Hằng để cho cô Hằng có thêm tội danh. Mày có điên không? Mày có quên không? Cô Hằng được giảm án đó mày. Mà hy vọng rằng 30 tháng 9 hoặc là cùng lắm là 2 tháng 9 hoặc là 30 tháng 4 sẽ có một cái ân xá. Vì 30 tháng 4 là ngày lễ lớn mừng 50 năm cách mạng đó quý vị, giải phóng miền Nam đó. Là 50 năm. Thành ra nó có khả năng là nhà nước sẽ giảm án cho cô Hằng và ekip của cô Hằng. Mày nghe chưa? Cô chính nhắc cho mày nhớ nó. Mày uống thuốc chưa vậy Lan? Hả? Trời ơi, con nhỏ này nó nặng quá rồi quý vị ơi, nặng quá rồi. Rồi ha quý vị. Hôm qua Kiệt Tấn Đạt nói một viên kim cương đính răng bà Hằng cũng đủ cho Đinh Lan ăn cả đời không hết. Trời ơi, anh Kiệt Tấn Đạt mày thiệt tình luôn, anh chọc gì dọc dữ vậy Kiệt Tấn Đạt ơi. Nó đang mà thua me mà anh còn đưa bài cào cho nó gỡ nữa, thiệt khổ ghê luôn. Nó đang hận bà Hằng và nó hận ở trên tòa là không cho nó xin cái gì cũng không được hết trơn ha. Không ai chào nó một câu, không ai thèm đếm xỉa nó một lời. Xem nó giống như là một cái đứa nào, như con rơi con rớt của ai á, bỏ bên đường á. Còn cô Hằng đó là kêu là con cầu con khẩn á, vô ai cũng chào như theo lời của nó nói đó quý vị, chứ chính không có biết nha. Nó hoàn toàn nó diễn tả rằng là công an, cảnh sát, nữ tiếp viên, nữ phục vụ ở trong đó đó ha, đều đứng lên chào khi mà bà Hằng bước vô. Nó diễn tả mà. Mà hôm nay đó thì nó lại nói rằng là kêu là giờ bắt đầu nó đang so bì thì cái vấn đề mấy cái viên kim cương đó. Mà thì anh Kiệt Tấn Đạt này chọc lên cái mà chọc tới nhầm cái đứa nó khóc dai mà chọc tới bến luôn. Nó nói rằng một viên kim cương thì cũng đủ một đời cho Đinh Lan ăn mà không hết. Hạt sàn tắm đính răng chỉ có giá 500.000 đồng mà Kiệt Tấn Đạt nói ăn cả đời, chứng tỏ cuộc sống của gia đình Kiệt Tấn Đạt khổ quá nha. 500.000 mà đòi ăn cả đời, đúng là ăn khổ quá mà. Trời ơi, nó nói mát đó mỉa ăn Kiệt Tấn Đạt được câu rồi nó ngủ được mới được đó quý vị. Thôi Kiệt Tấn Đạt ở đây cho nó nói đi. Thiệt đó quý vị, bây giờ nó nói sao không được cái chân mà cơ là chúng tôi hả hê. Nó càng tức chừng nào là chúng tôi mắc cười chừng đó. Không phải là chúng tôi mà dồn người ta vô chân tường đâu quý vị. Không phải gì đâu. Nhưng mà đây là cái cách mà nó trả thù cô Hằng cho nó bằng được. Nó mới chịu, nó ăn thua bằng được. Mà cái đó là chính nó tự tạo ra cái kịch bản này. Còn cô Hằng có là kêu là có cho cái đó cho ai đâu mà biết ăn cả đời hay không cả đời, mà tại ông Kiệt Tấn Đạt cũng giễu với nó. Thì bây giờ cho nó gỡ kêu là thua me, gỡ bài cào.
Nó kiếm mấy cái YouTuber nó chửi ai được nó chửi. Người ta càng thích cười vì sao? Bởi vì nó không ăn chung. Không có ăn chung cái gì hết trơn đó, mà người ta đang vui sướng vì cô Hằng sắp sửa được ân xá và được nhà nước hiểu lại, được quan tòa xem xét lại công minh hơn, sáng suốt hơn ha. À, công minh công bằng hơn, sáng suốt hơn là nó công bằng. Cô Hằng sung sướng là được sống ở trong cái vòng tay của pháp luật của nhà nước đó quý vị. Cái đó là một cái niềm an ủi đó. Chứ còn trước kia tuổi thân quá, phải không? Làm bao nhiêu điều lành rồi lỡ ra một câu nói rồi nó xúm vô, nó chửi mình, nó thua mình, mà nhà nước thì coi như là bằng lòng để cho tụi nó bình yên, mà mình thì bị thế này thế kia, rồi những cái người cộng sự với mình cũng bị giả lây. Thành ra cô tuổi thân biết bao nhiêu, mà bây giờ đó thì biết được nhà nước hiểu mình rồi ha, thành ra cô nói cô sung sướng là như thế. Quý vị thấy không, cái bản chất của cô là lạc quan, bản chất của cô là một người tốt, một người đó là nó giống như một phụ nữ mà là trượng phu quân tử đó quý vị. Cô lúc nào cũng nói thôi bây giờ cái khổ này mình chịu đi, mình tuyên bố rằng mình có cái lá gan như thế, và mình có nói rằng một con người đời, con người chỉ một lần chết, làm sao mà cho nó xứng đáng với cái chết của mình. Đó thì bây giờ đó là cô nói bây giờ đã ở tù tới hôm nay là coi như là bao nhiêu tình nghĩa ở trong trại đó quý vị, giúp người ta thương cô quá. Cho nên bây giờ nếu mà cô có về, bảo đảm với quý vị cô sẽ quay trở lại cô thăm cho quý vị xem. Chính nói mà cái gì mà không có đó, sau này là quý vị cứ kêu ghi ra ngoài giấy đi ha. Thứ nhất á là lương lẩu của ba nhân viên này cô và chú rất là đầy đủ và rất là sòng phẳng và rất là coi như là ân huệ thêm. Vì đó là cái chuyện cũng làm bị giả lây như thế. Còn cái phần ông Quân á, chắc chắn rằng chú thay mặt cô tới thăm viếng thường xuyên để an ủi song thân của ông luật sư Quân. Nếu những cái điều này quý vị mà nói là không có, chính sẽ chịu thua quý vị cũng vẫn được hết. Còn cái điểm thứ hai á, là chính cũng đảm bảo là nhà nước luật pháp không có để cho cô Hằng ở tù thay thế cho ba cái nhân viên của mình. Dù thương yêu tới đâu, dù quý cô tới đâu, nhưng nhà nước không chấp nhận như thế. Có thể họ bàn bạc lại, có thể cho hưởng án treo, hoặc là giảm án thêm, hoặc là cho người nhà vô thăm. Đó là tôi nói thẳng với quý vị là như vậy nha. Và cái thứ ba là coi như là cái chuyện mà cô mà không trở lại thăm những cái nơi mà cô đã từng ở, như là T30 là một, và cái chí quà gì mà cô đang ở đó, cho đủ cái thời gian cô thi hành án, cho đủ cái thời gian. Nếu cô không trở lại thăm các đồng chí này á, thì coi như chính thua quý vị, cái gì cũng thua hết trơn. Không phải là thăm một lần đâu mà sẽ thăm dài dài luôn. Là tại vì cô là với chú là người ân huệ ha, cô chú đã mở ra một cái quỹ để cho những em mà nó lỡ lầm á, gọi là bị ở tù hoặc là bị ở trong phòng giáo dưỡng đó, trong nhà giáo dưỡng đó, thì coi như là đã có cái quỹ ở trong đó rồi. Mà bây giờ là cô sống như thế nào mà từ cái người mà phục vụ cơm nước, gọi là hậu cần, hoặc là những người mà cán bộ giám thị ở trong đó đó ha, người ta yêu thương cô. Đó là quý vị thấy không, tự trong nhà tù nói, hoặc là tự ngay con Đinh Thị Lan nó ngồi nó quan sát, nó nói ra là cái bài ngày hôm qua đó quý vị, cái Facebook của nó ngày hôm qua đó, cái ngày 4/4 đó, thì nói bao nhiêu đó thôi là quý vị biết rằng chính miệng con Lan nó nói ra. Nó có cái cảm tưởng rằng tất cả những cái sự chuẩn bị này, cẩn thận này đều để phục vụ cho Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thấy chưa, nó nói ra nhưng nó xác minh rằng nó cái sự mà cẩn mật và cái sự mà ân cần và cái sự mà nghiêm túc và cái sự đầy đủ như vậy nè, chỉ để phục vụ cho Nguyễn Phương Hằng không. Có ai mà đi tranh đấu, mà đi tranh đấu cái kiểu ngu như nó không quý vị. Nó tưởng rằng nó nói như vậy đó để đánh tiếng cho dư luận biết rằng cô Hằng đang mua chuộc công an. Nhưng mà nó không ngờ rằng cái chuyện nó không có thể xảy ra nha. Và điều thứ hai, nó vô hình chung là nó đang nâng cô Hằng lên một cái cấp đẳng cấp. Mà tao nói mày nghe nè, tao sẵn tao nhớ, tao nhắc liền là sao tao quên quý vị. Trong lúc mày thay vì mày hỏi cô Hằng á, ê, tại sao mày vô tù mà mày còn thoa son, mày còn đánh móng chân như vậy, mày sơn móng chân vậy, tại sao mày hỏi câu đó với cô Hằng, mày kêu bảo bằng mày tao phải không? Bao nhiêu đó đâu biết cái đẳng cấp của mày nó ở đâu rồi đó. Mà tao nói tao cái này mày xạo. Sức mấy mà mày hỏi bà như vậy? Mà nếu mày có hỏi là bà không thèm trả lời. Mày nên nhớ như vậy đó. Bà đã gác cái chân lên trên, nếu theo mày nói là bà gác cái chân lên trên cái bàn sau đó, thì làm sao cái mặt mày để cho bà trả lời là ở An Phước hay không An Phước. Mày nên nhớ nha. Và cái điều thứ hai tao muốn nhắc mày nè, cái này quan trọng nè quý vị. Tại sao mày đứng trước mặt bà Hằng, đây là một cái cơ hội có thể mày không có lại lần thứ hai. Tại sao mày không có hỏi bà rằng chị Hằng ơi, em có ăn cắp hột xoàn của chị hay không? Để cho có một thằng YouTuber nó dám mà nó nói em vậy, nó nói hay nó nói tao vậy đó, mày coi ra hột xoàn của mày có mất cái hột nào hay không? Mày tuyên bố cái câu này lớn lớn giùm tao đi. Sẵn đây đó mày nói giùm cho bà con ha, trong và ngoài nước biết rằng tao không có ăn cắp hột xoàn của mày. Trời đất ơi, tại sao câu này mày không nói? Cái này là mày phải nói chứ. Trời ơi, tao nhắc mày làm đơn hoài, mày không làm thì bây giờ mày đứng trước mặt bà, thay vì mày đi hỏi cái chuyện mà nhiều chuyện, cái sự nhỏ nhoi của đàn bà đó. Cái người ta nhuộm tóc thì cậy cha người ta,
rồi cũng đem để ý vô, rồi người ta đeo hột sòn hay hột bẹt gì cũng thi kể tía người ta, mình không có rồi thôi nuốt nước miếng đi. Nhưng mà cái cơ hội nó quan trọng mà bằng vàng luôn, là cái giờ nghỉ án đó quý vị. Thì mày bước tới mày đã hỏi bà cái vấn đề tại sao mày được tha son, tại sao mày được đánh móng chân móng tay, thì tại sao con không hỏi cô Hằng rằng, tao nói cho mày nghe, nó mấy thằng YouTuber nó nói rằng á, là mày lấy mày lấy hột sòn với sổ đỏ này mày mướn tụi nó để chống tao phải không? Thứ nhất, thứ hai nữa là tao hỏi mày có mất cái hột sòn này hay không? Trời ơi, nó dám nói tao ăn cắp hột sòn của mày đó. Vậy thì bây giờ mày lên tiếng giùm tao đi ha. Được hay không? Đó quý vị thấy chưa quý vị? Những cái chuyện đáng làm mà không làm thì trong cái giờ nghị án đó nó sẵn hỏi à, mày muốn kêu cô Hằng bằng mày tao hay là bằng chị đó, đó là cái quyền của mày, cái sự mất dạy của mày, cái trình độ ăn học giáo dục của mày tao không có bàn vô. Nhưng mà nếu như mày hỏi đó thì cái chuyện mà đáng hỏi nhất á là mày hỏi như vậy nè, mấy đứa YouTuber đó ha, mày làm sao mày năn nỉ tụi nó đừng có chửi tao nữa ha. Tao chửi mày thì được, nhưng mà đừng để cho tụi nó chửi tao. Thứ nhất, thứ hai rằng cái hột sòn của mày có mất hột nào hay không mà nó dám nói tao ăn cắp hột sòn của mày á. Trời đất ơi, tại sao cái điều này mày không có chịu nói ra? Ngay mày gặp cô Hằng lần này lần thứ, coi như là lần cuối đó Hằng, Lan ơi, mày gặp cô Hằng lần này là lần cuối, tao báo cho mày biết trước, tao tiên tri cho mày biết trước, lần này là mày không bao giờ gặp được cổ nữa. À, còn cái chuyện của mày đi thua ở đâu đó thì kệ mày, cái đó là cái chuyện của mày. Mày ý mày biết này biết kia là mày tha hồ mày thua đi, mày nói là thánh kiện mà. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nha, tao sẽ nhờ cái kinh của đồng chí Lý Lắc đó thưa bà con. Tôi sẽ nhờ cái kinh của đồng chí Lý Lắc này để khi nào tôi nói trên tòa và các công an mạng á, nhớ dùm cho một điều là con Lan nó vu khống cho cô Hằng không biết bao nhiêu chuyện trong suốt thời gian 3 năm. Ha, 3 năm là nó chửi cô Hằng không biết bao nhiêu chuyện, nó chửi chú Dũng không biết bao nhiêu chuyện. Mà cái điều mà chính Tiền Giang vẫn đau đớn trong lòng là nó chửi rằng chú Dũng cô Hằng đi ra miền Bắc để đi kết cấu với các cựu chiến binh tấn công công an Sài Gòn. Thì coi như là chính không bao giờ tha thứ cho con Đinh Thị Lan này, cái chữ tha thứ nè, tức là chính sẽ nói hoài. Dù rằng ai nói rằng chính có cái tánh mà kêu là tri cùng đuổi tận á, thì quý vị sẽ hiểu được là chính không phải có cái tánh đó. Nhưng mà cái vấn đề mà đụng vô quân đội, đụng vô quốc phòng, đụng vô những người lính ha, là coi như là những đứa con mà kêu là danh dự của đất nước đó, những người kêu là lính Bắc Hồ này, bộ đội Bắc Hồ đó, mà nó dám đụng vô cái danh dự của mấy người này và nó quy cái tội đó cho ông Dũng với bà Hằng, thì đối với chính Tiền Giang có điều kiện là chính Tiền Giang nhắc lại, nhắc làm sao để cho cộng đồng mạng, cho các công an cộng đồng mạng là một, thứ hai là các vị tòa án ở tối cao hay là ở một cái mức độ nào, ở mức ở cái tòa nào đó ha, cái mức của các tòa đó, thì hãy chú ý rằng là chính Tiền Giang không bằng lòng một người nào dám nói xấu cái danh dự của bộ đội Bắc Hồ. Cái lý lẽ là như thế này nè, cái đó là vấn đề chia rẽ dân tộc nha quý vị. Chứ còn bây giờ nếu nói rằng bộ đội có xấu hay không, làm sao không có người này người kia nha. Nhưng vấn đề ở đây là vấn đề chia rẽ dân tộc bằng cách là đi ly gián bằng cái cách đó, nói người này kết cấu người kia để làm cái này cái nọ, là quý vị thấy rằng đây là cái là ảnh hưởng quyền lợi quốc gia là cái chỗ này. Vấn đề mà đụng chạm vô danh dự của cá nhân là chuyện khác, nó đã là gây mất đoàn kết của người dân trong nước rồi, nó làm náo loạn rồi, huống hồ chi mà dám đụng vô tới vấn đề quân đội ha, cái tình đoàn kết này nọ, là quý vị thấy là cái này là tội nặng ghê lắm. Và một điều nữa là nếu cần mở rộng một cái tòa án thì bây giờ bắt đầu sẽ lôi ra những người chống phá cái khu du lịch Việt Nam và cái quỹ từ thiện của hai ông bà, là thí dụ như là đòi phá cái công ty mà của hai cô chú nè ha, rồi phá vô cái quỹ Hằng Hữu nè ha, rồi phá vô những cái ốc si này nọ lung tung đó. Thì nếu mà cần nó, nếu mà có một phiên tòa nào nữa đó, nếu mà có chuyện nó xảy ra thì sẽ mời cô Diệp lên để cô Diệp cổ sẽ làm sao khai ra tất cả những con người đang núp lùm ha, đang ẩn danh để mà thọt kêu là bàn tay đen đúa ở trong bóng tối này, để suối người này cái nọ. Rồi Đinh Thị Lan à, trước khi cô Chính dứt lời đó, cô Chính nói cho mày bé nghe đó, là mày có nói rằng bây giờ mày nói mày lỗ phải không ha, tao đã nói mày rồi, trong cái thời Covid này đừng có nói chuyện lỗ hay lời ở trong đây, mày đừng có xạo nha, mày xạo mày tham quá đi, mày tham quá đó thành cái 3.8 tỷ này đó chắc chắn là cũng không có rồi, trong cái là không khí đó ha, là kêu là vàng mã đó biết không. Mà mày nếu mà mày còn có được quyền mà lên, chắc cũng chừng mình đội lên tới 4-5 tỷ luôn đó quý vị ha, nó còn đi lên trên cao mà, để coi nó đòi cái số này bao nhiêu nha. Tao nói cho mày nghe, mày cứ giật đòi đi, tao chúc cho mày thành công. Nhưng mà tao mày nên nhớ một điều nha, những cái gì mày nói cô Hằng thì mày coi là cái án của mày vẫn còn treo trên đầu của mày. Và cái vấn đề nữa là mày hứa mày đi bằng đầu thì mày lo mày đi bằng đầu nha. Và một cái nữa đó,
là mày hai cái vấn đề á, ba vấn đề. Thứ nhất là mày dám nói cô chú á là kết hợp với cụ Thương với binh để mà tấn công Sài Gòn. Thứ hai nữa là mày mang cái tội danh ăn cắp hột sòn của cô Hằng. Và cái thứ ba nữa là mày đi ngủ với Trần Văn Sĩ. Mày mà không giải quyết được cái này là coi như là vứt, người ta nói cái mặt của mày là vứt đi đó. Chứ không phải gì trên. Còn Kiều Tấn Đạt mà nói ba cái hột sòn gì của cô Hằng đó, chuyện nhỏ. Kiều Tấn Đạt nó đang chọc mày đó, nó thấy mày thèm quá đi, mày là cái con mê tiền muốn đi tống tiền người kia đó. Đó Kiều Tấn Đạt nó đang trêu mày đó, ở đó mà cho mày trả lời cái chuyện đó, phải không quý vị? Thôi là chính Tiền Giang xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và nói chung lại là cô chính rơi nước mắt khi mà thấy hình ảnh của cô Hằng đứng lên nói rằng xin được ở tù thế cho ba cái người nhân viên của mình, phải không quý vị? Bởi vì tao nói nhiều khi đó, cái tình ruột thịt đó cách khác, nhưng mà những người cộng sự với mình là thiện tri thức của mình đó, nó là cách khác quý vị. Mà chúng ta hữu duyên lắm đó, chúng ta mới gặp được một người tốt trên đường đời này. Chứ còn kể cả vợ chồng tay ấp mặt gối với nhau mà sống thiếu sự thành thật của nhau, sống mà kêu là nơm nớp không biết là người đó sẽ như thế nào, khổ lắm đó chứ. Bên ngoài thấy đẹp đôi lắm, nhưng mà đi đâu xây lưng qua một cái không biết cô ta làm cái gì, không biết anh ấy làm cái gì, đánh bài đánh bạc hay là có ôm cô nào nữa hay không. Ngược lại là tôi đi, tôi xây lưng tôi đi đó, không biết là cô ta ở nhà có đánh con đánh cái hay không, là có mê bài bạc hay không. Nói chung là như vậy quý vị. Thành ra nó chính mới nói nghe thấy hình ảnh của cô đó rất là thương, thương lại càng thương đó. Nhà cô sẽ trở lại nha quý vị, cô sẽ trở lại Chí Hòa, trở lại T30 để thăm các cán bộ trong đó. Nếu không có là quý vị đừng có kể chính là cô chính Tiền Giang nữa. Chính sẽ nói láo giống như mấy đứa kia vậy đó. Chính nói thiệt chứ quý vị, đây là những con người trọng tình trọng nghĩa, mình đang ủng hộ đúng người đó quý vị, đi đúng đường rồi đó. Đừng có ai bỏ cái ý định mà không ủng hộ cho cô chú. Rồi bây giờ về sau này cô chú đi ra, cô ra khỏi tù thì cô sẽ làm tiếp tục cái từ thiện thêm một cái hình thức nào đó. Chúng ta cũng đừng có dội thất vọng. Bây giờ bà ra tù rồi bà không có chịu làm này, bà không chịu làm kia. Đừng nên nghĩ như thế. Mỗi cái gì nó cũng có duyên của nó hết. Nhớ câu đó nha, cái gì nó cũng có duyên nó. Duyên còn thì nó còn, duyên hết thì nó tự nó hết. Nhớ là như vậy. Nha không thưa quý vị. Cô với chú giờ cô trở ra, rồi chúng ta nói giờ chúng ta thần tượng cô, ủng hộ cô, bây giờ cô ra xong rồi cô không làm cái đó hay là cô không làm cái kia theo ý của mình á, mình nghĩ như vậy đó, rồi mình cho cô là thế này thế kia là sai nha. Đừng có sai như thế. Ai cũng là con người, chỉ có con người này hơn con người kia là cái vấn đề, cái tâm lý và cái ý chí của mình, phải không quý vị? Mà ý chí thì gọi là tích cực, nhưng mà cái duyên nó đã không được nữa thì có thể người ta không làm, người ta làm cái khác. Bất cứ một cái gì tốt đẹp ai đeo đuổi được thì người đó đều được hưởng hết, chứ không phải riêng gì cô Hằng với chú Dũng đâu nha. Tất cả những cái điều thiện này trên thế gian này nó nhiều lắm nè. Quý vị đừng có đợi quý vị làm từ thiện lớn lao như cô với chú, mà có thể quý vị chỉ cần cho một cái gói xôi, quý vị chỉ cần chia một cái bộ đồ cho một người nào người ta đang rách rưới hay đang đói lạnh, đó là cũng đã phước báo trong đó rồi. Mà mình làm mình đừng có nói là phước, không quý vị, nữa là mình làm chứ đừng có nói tôi làm cái đó là để phước, không có đâu. Nhưng mà bất cứ một cái hành động tốt nào, dắt một người mù đi qua đường hay là người nào đang lo sợ thì mình trấn an người đó, hoặc là người bệnh người đang đau đớn thì bác sĩ y tá phải nói những cái lời tốt đẹp với họ cho họ có cái hy vọng để sống, như vậy là cũng tốt rồi. Đừng có nghĩ rằng tôi không được như cô Hằng chú Dũng, tôi không được làm từ thiện như cô chú, chắc là thế này thế kia, không có nha quý vị, nhớ cái điều đó. Và ngược lại, khi cô trở về chúng ta vui mừng, cũng đừng thái quá, bình thường quá nó bớt lại đi ha. Đừng thần tượng cái gì nhiều và cũng đừng thất vọng cái gì nhiều hết. Mỗi một người đều có cái nhân duyên của nó hết. Đừng có thấy là sau này cô về mà cô làm cái ít hay làm cái kia nhiều là chúng ta nói ủa sao cô thay đổi thế này kia, không có nên. Đó là cái đó là chính hết sức là khuyên với các bạn là như vậy. Tất cả chúng ta là người, người thì nó có phải có thay đổi, nó là cái luật vô thường, nó giống dĩ là như thế nha quý vị. Thì coi như là quý vị thấy không, một cái phiên tòa không có ồn ào, một cái phiên tòa rất là dễ thương ấm cúng, phải không quý vị? Các quan tòa luôn luôn dành cho các bị cáo hay là người có liên can đều những cái lời nói ôn tồn nhẹ nhàng, lịch sự dễ thương. Chỉ có một cái rằng nếu mà chúng ta đi chịch cái đạo đức đó, đi chịch cái đường lối đó thì chúng ta thấy nó khó ngại. Chẳng hạn bây giờ như Đinh Thị Lan đó, trong khi nó đem ngài Lê Khả Phiêu, nó đem cô Năm Thu và ông Hồng Anh ra để mà nó biêu ríu, chứ không phải là nó cảm thấy thiêng liêng. Trong khi bây giờ cháu Tân nè, cháu Di, cháu Hà đều có dính líu tới gia đình cách mạng hết. Thành ra khi mà luật sư Hồ Nguyên Lễ nói ra những cái cụm từ này nghe nó dịu dàng và nghe ấm cúng đến làm sao, thấy tinh thần yêu nước, thấy những cái gì thiêng liêng mà ông bà cha mẹ chúng ta làm, gọi là
ông ăn mặn cha mẹ mà kêu là làm đức làm phước á, thì con cái được hưởng thôi quý vị. Bây giờ trước mắt là các quan tòa nghe, sẽ thế nào cũng sẽ có một chút cảm tình với ba cái người mà gọi là đồng phạm với người cầm đầu là Nguyễn Phương Hằng, phải không thưa quý vị? À, ông Hồ Nguyễn Lễ cũng nói giống như chúng tôi, nó nói là đây là cái thời gian mà cái Covid nó đang lộng hành, nó đang kiểu là hoành hành trên đất nước mọi nơi trên thế giới và kể cả Việt Nam chúng ta không ngoại lệ. Thì trong lúc đó cô Hằng cũng từng nói như thế này nè, bây giờ các bạn thay vì đi ra ngoài đường nó lây la, thôi ở nhà nghe Phương Hằng live stream cho nó vui. Rồi lúc cô lấy rượu ra cô mời cô uống, rồi cô nhảy cô hót, chứ đâu có phải lúc nào lên cô cũng nói cái này cái kia bậy bạ, mình nói cho là bậy bạ đâu quý vị, đâu phải như vậy. Mỗi một lời cô nói là từ gan ruột của cô mà nói ra, nghe thì giống như là đang chọc khuấy vào một cá nhân nào đó, nhưng mà sự thật ra là chúng ta thấy rõ đó, đó là cái mặt trái của xã hội. Mà thay vì cô khôn khéo hơn đó, cô nói tên này tên kia cô đổi tên hết ha, rồi cô để cô nói, thì cái vấn đề chúng ta nghe chúng ta sẽ nói là giống như cô đang nói chuyện điên khùng gì của ai á. Nhưng mà khi cô đã dám nói lên tên của một người nào thật sự ở trong xã hội này, thì chúng ta biết rằng cô phải là chấp nhận những cái nguy hiểm đang trước mắt của cô. Võ Hoàng Yên này một nhân vật nổi tiếng không thưa quý vị? Một nhân vật ảnh hưởng lớn hay không? 14 năm trời cô lên live stream có một năm mấy thôi. Võ Hoàng Yên thì bao nhiêu clip của Võ Hoàng Yên là nó trên 14 năm, ảnh hưởng trong và ngoài nước của chúng ta đến như thế nào. Và dưới tay của Võ Hoàng Yên đã làm chết bao nhiêu đứa trẻ. Vậy thì khi cô Hằng mà đụng tới Võ Hoàng Yên, thì nếu cô Hằng nói sai, chú Dũng nói sai, thì tầm sao Võ Hoàng Yên tới bây giờ hiện thời nó đang ở đâu và nó đang làm gì? Thấy không quý vị? Thấy không? Đâu có cần ai chứng minh hay là ai kiểm chứng, mà bây giờ mình thấy rõ ràng Võ Hoàng Yên mẹ ở đâu. Bây giờ thằng Bảy Gà, thằng Happy Media, thằng Phi Thiên Ân, tụi bay túa ra đi tìm cho bằng được Võ Hoàng Yên. Hỏi rằng nè, có thấy mấy bữa đài cái vụ án ở trên kia hay không? Có bao nhiêu người dính líu vào cái vụ án này mà một cách nghĩa là rất là quan. Vì cô Hằng muốn tố giác Võ Hoàng Yên và muốn nói lên một thành phần nào của những người mang cái mắt nghệ sĩ, MC, hài sĩ, ha, ca sĩ vân vân, đã làm những cái điều không đúng, nghĩa là hay là mập mờ hay là không được, rõ ràng vấn đề từ thiện. Mà cô làm thì các em này nó là người giúp việc của cô, nó ăn lương của cô, thì nó đi tìm hình ảnh, ha, nó làm những cái phương tiện máy móc, nó thu hình này nọ đó quý vị. Thì có vậy thôi đó. Nó mà mang cái tiếng là tầm phạm và cầm đầu nghe thấy dễ sợ luôn mà chứ. Nhưng mà thôi chuyện gì đã qua đã qua, phải chịu khổ như vậy đó. Giống như là thầy trò, cái là bốn thầy trò Tam Tạng đó quý vị, y chang giống như quý vị thấy không? À, ông Quân đó thì giống như con ngựa phải không? Rồi ba cái người kia đó thì giống như là thầy Thiên Bát Giới, là cô Hằng cũng giống như là thầy Tam Tạng vậy đó, mình nói theo cái cách nào cũng vậy. Gặp nạn 88 cái nạn mà quý vị. Phải chấp nhận. Hễ có Phật là có ma vương. Ha, hễ có công lý là có tội ác. Bởi vậy tại sao tòa án được lập ra? Tòa án được lập ra để cân bằng cái sự bất công trong xã hội, tìm ra tội phạm và răn đe hay là gọi là khai trừ, để làm sao tìm lại cái sự an vui cho đồng bào của chúng ta. Thì bao nhiêu những cái gì nó còn vút mắc ở sơ thẩm, thì lên tới phúc thẩm này để chúng ta thấy các cô, các chú đều hôm nay mà được nghe rõ hơn quý vị. Còn cái sơ thẩm là chúng ta chớp nhắn nó gọi là trích đoạn á, thì chúng ta không có cái cảm xúc cho lắm. Nhưng mà đây là phúc thẩm, thành ra mình nghe thấm thiệt là thấm luôn. Âm thanh thiệt là rõ quý vị, đồng chí Lý Lắc chuyển qua những cái tài liệu âm thanh quá đẹp, quá rõ luôn. Rất là mừng. Và bây giờ nè, Đinh Thị Lan thấy không con? Con ngồi con lẻ loi, mà cũng là nhờ con lẻ loi mà theo như con suy nghĩ lại kỹ thì con thấy cái vòng tay của cô Hằng ôm các nhân viên của mình hay không? Còn cái vòng tay của mẹ con ở đâu? Hả? À? Và những người mà con gọi là đồng chí của con, Đặng Thị Hằng đi ở đâu? Phải không em con? Rồi bao nhiêu những cái người nghệ sĩ mà tặng quà hay cái gì đổ cho con chùm khăn, cái cặp mắt tím như cái bất kỳ mà của giới nghệ sĩ tặng cho con đó. Có đứng ra một người nào hay là có một cái chút nào để gửi cho con những cái lời tin nhắn rằng chị yên tâm đi, không sao đâu. Rồi lấy xe đưa cho con đi một cuốc có sao không? Thằng Đàm Vĩnh Hưng bây giờ nó đang bị chân à, thấy không? Nhưng mà còn nghệ sĩ còn lại kêu, còn thằng Trấn Thành thì nó qua Mỹ nó đang lưu diễn ở bên đó. Rồi vợ chồng Thủy Tiên đó, thì sao con không điện thoại cho vợ chồng Thủy Tiên đi? Con một tiếng nghệ sĩ, hai tiếng nghệ sĩ, ba tiếng nghệ sĩ, tại sao con không nhờ Hoài Linh nè? Con nhờ Thủy Tiên nè, làm sao lấy xe chở cho con bước vô cho đỡ tốn tiền? Quý vị thấy không gì? Cái luật nhân quả nó mù một, quý vị thấy không? Nó diễn tiến một cách rất là hiển nhiên ở trong cái cuộc sống mà tại chúng ta không công nhận và không ghi nhận nó mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ con đi lây láng, nó không thể nào nó công nhận đây là luật nhân quả của nó và của cô Hằng. Nó không công nhận, nó không cam lòng. Mà nó thấy trước mắt đó chứ. Đây là cái miệng của nó nói ra nha quý vị ha.
những cái điều mà nó du dơ, nó nói rằng cô Hằng chú Dũng là lấy sổ hồng với Kim Cương để đi mua chuộc chúng tôi đó, sai biểu chúng tôi làm đầu trâu mặt ngựa chúng tôi, đi chửi bới nó, tấn công nó đó. Cho tới bây giờ nó vẫn đem cái câu này lên nó nói ở trong tòa nha thưa quý vị. Nhưng mà cái điều mà nó thấy như thế này nè, mà chính miệng nó nói ra, cô Hằng đi tới đâu là người ta cúi đầu tới đó. Và coi như những cái sự chuẩn bị chu đáo, hoành tráng, nghiêm túc từ cái khâu mà bảo vệ ha, rồi cái khâu mà chuẩn bị sắp xếp để cho các quan tòa tới làm việc, và cái khâu phục vụ nước cơm cái gì đó, nó nghĩ rằng là để phục vụ cho cô Hằng. Rồi sau đó nó lại mâu thuẫn, nó nói rằng tưởng đâu là của nhà nước là phục vụ cho cô Hằng, ai ngờ đó tiền là tiền của cô Hằng chú Dũng. Vậy nếu là tiền cô Hằng chú Dũng có bỏ ra đó thì coi như là cô bao để cho nhà nước đỡ tốn kém. Thì mày nói là phục vụ cho cô Hằng, rồi một hơi mày đã nói rằng cái này tưởng đâu của nhà nước cái gì đó tùm lum tà la hết. Nhưng mà rốt cuộc đó, cái thân phận của mình là cái người cũng có liên can, cũng là đầu đuôi cũng nói là tương lai là luật sư đó, quen với báo chí rồi đủ thứ hết trơn đó. Nhưng mà tại sao mình có mặt trên đó một cách lẻ loi, không một người nào chào đón mình, tại sao kỳ vậy? Xin một cái chai nước mà cũng không cho, là cái cô nữ cái hộ kêu là hộ cầm này thiệt là hết sức luôn, kể cả chai nước mà không cho. Mà trong khi thấy cô Hằng bước vô thì mọi người cúi đầu gật đầu chào cô Hằng. Tại sao vậy hả Đinh Lan? Tại sao mình biến mình thành trò cười và cái thứ dư thừa như vậy? Như vậy nếu mà hôm nay đấy cháu đem mẹ cháu đi theo thì mẹ cháu tuổi biết là bao nhiêu với cái thân già như thế quý vị. Chị này hơn tuổi tôi mà, thấy không? Ở bên kia đó là mẹ của cô Hằng đó quý vị không? Bà thì chắc có lẽ không phải là lẫn, nhưng mà bà cũng biết rằng con mình nó làm cái điều gì đó là nó có cái sự sắp xếp, nó đã có sự chuẩn bị và chủ động cái vấn đề đó rồi. Thôi thì bà nghe là nghe như vậy. Quý vị không biết hôm hồi đầu tiên đó tôi lo cho bé Hằng Hủ nha quý vị. Tôi có nghĩ tới một câu á, là sợ bé Hằng Hủ nhìn thấy mẹ mình nó bị điệu lên trên xe như thế, mặc dù không có cầm tay, nhưng mà nó nhìn thấy hình ảnh là bao nhiêu công an dây quanh mẹ của nó, tất nhiên là lành nhất ít dữ nhiều. Cái thứ 10 tuổi này nó hiểu đâu quý vị. Bé Hằng Hủ 10 tuổi mà cháu là con trai, cháu rất thông minh. Cháu thừa hiểu rằng mẹ cháu tại sao đi theo công an như thế và coi như vắng mặt ở nhà gần 2 năm nay. Thì chính cũng thay hỏi đồng chí Lý Lắc rằng cháu Hằng Hủ có làm sao không. Thì đồng chí cũng lâu lâu lên trên thăm trên khu du lịch Hải Nam á, thì có nói rằng không sao, cháu nó cũng là con trai, cháu nó ý thức ghê lắm. Cháu nó được một bà vú nuôi đó, thành ra rồi với chơi với bà ngoại này nọ, rồi với cháu mới đẻ đó, cái bé mới đẻ đó, thành ra cháu cũng nguôi ngoai và bên cạnh chú Dũng bao giờ cũng thương yêu hết. Một cái căn nhà chúng ta thấy rõ ràng đó ha, con ông thì ở riêng thì đã đành, nhưng mà con của bà và con chung của chúng ta đó, bây giờ trước mắt là giờ có dâu rồi sẽ có rể, mà cô Hằng cũng sắp xếp như thế nào, con cái của nó nghe con danh dách như thế. Nếu mà trong trường hợp mẹ bị bắt như vậy đó, những cái lời mình nghe là quan túng thế này thế kia là té ra là những cái tin đồn thất thiệt, nó dựng đứng ra một cái chuyện để cho nó làm chia rẽ thêm, làm xáo trộn thêm, nó lại cảm giác như là bên cô Hằng là quậy á, không giống như là cô Hằng là người quậy đó quý vị. Thành ra khi mà mọi sự việc cái chân tướng của nó rồi quý vị thấy không, bởi vì ta nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta hãy ráng sống và hãy ráng tin tưởng như vậy. Trong thời gian đó cái mục tiêu của Đinh Thị Lan là gì? Nhắc lại cái vấn đề bị sỉ nhục hay là bị vu khống vụ Mai Xuân Cường. Nhưng mà nếu con Đinh Thị Lan mà 3 năm nay nó làm thinh mà ngày hôm nay nó đòi cái sự công bằng của nó tôi không có dám nói gì trơn, nó ấm ức để cho nó nói. Chính cô Hằng cũng nói một câu rằng, dạ thưa quý tòa, nếu mà những cái gì mà Đinh Thị Lan đối xử với bị cáo 3 năm trời nay sỉ nhục bị cáo như thế nào, nếu bị cáo mà thua thì Đinh Thị Lan lấy cái gì bồi thường cho bị cáo đây? Quý vị thấy chưa quý vị? Nhưng nó không chịu dừng, nó không chịu nhận rằng những cái gì nó nói trên cộng đồng mạng, người ta có thu lại hết, người ta có chụp hình lại hết rồi, người ta thu âm hết trơn rồi. Bây giờ 40 người mà nó đi thưa hoài, thưa tới thưa lui, thưa đi thưa lại hoài đó, thì bây giờ quý vị sẽ hỏi những cái YouTuber này, người ta có đầy đủ tài liệu về con Đinh Thị Lan, nó chửi, nó thóa mạ, nó chà đạp danh dự cô Hằng với chú Dũng và cái khu du lịch Đại Nam đến cỡ nào. Tất cả những người trong cuộc ai cũng thắc mắc và rất là xót xa cho cô Hằng, tại sao phải chịu một cái con đàn bà nó có thể 3 năm trời nó chửi cô Hằng, nghĩa là như là cơm bữa, như là tụng kinh, như là tụng đó quý vị. Trong cái cô Hằng nói nó một hai lần, và chỉ trong một thời gian chung của cô đó là khoảng một năm, là nói là bao nhiêu clip. Mà bây giờ con Đinh Thị Lan nó chửi cô và nó hạ nhục cái khu du lịch Đại Nam, nó bêu xấu, nó bôi nhọ ông Dũng và cô Hằng suốt 3 năm nay. Quý tòa thấy không? Bởi vì cô Hằng nói một câu rằng nếu mà bị cáo làm đơn thưa Đinh Thị Lan
thì nó lấy cái gì nó đền bù cho bị cáo đây? Quý vị nên nhớ rằng khi mà ra ngoài tòa rồi là không còn thương yêu gì nữa hết nha quý vị. Kể cả vợ chồng tay ấp mặt gối nhưng mà khi ra tòa đó, một cái đôi đũa cũng đòi. Thì bây giờ ngày hôm nay cô ra tòa, nếu cô có cái tâm địa nhỏ nhoi, tiểu nhân ha, nghĩa là thù dai thù dặc, thì cô sẽ kê cái tội con Đinh Thị Lan tại ngay phiên tòa luôn. Dạ thưa quý tòa, vợ chồng của bị cáo có bán cái khu du lịch Đại Nam hay không? Mà con Đinh Thị Lan nó rao đi rao lại gần hàng trăm lần, nó rằng khu du lịch Đại Nam đã bán rồi. Theo quý tòa nghĩ là sao? Một cái cơ sở hàng ngàn tỷ mà bây giờ nó nói nó muốn bán là nó bán. Rồi bây giờ đó là vợ chồng của bị cáo có ly dị hay không? Đinh Thị Lan nó bảo rằng vợ chồng bị cáo đã ly dị và chồng của bị cáo đánh đuổi bị cáo ra khỏi nhà nửa đêm. Và thân phận của bị cáo lý lịch đầy đủ ha. Mặc dầu bị cáo có ba đời chồng nhưng mà hạnh phúc có cưới hỏi đàng hoàng, chẳng qua cái duyên nợ nó ngắn thì nó chừng đó. Nhưng mà Đinh Thị Lan đã chửi bị cáo rằng là làm điếm ở bên Campuchia ha, rồi lăn lòn dâm lòn với Võ Hoàng Yên. Vậy thì quan toàn nghĩ như thế nào? Và với cái tội danh của bị cáo hiện thời bây giờ là cao án cao nhất của bị cáo là 3 năm. Con Đinh Thị Lan nó có thể nói rằng bị cáo phải ở tù chung thân và nó thề rằng nó sẽ, nếu không được như vậy, nó đi đầu xuống đất. Vậy thì nó có nằm ở trong một cái luật nào hay không? Dám đề quyết cho người ta ở tù, trù dập cho người ta để người ta ở tù, giống như là Nguyễn Đức Hiển, phó biên tập của tờ báo Pháp Luật, dám nói rằng mình cũng là công dân, người ta là công dân mà dám nói sẽ làm bằng cách nào đưa cô Hằng vô tù. Những cái câu nói này nó có chạm vào lòng của các quý quan tòa hay không? Nó giống như, để tôi nói một chút xíu chính trị nha quý vị, cũng giống như ông Putin, ông tội lỗi gì mà cứ là trừng phạt ổng đó. Thành ra chiến tranh nó có là như thế đó. Thì cô Hằng cũng vậy nữa, lý do nào mà nói rằng đem cô Hằng vô trong tù rồi hả quý vị? Rồi nói tiếp nữa nè quý vị, cô Hằng sẽ hỏi quan tòa như thế nhà. Dạ thưa quan tòa, chồng của bị cáo có một cái đơn thưa nào của dân cho rằng đi ăn cắp đất cướp đất hay không? Đó, Đinh Thị Lan đã từng rao lên là chồng bị cáo có mấy trăm lá đơn thưa ha, đất sống thần, đất gì gì đó, nó ngồi nó nói như thiệt vậy đó không? À, rồi đó nói rằng là vợ chồng của bị cáo thiếu nợ mấy chục ngàn tỷ. Thì bị theo quan tòa nghĩ như thế nào, danh dự của bị cáo tới đâu đó? Nhưng cô Hằng đâu có nói như chính Tiền Giang, mà chính Tiền Giang chỉ giả dụ mượn lời của cô Hằng để tâm sự là giống quý vị, là thấy cô Hằng khổ cao thượng và cũng không làm mất thì giờ, và coi như cổ đã thầm hiểu trên các quan tòa đã hiểu được cái câu chuyện của cô Phương Hằng và cái sự du khống bịa đặt bốc lửa bỏ tay người ngậm máu phun mặt người đó là do Đinh Thị Lan. Và lúc này nó không dám nói rằng mấy người kia là con cháu cách mạng, ôi thiêng liêng làm sao. Ngay trong giờ phút này ai cũng muốn dựa vào, giống như là nương tựa vào cái cụm từ là con cháu cách mạng, gia đình liệt sĩ, để thấy rằng chứng tỏ cái nhân thân của mình tốt. Còn con Đinh Thị Lan bây giờ mày lên trên đó đó, sao mày không nói rằng trước khi mày gặp mình, mày muốn tố cáo cô Hằng mày nói vậy nè? Dạ tôi bề nào cũng con cái của con cháu ông Lê Khả Phiêu, tôi mẹ nuôi của tôi là mẹ ruột chị Năm Thu, là vợ của bí thư Hồng Anh đó. Tại sao mày không có đem ông Lê Khả Phiêu và bà Hồng Năm Thu ngay trong giờ phút này đi, để làm sao mày thắng được cô Hằng? Mày thấy chưa, ba nhân viên của cô Hằng đều có cái nhân thân rất tốt, phạm tội lần đầu, mà đây mình nói chữ phạm tội cho nó thuận chiều thuận gió, chứ còn ba cháu nó ăn lương nó đi, nó tìm ba cái hình Võ Hoàng Yên, nó làm cái gì làm cái gì, để thành một cái tài liệu để chiếu mà kêu là slide đó cho bà con mình xem à, có như thế thôi. Trong lúc cô đang nói chuyện thì cô làm như thế thôi, thì mấy cháu nó làm máy móc à, nó đem nó dựng cái hình lên, nó dựng cái màn hình lên cho nó dựng mấy cái bộ phim và nó rót nước cho khách tới uống, rồi nó ca nó hát. Đó là cái sinh hoạt như là một gia đình, chứ đâu có phải là một tổ chức lớn lao ha, rửa tiền hay là mafia về cái gì đâu thưa quý tòa, có phải như vậy hay không? Nó thành ra đó. Rồi bây giờ cái vòng tay của cô Hằng ôm ba cái đứa mà nhân viên của mình, mà giờ tôi bảo đảm ba cháu này sẽ theo cô Hằng cho đến khi cô Hằng chết thì thôi. Mấy cháu không bỏ, cô Hằng không bỏ thì thôi, cô Hằng sẽ không bỏ một cháu nào hết. Nó cô Hằng hung trên đầu của cái cháu nào ở chính giữa đó, cái cháu để tóc dài, cái mặt đau khổ đó, cái cô Hằng ngồi kế bên, cô Hằng hung nó đó. Cô rất là tình cảm quý vị, rất là tình cảm. Một người phụ nữ tràn đầy cái trái tim, nghĩa là hết sức là tình thương ở trong đó đó. Không, vàng kim cương một bên, nhưng mà cái tình thương con người vẫn là quan trọng. Cái gì thấy rõ ràng cái sự xử đó bây giờ đó. Trong khi con Đinh Thị Lan nó lôi má nó đi, để rồi bây giờ nó đổi thừa rằng
do YouTuber tấn công mà má nó bị bệnh. Giữa hai cái vấn đề quý vị thấy rõ vấn đề chưa? Mẹ cô Hằng vẫn ngồi ở trong gia đình vui vẻ chờ con mình về, phải không thưa quý vị? Đâu có gào khóc, đâu có khiếu nại, đâu có lăn ra nằm giả hay là phân trần con tôi thế này con tôi thế kia. Nguyên một cái gia đình của cô im thầm thấp, không bao giờ để cho cô phải nói rằng bây giờ ở trong quản giáo ơi đèn tối quá ha, tắm nước tắm nó rác người quá, hay là cái thế này cái kia nữa là cơm ăn xong không ngon, cái thế này cái kia nào không có, không có giờ không có. Cái chuyện ở trong gia đình đêm tối là một lẽ, nhưng mà rồi cô cũng ăn cơm uống nước chung với một số các bạn tù của mình, rồi cô ca cô hát. Tôi nói quý vị nghe đó, cũng giống như một Kiền Liên mà tự nguyện đi vô xuống dưới địa ngục để thăm mẹ đó, thì cô cũng là giống như là một phần nào cái cách mà cô đã từ là một CEO để mà cai quản một cái chuỗi công ty du lịch như thế. Nhưng mà ngày hôm nay cũng vì vấn đề tranh đấu cho đồng bào chúng ta, rồi lời nói qua nói lại cô phải bước chân vào trong cái chỗ mà tù ngục như thế. Mặc dầu rằng là cái tù ngục của Cộng sản không phải là tra tấn đánh đập bỏ đói bỏ khát, không phải vậy. Nhưng mà cô cũng có một cái thiện nguyện, một cái thiện nguyện làm từ thiện. Thì hôm nay cái chân mình bước vô nhà tù để cảm nhận cái cảm giác khi ở tù nó ra làm sao. Cái đó là cái cũng là một cái trải nghiệm trong cuộc đời của cô đó quý vị. Người nào cũng nói hay nói tàn, nhưng mà nghe nó ở tù thì cũng sợ, nghe ra ngày pháp trường cũng rung, phải không thưa quý vị? Nhưng nếu ai cũng rung cũng sợ thì cái cuộc cách mạng này có được như ngày hôm nay hay không? Đó là tôi chính nói vậy là cho quý vị hiểu rằng mỗi một cái thời đó quý vị biết không, thời xưa đó thì các bà như bà Trưng Triệu Trưng Trắc, rồi bà Triệu Thị Trinh, rồi thời của Bác Hồ đó là nữ tướng ngoại giao bà Nguyễn Thị Bình, và đại tướng quân đội quân sự đó là bà Nguyễn Thị Định, và 10 cô gái đồng lộc đội quân tóc dài kêu là giống là thần đồng đất thép ha, kêu là miền Nam đồng khởi Bến Tre nhân dân, rồi những anh hùng du kích, nữ anh hùng du kích khăn rằng ở 18 thôn Dần Trầu, Hốc Nước Môn, Bà Điểm, Đức Hòa, Đức Huệ, quý vị biết không, nơi đó là toàn là các chị em làm du kích rất là nhiều. Vào trong thời bình này chúng ta thấy được ai? Trong thời bình này là nó còn phức tạp gấp bao nhiêu ngàn lần bom đạn của Mỹ ngày xưa, nó cài nó xéo ngày xưa thưa quý vị. Nó còn tệ hơn nữa, trong vào cái thời mà kêu Đông Hán Nam Ngô gì là quý vị biết rồi, Đông Ngô Nam Hán rồi biết bao nhiêu à, rồi thời Nguyên Mông, rồi thời nhà Tống, rồi thời nhà Minh, thời nhà Thanh, dân tộc chúng ta đã trải dài biết bao nhiêu cái cuộc chiến như thế, rồi tới thời kỳ đánh Pháp, tới kỳ đánh Mỹ, đánh Ngụy, biết bao nhiêu cái gian lao đó. Đồng bào của chúng ta và quân đội chúng ta hy sinh rất là nhiều, không máu thì chảy thành sông mà xác chất thành núi. Bây giờ hiện thời có biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ bộ đội không tìm thấy xác, những cái hình thờ trong bến Điềm Dược, trong cái bến Đền Dược ở Củ Chi, quý vị tưởng đó là hình thật và có người thật ở trong đó ư? Đó là di ảnh thôi, đôi lúc cái thân xác của các đồng chí đó không biết ở đâu. Hiện thời bây giờ có bao nhiêu người vẫn đi tìm xác con mình, vẫn còn sống, vẫn còn đi tìm cái hài cốt của con mình đúng không? Đúng hơn là hài cốt, chứ xác nào mà còn cho nổi. Còn ở bên Mỹ, cho tới tận bây giờ, một số phụ nữ, vợ hay là mẹ, cũng còn đang nghĩ tới không biết hài cốt của chồng mình, người yêu của mình ở bên đất khách quê người Việt Nam, nó ở đâu. Đó quý vị thấy chưa? Thành thử ra đó, cái cuộc chiến và chiến tranh này á, không ai muốn. Nhưng cái vận mệnh đất nước chúng ta đã trải qua rất nhiều, và cho tới tận bây giờ và luôn luôn mãi mãi chúng ta phải đề phòng cái giặc ở phía phương Bắc. Tay tuy là bắt tay ha, ôm vai nhau hung gió với nhau hai bên, ký bao nhiêu hợp đồng gọi là thế này thế nọ, nhưng mà quý vị nên nhớ bao giờ kẻ thù của chúng ta cũng nằm ở phương Bắc và nó vẫn cố định ở đó. Có khi nào mà Trung Quốc nó mất đi hay không, và có khi nào Việt Nam chúng ta có thể dời được một cái chỗ nào hay không? Đó thì chúng ta phải chấp nhận sống chung với giặc, sống chung với lũ. Rồi đó là một đất nước 1 tỷ tư dân, cho nên cái bệnh dịch của họ có thể hết đợt này nó tính đợt khác. Mà cái mà lây gần nhất đó là Việt Nam chúng ta và những nước lân cận Trung Hoa, Trung Quốc. Thành thử ra quý vị biết rằng không những cái vấn đề bị sợ xâm lăng, sợ bị ăn hiếp ở Biển Đông, mà chúng ta còn ngăn ngừa rất nhiều cái vấn đề khác nữa. Là vấn đề số Covid là một, nó tái phát đi tái phát lại. Và thứ hai vấn đề kinh tế là chúng ta có thể ăn những cái thực phẩm được từ Trung Quốc đưa qua, liệu rằng chúng ta có tin cậy hoàn toàn hay không? Đó là trong đất nước chúng ta nó nhiều cái vấn đề lo lắng, mà cái quan trọng hơn cả đó là giặc kinh tế, là những cái vấn nạn
tham nhũng hối lộ mà bác Hồ, bác xin lỗi bác Nguyễn Phú Trọng của chúng ta năm nay là bao nhiêu tuổi rồi, tóc bạc trắng không còn một sợi nào là đen hết rồi, quý vị thấy đó, vẫn gánh nặng trên vai là cái chữ hai chữ đốt lò. Quý vị thấy không? Nghĩa là cái trách nhiệm của bác nó lớn đến như thế nào. Cho nên tôi biết rằng cái ngày 4 tháng 4 vừa rồi nó cũng có một cái ý nghĩa rất sâu sắc, quý vị, là ngày sinh nhật của bác Hồ, là một ngày ấn tượng chúng ta, lòng dân chúng ta hay nhớ mãi nha quý vị. Kính yêu bác Nguyễn Phú Trọng chỉ là sau bác Hồ thôi ha, và sau bác Giáp thôi, chứ còn đây là những người cha già dân tộc. Nhờ có bác Trọng hình cái hình bóng cây đa cái đề này để cho chúng ta có thể nương tựa, để mà mong rằng đất nước chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn. Sau cái trận bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát thì mong rằng cái bộ thanh tra của chúng ta và nhà nước của chúng ta phải hết sức đoàn kết với nhau, vẫn cho người Hoa làm ăn, nhưng mà chúng ta làm sao mà để cho họ đừng có thao túng, cái đó mới hay. Chứ không phải mà sợ một Trương Mỹ Lan rồi chúng ta không làm ăn với Đài Loan, không làm ăn với người Hoa, vì chúng ta trốn tránh đó. Thật ra cũng không phải là cách, cái đó là cái điểm yếu của chúng ta đó. Nhiều khi tôi cảm giác rằng bà Trương Mỹ Lan đó, bà giống như ông Trạng Quỳnh hay là kêu là ông Mạc Định Chi đó quý vị, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Định Chi, hoặc là hay là sứ giả Giang Nhân Minh đó, đang nghĩa là dùng cái trí thông minh của mình đấu đá lại với các quan vua của nhà Minh, nhà Thanh gì ở bên Tàu á, hay nhà Tống gì bên Tàu á. Thì các ông á, các cụ của mình, cụ Mạc Đình Chi hay là cụ Trạng Quỳnh hay là cụ Trần Quý Đôn, phải không thưa quý vị? À, Lê Quý Đôn, cụ Lê Quý Đôn, rồi cụ Văn Văn Minh, rồi mấy cụ này đó, đã làm sao mà cho cái lợi đất nước chúng ta rất nhiều, và cái tiếng thơm nó vang cho tới tận bây giờ luôn. Thì bây giờ cái bà Trương Mỹ Lan bà đang dờn, bây giờ để các bà thử cái trí thông minh ha, cái xứ mà sáng suốt thông minh của quan tòa Việt Nam chúng ta tới đâu. Thành ra cấp này bà dờn dữ lắm, bây giờ bắt đầu bà khóc, bà nói bà không biết gì hết trơn ha, bà không biết được cái quy chế của ngân hàng, bà thế này thế kia, nhưng mà bà biết hối lộ. Bà đưa cho một mình bà Đỗ Thị Nhàn là bao nhiêu triệu đô, quý vị tưởng tượng không? Quý vị coi lại coi bao nhiêu triệu đô. Thì quý vị thấy rằng coi như là bà nói một câu rằng bà không biết gì về cái quy trình, cái hoạt động của SCB hết. Bà tưởng đâu bà làm lợi cho các cái ngân hàng này. À, nhưng mà bà có thể hối lộ cho bao nhiêu quan chức, bao nhiêu người trong cái giới thanh tra. Thì quý vị thấy rằng bà nói câu nói quý vị tin được hay không? Thì tôi có cảm tưởng rằng bà giống như là kêu là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, là Mạc Đỉnh Chi, hay là cụ Lê Quý Đôn, hay là cụ Trạng Quỳnh, hay là cụ Mạc Đỉnh Chi, lấy cụ Văn Văn Minh này đó, nên chắc sứ thần của chúng ta đó, đi qua bên đó để khiến cho vua quan của cái phương Bắc phải cúi đầu công nhận rằng Việt Nam tại sao, đất nước phía Nam này tại sao lại thông minh thế. Thì bây giờ bà Trương Mỹ Lan bà đang thử sức, bà xem cái quan tòa về mặt kinh tế của Việt Nam này có bằng cái ngón chân của bà hay không, vì bà đã dắt mũi bao nhiêu quan chức, bao nhiêu thanh tra để có ngày hôm nay, với bao nhiêu cái khối kêu là bất động sản của bà, tưởng chừng như là bà nuốt trứng cái miền Nam này đó thưa quý vị. Tôi mấy bữa rồi cũng đi theo cái vụ của cô Hằng ở trong tòa án 4 tháng 4 vừa rồi đó, thành ra tôi bỏ bà Lan qua bên đó. Bây giờ nó nói rằng bây giờ không biết tử hình hay không á, quý vị thấy không? Và bà rơi nước mắt. Bây giờ chồng bà là ông Chu Lập Cơ đó thì cũng nói những cái lời giống như là thôi gì, giống như hiền thê ơi ha, tình nghĩa phu thê của chúng ta tới đây là xong. Bởi vì nàng đã làm nhiều chuyện quá tàn nhẫn, quá ác độc cho một cái đất nước thứ hai, một cái quê hương thứ hai, đã đừng bọc vợ chồng mình, con cái mình đều sống ở trên đất nước này, sanh đẻ trên đất nước này. Ngày hôm nay hiền thê làm cái chuyện quá đáng luôn, nói cái kiểu như vậy đó quý vị. Nó giống như trong giây phút chia ly đó ha. Quý vị thấy không, khi mà cái chết đến cận kề, cả ngay vợ chồng tay ấp mặt gối, vẫn cũng phải rằng nhường cho nhau cái chết, vì ai làm người đó chịu. Đó quý vị thấy không quý vị? Cũng như chú Dũng âm thầm nhìn cô Hằng 18 tháng rồi tới 24 tháng, đủ 24 tháng. À, nhìn cho vợ mình đó là cái người tay ấp mà cố với mình ở trong cái chỗ như thế, chấp nhận là như thế. Đó là quý vị thấy không? Mỗi người một cảnh, mỗi người một cách tranh đấu, như kiểu cô Hằng, quý vị tìm ra người thứ hai nữa hay không? Chúng ta khoan chấp nhận cô Hằng làm cái gì tốt, nhưng nếu không chấp nhận thì ngày sau, ngày hôm nay tại sao lại có một Nguyễn Phương Hằng hạnh phúc rạng rỡ như thế? Dù đang ở trong tù, dù đang thi hành án, quý vị tìm lại trong lịch sử của chúng ta có ai được như vậy hay không? Đó là những cái hy sinh, cái tự nguyện. Cô biết rằng cô nói là cô sẽ được vô tù đó quý vị. Vì sao cô cứ nói rằng tụi bay thua tao đi, tao ở tù tao thua tụi bay, nhưng mà tao thắng vì tao ở trong lòng dân.
Đó là những cái câu nói này nó đúng y như vậy, nó hiển hiện y như vậy. À quý vị, nhưng nó cũng chưa đủ làm sáng mắt. Nó chưa đủ để cởi tấm lòng ích kỷ mà kêu là bị xiềng xích ở trong cái sự ích kỷ, tham lam. Nếu mà con Đinh Thị Lan á, nó chưa bao giờ mở miệng chửi cô, hoặc là chỉ có cầu nhầu chút đỉnh, nó nói chuyện với fan của nó, nói ờ tại sao tôi không làm vậy mà sao bà Hằng nói tôi dính vô thằng Mai Xuân Cường. Nhưng mà vào cái thời điểm mà cái vụ án ở Bình Dương, nếu nó ấm ức mà nó là biết luật, mà tại sao nó không làm đơn, nó thua vào cái thời điểm đó. Nó đòi bà Hằng phải bồi thường danh dự cho nó, hay là xin lỗi nó cái gì đó thì nó đòi cái lúc đó. Bây giờ cái chuyện nó đâu phải là một cái chuyện giết người cướp của đâu, mà bây giờ đào sâu trở lại, mà trong khi nó chửi cô Hằng 3 năm nay. Đó, cô Hằng cô mới nói ở trên mấy tòa, dạ thưa quý tòa, chỉ cô nói ngắn gọn một câu thôi, chị cô nói rằng nếu bị can mà kê khai ra những gì Đinh Thị Lan đã sỉ nhục, vu khống cho vợ chồng của bị can, thì liệu Đinh Thị Lan nó lấy tiền đâu để nó đền bù cho bị cáo? Thế thôi. Nhưng mà tôi muốn lặp lại cho quý vị, tôi muốn triển khai ra là chúng ta không thể nào quên những cái lời nói mà kêu là cay độc và rất là ác tâm của con Đinh Thị Lan, cũng như con Hoàng Kim Dung, cũng như là thằng Bảy Gà đó quý vị. Hay thằng Phan Phong, thằng Thám Tử Cao á. Thằng Thám Tử Cao mày còn nợ vợ chồng của chú nha, của cô Hằng nha. Nha, mày nhớ mày còn nợ tụi bay nhỡ nhiều lắm. Nợ nhiều lắm. Tụi bay cứ ráng mượn cái nợ này đi nha. Rồi vợ chồng con cái dòng họ tụi bay ha, cái gia phả ba đời bốn kiếp của tụi bay đó, thằng Bảy Gà, con Đinh Thị Lan, con Hoàng Kim Dung, tất cả những đứa mà chửi cô Hằng đó, hai giờ không công nhận những cái gì mà nhà nước đã ban tặng cho cô chú rằng là những người mạnh thường quân đã giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta. Thì bây giờ tụi bay đi tô một nhà thương hay bất kỳ những cái gì mà chúng tụi bay đang nhờ tới, tụi bay hỏi rằng trong đây có cái quỹ nào của ông Dũng bà Hằng hay không. Hồi sáng này tôi đọc mấy cái clip của vị mà cũng đồng chí đi lắc lượt nhạc lại hết đó, quý vị thu thập lại đó, là có 5 chỗ là đại diện của báo đài đó quý vị, của từng vùng luôn, từng tỉnh để mà cảm ơn cái quỹ từ thiện Oxy của khu du lịch Đại Nam, người ta đem phân bố tới trong mùa Covid. Thì tôi nghe được 3 chỗ, 5 chỗ mà tôi nghe được 3 chỗ đó là Kiên Giang, rồi cái gì mà gọi là cái gì Tân Nguyên thì tôi nghĩ phải Long An, không biết nữa. Cái chữ Tân Nguyên tôi nghe quen lắm. Thì Long An, Tân Nguyên và một cái nữa là cái ở Bạc Liêu. Còn hai phần còn lại thì hai cái biên tập viên này nói nhanh quá, tôi nghe không kỹ. Thì coi như năm chỗ người ta đã thành kính đại diện cho cái tỉnh nhà để mà cảm ơn vợ chồng đại gia Quỳnh Quý Dũng và Nguyễn Phương Hằng đã phân bố oxy đến tận nơi cho họ. Thì những cái câu này, những chuyện này và những bao nhiêu cái máy nước lọc nước mặn thành nước ngọt, rồi biết bao nhiêu cái công trình, nói chung lại là lặp đi lặp lại hoài, quý vị nghe đó chắc quý vị sẽ thấy rằng nó nhàm rồi, nó thôi rồi, được rồi, cô Chính giữ hơi cho khỏe đi, đừng có nói nữa, tụi con nó biết hết rồi. À mà quý vị thấy không, cho tới tận bây giờ thì thằng Mỹ Gà cứ một chữ tiền nổ, hai chữ tiền nổ, phải không? Rồi con Đinh Thị Lan thì vẫn nói rằng á, nó nói nó làm từ thiện hả, nó làm hồi nào này nọ lung tung, kêu nó kêu mày kêu tao. Mày có thấy vòng tay của cô Hằng á, cô ôm ba cái hai cái cô mà nhân viên của cổ ôm giống như con gái của cổ, mày thấy không Đinh Thị Lan? Mày có thấy mày nhục, mày có thấy mày tủi thân hay không? Mẹ của cổ ha, dù xa con mình gần 2 năm trời, nhưng mà đâu có phải như mày lôi mẹ mày đi hết chỗ này chỗ kia gì có mấy tỷ này, mà chỉ trong hương khói thôi con. Ở trong cái tưởng tượng của con và trong cái sự mà kêu là cái tâm mà tham lam của con á, nó đang nuôi dưỡng con có 3 tỷ 8 nha quý vị. Hôm nay nó mọc thêm 800 triệu nữa đó. Trời ơi ghê gớm luôn. Vậy là mà cái ngày nào nó thua trên giám đốc thẩm á ha, tôi dám nói quý vị không chừng nó bò lên 5-6 tỷ luôn đó. Mày đã nhìn thấy cái gương của vợ chồng con Thị Tề rồi chứ gì phải không? Ha, mày đã nhìn thấy cái gương của cái thằng Đàm Vĩnh Biệt rồi chứ gì. Mày nghĩ rằng bây giờ đó, tại tụi kia nó đòi cái số tiền bự quá là không có, không được. Nhưng mày nghĩ rằng 3 tỷ ha, mày thấy chắc cũng được rồi phải không? Nhưng mà thò thêm là 800 triệu nữa quý vị. Nó cho rằng cái ngày 11 tháng 3 mà không xử mà quản phiên tòa đó, thì nó cho rằng nó cộng thêm cho đến ngày 4 tháng 4 này, nó cộng thêm là nó bị thất bại gì, tổn thất gì kinh tế. Mấy cái chai mà đông trùng hạ thảo của mày đó, mày gửi qua cho thằng Bảy Gà nó tiêu thụ ngày một hết. Nó đổ vô trong rượu nó uống, nó xé thịt gà ra nó ăn. Nó còn mấy này cho nó đi để cá cược đá gà đi, là nó thanh toán cho mày hết trơn luôn. À, cái thằng nó tên đá gà mà, nó tên Bảy Gà mà quý vị, dân cờ bạc mà. Thì nó sẽ đá gà nó thua thì nó muốn chung, sẽ nó hỏi tụi bay uống đông trùng hạ thảo không, của con Đinh Thị Lan đó. Thế thì bây giờ mày chuyển nó qua hết rồi, mày biểu nó đưa tiền mặt cho mày.
Trời ơi, có bao nhiêu đó mà nó tính tiền tỷ đó quý vị. Trong khi biết bao nhiêu cái cửa hàng lớn, bao nhiêu cái xí nghiệp lớn, Bạc Kinh Xanh này đó đó, một cái chuỗi mà kêu là giải trí mà còn là kêu là khách sạn 5 sao của người ta, vừa giải trí vừa buôn bán vừa siêu thị. Nó giống như Diamond đó quý vị. Mà người ta đã tuyên bố rằng sạc nghiệp đóng cửa đó, rồi biết bao nhiêu xí nghiệp về bên dài không, cái gì mà chữ lạc chữ phong đó quý vị, người ta phải về tới giờ về bên dưới tỉnh hết. Còn ở trên thành phố này tôi đã nói quý vị rồi, quý vị cứ đi xem bao nhiêu căn nhà mà kéo cái cửa sắt đó để chữ là cho thuê nguyên căn, nó biết là bao nhiêu. Còn nó thì nó nằm ở trong cái chỗ Gò Vấp đó, nó khuất phải quý vị, cái chỗ đó là cái chỗ sang đó, chính biết là cái chỗ đó dân có trí thức, dân ta ở đó đó, thành ra nó mới làm trận làm thượng như vậy. Nó qua sớm tôi trong vòng một ngày mà nó chịu im á ha, sớm tôi mà không nắm đầu nó là đánh má nó nhìn không ra luôn, tóc tai nào kêu nó kéo nó lôi bù xù như bà khùng luôn, nó xé quần xé áo, chỉ trừ khi có ai mà can thì mới xong. Cái cách mà hống hách ha, cái kẻ mà làm bà ha, mày cứ chửi là ai làm mẹ cho mày, đã làm tới cố nội luôn, mày là cố nội của pháp luật, mày nói người ta ngồi xổm chứ còn mày chàng hãng ra. Tôi nói tới như vậy là quý vị biết đó, cái thứ gì mà kêu đưa đầu ra cho chúng chửi, mà cứ đưa đầu ra cứ lên giết lách giết lách. Không, quý vị thấy cái giờ nó ở đâu nó có, làm sao nó buôn bán. Từ khi cô Hằng bị bắt, nó chơi với thằng Nam Quang Tiến Dũng, mày có lên mày nói với tòa không, mà nói rằng tôi đang giao du với thằng Nam Quang Tiến Dũng để mà kết hợp chửi bà Hằng đó, sao mày không dám can đảm mày nói sự thật ra hả? Mày nói mày tôn trọng pháp luật phải không, mày tôn trọng sự thật, mày chịu trách nhiệm cái lời nói của mày. Cô Hằng chỉ có mỗi cái chuyện dính vô Mai Xuân Cường cái vụ gì đó do mày cứ đập đi đập lại thôi, nhưng mà mày chửi người vợ chồng người ta tới cỡ nào, sông tàu nào mà cho hết những cái lời bịa đặt mà kêu là quá mất dạy của mày, cái tâm hồn của mày băng hoại. Mày chơi với cái tuổi thằng Nam Quang Tiến Dũng, mày chơi với những một số luật sư mà kêu là mất cái phẩm cách, mày chơi với tụi nó để mày chống lại bà Hằng ha. Ngay cái bà, cái cô Diệp đó, cô cao tuổi như vậy mà cũng còn bị lọt vô trong cái bẫy, nó dụ dỗ và nó coi bài cô Diệp đó nó như là một công cụ để mà phá vô cái ốc xi của cô Hằng đấy, làm cho bà con tháo chạy như vậy. Mày dám chắc là mày không biết vụ này hay không? Mày chơi với thằng Nam Quang Tiến Dũng, mày có thề rằng mày không có nhận đồng tiền của tụi nó, tiền là lớn tiền nhỏ thuộc ra thuộc vô, mày có hay không? Đến nỗi mà ngay cái thằng Tony Phạm là một cái thằng mà kêu hồi đó tới giờ nói với thằng Trần Đình Nguyên ấy là ruột ở bên cái tỉnh Thất Bồng Lai ấy, mà hôm nay nó chọc luôn á. Nó nói rằng nó đi lãnh tiền $2,000 mới vừa rồi nó chọc kẹo đó quý vị. Con nhỏ này tưởng thiệt. Quý vị thấy chưa? Nghĩa là bây giờ nó giống như một con cá mà háo mồi á, ai thọc cái gì một con lăng quăng hay là thậm chí là một cái lá mà cái ta giả tạo á, bỏ xuống dưới mặt hồ nó cũng nhào tới nó đớp. Nó tưởng nó là cái mồi á. Đến như là Tony Phạm mà nó còn chê, nó còn cười mày mà nó dụ mày, nó đem nó trêu mày, nó nói rằng lấy $2,000 hay không, tưởng thiệt. Trời ơi, bà ta tưởng thiệt đó, mày biết thấy chưa đó, mày á, mày là cái con đàn bà bây giờ chỉ tiền trước mắt mày là tiền thôi. Mày lôi mẹ mày đi, mày ra ngoài cái mồ mả của ông nội bà nội mày chết bao nhiêu năm mày để không yên, vì ba cái đồng tiền này mà mày còn đi lôi cái người chết để phù hộ cho mày, làm sao phù hộ được? Ông bà đã siêu thác thoát rồi, mày hiểu chưa? Ha, con cái mà cúng dỗ hay là nhớ lại này chẳng qua là mình nhớ ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng mình, sanh đẻ ra mình thôi ha quý vị, chứ đâu có phải ai mà đi phù hộ cho con cháu mình những cái chuyện mà không có đúng như thế ha, quý vị thấy đó, không có trời Phật Bồ Tát nào phù hộ cho mình cái điều mà mình đi đang tống tiền người khác, mình đi làm tiền người khác. Phải chi mày đừng có chửi cô Hằng câu nào đó, thì ngày hôm nay đó mày ra ngoài tòa mày xin nói rằng bây giờ đó hoàn cảnh của tôi đó là rất là khổ sở ha, mày cũng do cái chuyện dính líu với Mai Xuân Cường thế thì tôi kêu nào cho mày nói xạo nó dốc á, cho mày á, nghĩa là đem cái hạ tiện của mày ra mày xạo mày dốc để mày ăn mài của cô Hằng đó. Nhưng mà mày đừng có chửi cổ, mày đừng có nói quan nó ức, mày đừng có dựng chuyện cho cái khu du lịch Đại Nam á thì có lý. Cô Hằng cũng sẽ nghĩ tới nó, thôi bây giờ nó cũng tội, mẹ đơn thân mà cha thì cũng không có, chồng thì cũng không, bây giờ nó có mấy đứa nhỏ và có một bà già, biết đâu là cô Hằng cũng động lòng. Tại sao mày không đi theo cái hướng đàng hoàng, mày nghe lời thằng Nam Quang Tiến Dũng, mày nghe lời những cái con luật sư khuất mặt khuất mày á, phải không? Tao biết chắc 100% mày biết rằng mày có âm mưu phá cái ốc xi của cô Hằng và những cái tài khoản giả cho khu du lịch Đại Nam. Mày chắc mày nắm nói mà tôi không biết gì không? Dám không? Mày nói chắc rằng tôi không chơi với Nam Quang Tiến Dũng ha, rồi tôi chắc rằng tôi không có bị ai xúi dục và tôi không gì công cụ để mà tôi hại cái danh dự của khu du lịch Đại Nam, tôi chà đạp danh dự của vợ chồng ông Dũng bà Hằng. Mày dám chắc mày không có bị thuê mướn hay là mày ích kỷ, mày nhỏ nhen, mày ác độc?
Đó bây giờ quý tòa nghĩ coi đó, cô Hằng 3 năm mà quý tòa đang thương tình giảm cho cô Hằng được 3 tháng tù giam. Một ngày ở tù bằng 3 năm ở ngoài đời. Vậy thì 3 tháng này nhân lên là bao năm được ở ngoài đời. Cái công đức này chúng tôi thay mặt cô Hằng cảm ơn quý tòa biết bao nhiêu. Nhưng mà cái con này á, nó dám đề quyết rằng cô Hằng phải ở tù chung thân. Thì quý vị biết rằng, nếu là quý vị nghĩ như thế nào? Đây là cái sự lộng quyền, lộng ngôn. Coi pháp luật không ra gì hết, dám đùa giỡn đem biêu xấu pháp luật. Chuyện có như vậy thôi mà dám quyết cho người ta ở tù chung thân. Xin với quý tòa thấy rằng cái con này nó có phải là nó táo tợn, phải không thưa quý tòa? Nó có táo tợn, nó dám thay mặt quyền của tư pháp mà nó định cho cô Hằng một chung thân. Rồi nó vu cáo cho cái khu du lịch Đại Nam đóng cửa rồi, bán rồi, giao chìa khóa rồi. Thấy không? Rồi bây giờ đó chú Dũng thiếu nợ bao nhiêu thiếu tế, bao nhiêu 90 tỷ tiền thuế. Rồi đi mua chuộc công an, rồi đi mua chuộc cất việc hay là ai đó để tấn công nó. Từ đầu chứ đuôi nó cứ nói rằng cô Hằng là tội ác, cô Hằng thuê mướn chúng tôi tấn công nó. Thậm chí như là nó giờ ăn cơm trưa không chịu vô ăn, đưa cái mặt ra ở cái chỗ mà cái cổng của người ta, ở chỗ mà cái tòa án đó, thì nó bị ó, nó bị chửi là con lăn chó, con lăn ác độc, con lăn đi đầu xuống đất, nghĩa là chửi đến mức độ thì thôi ta đi vô đi, quay lại đổ thừa cho công an là tại sao không bảo vệ tao. Trời đất ơi, nó là mẹ thiên hạ, nó coi công an giống như là con cái của nó. Nó muốn chửi giờ nào nó chửi giống như người giúp việc của nó đó quý vị. Cô Hằng có dám như vậy hay không? Cô Hằng chỉ có than phiền đó là tôi bị luật sư của thằng Võ Quyên giới tay đánh tôi trên đồn công an. Chỉ có một cái chuyện nó dính vô cái chữ đồn công an. Thế là công an đùng đùng nổi giận, cho rằng cô Hằng xúc phạm, cô Hằng làm tổn thương cái danh dự của công an. Lên trên tích báo thiệt là bự luôn. Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng đã vu cáo bịa đặt cho công an. Quý vị thấy không, hai cái chuyện hoàn toàn nó khác nhau một trời một vực. Rồi sau đó một cái điện thoại để làm một cái nhân chứng vật chứng nó nằm ở trong đó. Thì cô Hằng đã giao cho một trung tướng hay là trung thiếu tướng thiếu tá gì đó là Nguyễn Đặng Nam đó. Nhưng mà ông ấy đã làm theo một cái cách gọi là bản năng, chứ không theo nguyên tắc của cái phòng chống tội phạm, điều tra tội phạm. Tức là phải có một cái biên nhận, biên bản gồm có đồng chí nào, chức danh như thế nào, và ký ở đâu, vào cái địa điểm ở đâu, vào mấy giờ, ngày tháng rõ ràng. Sau đó là phải có cái mộc ký rằng đã nhận một cái vật chứng của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên, và có thể lật trong đó một số hình ảnh và chụp lại, chứ không phải là giao nguyên cái điện thoại cho cô Hằng. Cô Hằng ngồi chờ lấy trong vòng mấy phút lấy lại, ngồi trước mặt luôn. Họ cho chuyên viên tới lấy luôn một cái nguyên một cái phần ở trong đó, cái chỗ nào cần chụp là họ chụp hết. Cô Hằng ngồi chỉ dẫn cho họ nói đây là hình ảnh như thế nào, và cái lời giao ước thế nào, hợp đồng thế nào, vân vân. Cái gì có liên quan tới Võ Hoàng Yên, cô Hằng ngồi trước mặt ông thiếu tướng Nguyễn Đặng Nam để nói chuyện. Ông sẽ làm tại chỗ luôn và trả cái điện thoại lại cho bà để cho bà sử dụng. Chúng tôi giữ lại cái này để điều tra. Có phải không thưa quý vị, chính nói có sai hay không? Và kể cả các quý tòa, chính nói như vậy có sai hay không? Nhưng đằng này giữ của người ta một thời gian, sau đó tuyên bố rằng tôi trả lại cho bà đó. Rồi cô Hằng có mở ra không có cái gì trơn, thì đương nhiên là cũng quá sốc. Mà cũng có nói công an rằng nó làm ăn tắc trách hay là bao che cho Võ Hoàng Yên, cũng đâu có xác nhận như vậy, cũng chỉ than phiền thôi. Cô nói trời ơi, bao nhiêu hình ảnh của tôi với thằng Võ Hoàng Yên ở trong đây, bao nhiêu cái sự cam kết của nó, tiền bạc thế này thế kia, bây giờ bị mất hết trơn rồi. Thì cô có một clip, cô ngồi cô nói. Thế mà công an đâm ra giống như là coi cô như là một cái người mà kêu là chống đối mình đó quý vị. Mà trong khi đó cái con này nó thua gửi không biết bao nhiêu lần thiếu tướng mà kêu là Trà Văn Lào, ở Trà Văn Lao đó. Rồi đó là ông nguyên trưởng công an của Gò Vấp. Rồi đó, nguyên một cái ban công an thành phố Hồ Chí Minh đó, để vô cảm vô tâm đó là coi như không có tính người đó, đã để cho nó bị hạ nhục 3 năm. Rồi bây giờ nguyên một cái lịch trình của người ta, cái sự tổ chức của người ta ở trên tòa án tối cao, cái chuyện mà đi qua đó phải đi qua một cái hệ thống rà soát mà phải chỉ chừa một mình nó đó, người ta làm á, nó tức. Đằng này là người nào bước vô người ta cũng có cái đầu người ta rà, từ bên trên ta rà xuống xem có những cái vật mà sát thương hay là có những cái mà gây nguy hiểm hay không. Cái đó là cái nguyên tắc. Tại sao người ta áp tù nhân nó tại ở trong một cái xe kính như vậy đó, mình không biết cái xe nào chở tù hết. Vì ở đất nước mình còn hiền, còn những đất nước khác nó bắn xẻ đó quý vị, để nó giải thoát tù, hoặc là nó gọi là bích đầu mối á, những cái băng nhóm mà kêu là mafia đó, nó muốn giết cái kẻ nó không cho nó khai đó, nó bắn xẻ. Kể cả tổng thống cũng vậy quý vị, thấy không, đi những cái chiếc giống nhau y chang, để không biết chiếc xe nào đang chở tổng thống.
cái kính mà gọi là kính đục á, ha, ở bên trong nhìn ra thì thấy, nhưng bên ngoài nhìn vô không thấy. Tôi nói vậy quý vị có công nhận hay không? Thành ra đó là cái nguyên tắc mà nó thành ra một cái khoảng 1, khoảng 2 để cho nó đi thưa đó. Nó đi thưa ở trên ban mà hội đồng xét xử tòa án tối cao thành phố Hồ Chí Minh á, chính điều nó đi thưa đó. Mà trong đó những cái điều, cái quy chế lịch trình của người ta mà nó đi nó thưa luôn. Là nó coi mấy ông mấy bà đó là nó là con người của nó, coi như là lúc nào nó cũng đi thua được hết trơn. Trời đất ơi, tôi không biết là kiếp sau nó sống nó đầu thai trở lại nó thành cái gì tôi không biết nữa. Hở ra nó thua. Rồi bây giờ nó quy kết, nó xác định, ha, nó quyết xác rằng cái sự tổ chức nước non cơm nước hay là cái sự mà số người có mặt đi ra đi vào đó để chỉ phục vụ cho Nguyễn Phương Hằng, còn trễ 2 giờ là để cho Phương Hằng trang điểm. Vậy thì bây giờ các vị ở trên kiểm soát chuẩn bị những cái lời nói này để nói trước mặt của giám đốc thẩm đi. Phải không thưa quý vị? Nó đề quyết hết, nó coi tất cả cái này là để phục vụ cho bà Hằng. Rồi bây giờ nó vô chờ bà Hằng như thế nào, rồi trễ 2 giờ là lý do chờ bà Hằng mất cúc. Đó quý vị thấy chưa? Mà trong khi mày có thể mày tiến gần tới cô Hằng trong giờ nghị án nó lan, để cô chính nhắc mày nghe nè. Mày có thể ở không mày hỏi rằng ai cho mày sơn móng chân, ai cho mày sơn môi. Nhưng mà tại sao con không nhắc rằng mày ơi, mày làm ơn mày nói cho mọi người biết rằng tao có ăn cắp hột xoàn của mày hay không? Tại sao mày không làm như vậy hở Đinh Lan? Đây là một cái cơ hội không bao giờ mày gặp một lần thứ hai nữa. Sau này mà cô Hằng đã ra rồi đó, tao đố cái bản mặt của mày á, mày kéo con Hoàng Kim Dơ hay là thằng Bảy Gà bảy móng gì đó, mày kéo hết xuống dưới bên xuống dưới Việt Nam để ai có cho mày bước vô và có ai cho mày nói là cho em rửa chân chuyện bữa đi thử coi. Đây là cái dịp cuối cùng để cho mày gặp người ta cô Hằng đó. Mày ao ước, mày khóc lóc, mày gian sinh ha. Cái ngày 11 tháng 3 giờ rồi mày lôi mẹ mày đi đến nỗi bệnh đau làm sao đó, huyết áp cao làm sao đó. Rồi mày về mày đổi thừa cho YouTuber, mày làm động lòng thương cho mọi người. Trời ơi, ăn mày vừa vừa thôi, mày ăn mày mày không chừa một cái chỗ nào hết ha. Chẳng thà mày đừng xưng mày là con cháu cách mạng. Mày đừng có xưng mày là quen biết với ai là những cái ngày mà kêu là có công lao cho cách mạng ha, là người ân của đồng bào trong thời gian chống Mỹ đánh Ngụy. Mày đừng có xưng. Mày có làm như vậy tao cũng còn chấp nhận. Còn nếu mày muốn xin cô Hằng tiền á, thì trong 3 năm nay mày cái miệng của mày đó, đừng đi theo thằng Nam Quang Tiến Dũng để mày chửi cô Hằng đi. Mày đừng có nói bậy cho cổ đi. Thì biết đâu trên tòa này cô nói dạ thưa đồng ý bị cáo, tặng riêng cho mẹ con gia đình của Đinh Thị Lan này một số tiền là bao nhiêu đó. Quá tốt luôn. Mày đừng có vịnh vô cái vấn đề danh dự của mày. Danh dự mày có đâu mà vịnh. Cái danh dự của mày có hay không mà mày vịnh vô cái đó. Mày cho rằng xúc phạm mày, Mai Xuân Cường mày lôi ra mày nói hoài. Mày đem cả chị ruột mày ra để hứng đòn cho mày. Mày gài bẫy thằng Vũ Văn Thịnh. Mày làm tiền thằng Vũ Văn Thịnh. Rồi 80 triệu này mày lấy chưa? Xem như là mất luôn. Là bởi vì sao muốn lấy tiền thì phải lên ngân hàng nhà nước. Mà muốn lên ngân hàng nhà nước thì phải có công lệnh, phải có công văn, phải có công lệnh, có chữ ký mộc đàng hoàng. Mà với số tiền lớn có thể là có nhân viên của tòa đại diện để đưa cho nó đi, nó lãnh số tiền đó. Quý vị nên nhớ, người ta sẽ chặt chẽ như vậy đó. Nếu là những cái đồng tiền bồi thường hay là đồng tiền trả qua trả lợi như thế nào đó, thì mà khi đã nhập vào trong ngân hàng của nhà nước, cái người nào có điều kiện đã lấy ra để mà tiêu dùng á, thì phải đi qua tòa án để ký nhận ở đây là cái người có quyền hưởng cái số tiền đó do cái vụ án số mấy số mấy số mấy ha, và được ký bao nhiêu chữ ký làm chứng như thế, và phải có nhiều khi mà số tiền nó lớn đó quý vị. Thì trong tòa án sẽ đại diện xe và nhân viên để áp tải giúp đỡ cho cái người nhận cái số tiền đó đi về tới nhà, tới nơi tới chốn luôn, hoặc là đi vô một cái ngân hàng nào đó, chứ đâu có phải là quý vị lấy khơi khơi ở trong tòa. Rồi tự nhiên ví dụ như các ban mà thẩm đoàn á, lôi tiền từ trong hộc tủ ra để trên bàn cho quý vị tới lấy đâu, ngồi đếm ở trên đó, đâu có ai làm cái chuyện đó bao giờ. Nghĩa là thua trận thắng trận gì không biết ha, đền bù cho nhau, trả nợ cho nhau hay là hợp đồng cái gì đó, tất cả đều đưa vào ngân hàng nhà nước, rồi sau đó tòa án chấp nhận mình thắng kiện, mình được hưởng cái số tiền đó, thì nhà hàng sẽ ghi chép cái giấy tờ công văn như thế nào, mấy tờ mấy bản như thế, và đóng thuế thu nhập cá nhân, cái gì cũng phải qua thuế. Trường hợp của nghệ sĩ Ngọc Trinh mà đi thua cái nhà kịch như thế nào đó, nhà kịch nói như nào đó, khi mà thắng kiện đó, được đền bù bao nhiêu trăm triệu đó, thì cũng phải đi qua ngân hàng của nhà nước mới lấy được, chứ không phải từ trong cái tòa án đó lấy ra. Quý vị hỏi cô Ngọc Trinh thử coi đúng hay không. Đó là tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra đó, làm cái gì cũng vậy trơn đó. Nhưng mà đây là mới thấy được ấm lòng người dân và quan chức đó quý vị.
quan chức thì cũng đại diện cho nhà nước, đại diện cho chính sách nhà nước. Thì trong cái trường hợp này á, cô Hằng chưa có được ra mà mình vẫn thấy vui như thế nào, ấm áp như thế nào, an ủi như thế nào. Cho nên chính Tiền Giang phải nói rằng vô cùng cảm ơn viện kêu là viện kiểm sát hay là hội đồng xét xử hay là coi gọi là viện tối cao của thành phố Hồ Chí Minh. Chính thay mặt tất cả bà con yêu chánh nghĩa, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, xin được cúi đầu để cảm ơn các ban thanh tra và các ban thẩm phán đoàn của viện tối cao thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dầu cô Hằng còn bị giam ở trong đó, còn bị mất tự do như thế, nhưng mà rất ấm lòng. Kể cả một người tù như cô Hằng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc và nói rằng bị cáo vô cùng hạnh phúc. Quý vị thấy chưa quý vị? Chứ đâu có phải nguyền rủa trách móc hay bắt lỗi bắt phải thay đổi người này thay đổi người kia. Vì cái bản chất sự việc của Đinh Thị Lan đang dòi tiền cô Hằng, người ta nhìn thấy rõ cái tâm địa của cô rồi. Cho nên cô đừng có hòng. Cô muốn đổi 10 thẩm phán, cô thay ai, cô biết ai tốt ai không mà cô đi thay người ta. Đi tới đâu là chọc ghét tới đó à. Tao hỏi quý vị đó, có biết ai với ai hay không mà đi tới đâu là chọc ghét người ta. Cái loại người như cô mà cô ngoại giao làm sao mà cô thắng, là cô buôn bán làm sao mà được làm khách. Không, đi ngoại giao là đi thua kiện, cái gì cũng thất bại là tại sao? Làm mẹ người ta, thấy không? Muốn đi vô làm nữ hoàng hay là muốn vô làm cái là hoàng thái hậu ở trong đó phải không? Trời ơi, cái không đúc đầu ra rồi lấy máy quay bị dân chúng chửi mà không nhục, mà còn đi quay lại để rầy mấy cái anh công an đó nữa, quý vị thấy không quý vị? Mấy anh công an này hôm nay đánh nó làm chi? Bắt nó làm gì? Những cái chuyện nó không có đáng. Trời đất ơi, dây cho con này để làm gì cho nó ngồi nó chằn hãng, không chừng nó lột quần lột áo nó, công an xúc phạm nó, công an rờ vô ngực nó, công an da chạm sàm sỡ nó, không chừng nó dám làm như vậy lắm. Ai chứ con này nó dám đủ thứ hết trơn. Đem chị mình ra đón đòn của thằng Vũ Văn Thịnh để mà cài cho người ta bị, để cho con chị bị 20% thương tích. Quý vị thấy chưa, cái lòng dạ của nó đối với ruột thịt của nó còn như vậy đó. Một cái màn kịch ha, một cái bàn gầy bẫy thằng Vũ Văn Thịnh dướng vô cái bẫy này. Mày nhớ nha không? Đừng có bao giờ như vậy hết trơn, là dạy cái lắm. Cần thì cứ làm đơn thưa. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay là cái hạ sách nha, nói chung là hạ sách. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Để đây chính Tiền Giang sẽ theo dõi tiếp tục về cái hành trình mà của cái hậu 4 tháng 4 này. Tức là ngày 4 tháng 4 vừa rồi đó quý vị. Chính Tiền Giang có những cái ý tưởng gì hay xin được chia sẻ, tức là mạo muội chia sẻ với các quý bà con. Và cảm ơn bà con đã nghe bài nói chuyện của chính Tiền Giang, và cảm ơn chủ kinh Đi Lắc và Lóc rất nhiều. Xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị.